chỉ là Hạ Tưởng không ngờ tới là, Phó Nghĩa Nhất Dương Đông kích Tây, tuy là không làm gì được Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là gây phiền phức lớn cho hắn. Tôi tin tưởng Bí Thư Phạm nắm toàn bộ đại cục, nhìn xa trông rộng. Nhất cử nhất động của Tỉnh Yến đều thu hết trong tầm mắt. Hạ Tưởng thấy tâm trạng của Phạm Duệ Hằng tốt, nên tranh thủ nịnh bợ một câu miễn phí. Phạm Duệ Hằng cười ha ha, cười xong sắc mặt lại trầm xuống. Có điều Phong Thanh phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng khá lo ngại, Hạ Tưởng, phải dựa vào chính cậu rồi. Ý nói là, sự phán xét trong tỉnh Phạm Duệ Hằng có thể một câu định đoạt được, phía Bắc Kinh có vấn đề, nhớ Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn điều tra Hạ Tưởng, y chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Hạ Tưởng gật đầu. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho tỉnh ủy và bí thư Phạm đâu. Phạm Duệ Hằng gật đầu, cầm điện thoại lên, bảo thư ký thông báo cho Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu, Trương Kiềm và Vương Bằng Phi đến họp. Hiển nhiên là cuộc họp hội ý phạm vi nhỏ rồi. Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu và Vương Bằng Phi đều là bạn cũ của Hạ Tưởng, sau khi gặp mặt, hàn huyên vài câu náo nhiệt, không cần nói nhiều. Ngay cả là Trương Kiềm từ sau khi đến tỉnh Yến, cũng có qua lại với Hạ Tưởng không ít. Cũng vô cùng khách khí. Xếp hạng cuối cùng trong số các ủy viên thường vụ, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy trẻ nhất tỉnh Yến, trong số ủy viên thường vụ được chào đón, mức độ vô cùng khả quan. Hội ý do Phạm Duệ Hằng chủ trì, đầu tiên là nhắc qua vấn đề, sau đó là Trương Kiềm giới thiệu tình hình cụ thể. Nói đến chuyện của Phó Nghĩa Nhất, tự cao tự đại, tác phong thô bạo, không đoàn kết với các đồng chí, phương pháp làm việc thô thiển. Do làm việc không thích đáng, ảnh hưởng đến công việc bình thường ở Tần Đường, làm cho thành ủy thành phố Tần Đường rơi vào bị động, gây ra ảnh hưởng phụ vô cùng tồi tệ. Với những lý do trên, đề nghị đồng chí Phó Nghĩa Nhất tự nhận lỗi từ chức. Một đống lý do nêu ra, thật ra then chốt nhất chỉ có một điểm, là tự cao tự đại. Cũng chính là nói, thư biểu dương đã tác động lên thần kinh không ít người. Người bề trên kiêng kỵ nhất cấp dưới tranh công, xin thưởng, bất mãn với công việc, đòi hỏi cấp trên khen thưởng. Thăng chức. Cấp dưới tự phụ mình làm việc cực nhọc, hơi hơi lộ ra tâm trạng bất mãn chính là đại kỵ trong chốn quan trường. Hơn 100 bức thư biểu dương được gửi đến tỉnh ủy và Bắc Kinh, tất nhiên sẽ gây ra phản ứng cực lớn, Phạm Duệ Hằng không thẹn quá hóa giận mới là lạ. Khỏi cần nói là Phạm Duệ Hằng, ngay cả Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu và Trương Kiềm, thậm chí cả Vương Bằng Phi cũng vô cùng căm phẫn. Chẳng qua chỉ là một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh thôi. Tự cho rằng làm được cống hiến gì to lớn lắm, nội dung thư còn toát ra ẩn ý tỉnh ủy tỉnh Yến không đủ xem trọng y, quá là cuồng vọng rồi. Thư biểu dương gì chứ? Chắc chắn là màn tự biên tự diễn của tác giả mà thôi, đây không phải là vì muốn gây sự chú ý với lãnh đạo tỉnh sao, muốn được khen thưởng sao? Thủ đoạn thấp kém, thái độ bất chính, không cách chức không đủ để làm cho người dân nguôi giận. Thật ra không phải là người dân giận, mà là công chúng phẫn nộ. Người dân phẫn nộ không sao cả, dân chúng lại không có tư cách, quyền lực cách chức một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng chọc tức sự phẫn nộ công chúng của lãnh đạo tỉnh là thảm rồi. Kết cục của đồng chí Phó Nghĩa Nhất, trong tiếng nhất trí của mấy vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, chắc chắn là vận mệnh bi thảm. Tối hôm đó Hạ Tưởng ngủ lại thành phố Yến, hắn muốn về Tần Đường nhưng trời đã tối quá rồi. Buổi tối, hắn đến nhà Phạm Duệ Hằng làm khách, gặp Phạm Tranh thật vui, rồi lại gặp Phương Cách. Đều là bạn cũ lâu ngày gặp lại nên không khí càng thêm vui vẻ. Hiện tại Phương Cách là thư ký cho Tiếu Viễn Tâm, cấp cục trưởng, làm thêm mấy năm nữa cũng có thể hy vọng được thăng lên cấp phó giám đốc sở, hoặc là trực tiếp từ cấp vị cục trưởng xuống làm bí thư huyện ủy. Tóm lại, vì có Tiếu Viễn Tâm đến nhậm chức, tiền đồ vốn ảm đạm của Phương Cách bỗng nhiên được tỏa sáng, nghe Phương Cách kể lại, Phương Tiến Giang vui không thể tả. Phương Tiến Giang giao phó Phương Cách cảm ơn Hạ Tưởng, trong mắt ông ấy. Phương Cách được Tiếu Viễn Tâm yêu ái hoàn toàn là nhờ Hạ Tưởng tiến cử. Sự thật thì Hạ Tưởng không có tiến cử Phương Cách, nhưng hắn cũng rõ, Tiếu Viễn Tâm chọn Phương Cách cũng chính là xuất phát từ tín nhiệm hắn, cũng nhận định rằng Phương Cách được. Hạ Tưởng không về nhà mà ngủ lại nhà khách tỉnh ủy, với cấp bậc của hắn, nhà khách tỉnh ủy có phòng riêng tiếp đón. Buổi tối hắn lại nói chuyện điện thoại với Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu, đại khái cũng nghe được một ít phong thanh. Chính là Lý Bình Văn có khả năng bị điều đi, Giám đốc Sở Công an tỉnh Mã Kiệt có hy vọng được thăng cấp, tiếp nhận vị trí bí thư đảng ủy công an. Đến lúc đó y sẽ trở thành ủy viên thường vụ có thực quyền cực lớn trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy,
bí thư đảng ủy công an kiêm giám đốc sở công an, nắm trong tay đại quyền thực sự. Nếu như Mã Kiệt thăng chức, đó là tin tốt lành cho Hạ Tường. Bởi vì tuổi tác cục trưởng cục công an thành phố Yến là Tôn Định Quốc đã đến hạn, sắp nghỉ hưu, cuộc đời chính trị sắp kết thúc, mà do mối quan hệ giữa Mã Kiệt và Tống Chiêu Độ tâm đầu ý hợp, sau khi y lên chức cũng sẽ có tác dụng thúc tiến trực tiếp đến công việc của Hạ Tường. Đặc biệt là thành phố Tần Đường đang bên bờ sắp sửa đón chào một đợt dung chuyển cực lớn, phía công an mà không có người mình là không được. Tóm lại, một đêm ở thành phố Yến, Hạ Tường ở cũng là khá thoải mái. Về cơ bản mọi thứ thuận lợi, đạt được hiệu quả dự đoán ban đầu. Trưa ngày hôm sau, hắn tiếp tục đến họp ở tỉnh ủy, thảo luận vấn đề chọn lựa ứng cử viên sau khi điều chuyển Nam Hân Vũ. Lương Thu Duệ muốn hắn điều chuyển y đi, để cho Nam Hân Vũ ở lại. Nhưng Hạ Tường không nghe ý kiến đó, mà vẫn đề nghị chuyển Nam Hân Vũ đi. Bởi vì sau khi so sánh, Lương Thu Duệ ở lại thành phố Tần Đường càng có tác dụng lớn hơn. Trong chính trị, bắt buộc ưu tiên lợi ích trước, không thể để tình cảm cá nhân chi phối phán đoán. Bình thường khi thảo luận thay đổi nhân sự, với tư cách của Hạ Tường thì không đủ để tham gia hội ý bí thư, nhưng bởi do đây là thay đổi nhân sự của thành phố Tần Đường, hắn tham gia là thuận với lý thường. Cũng may là mấy vị ủy viên thường vụ cấp quan trọng đều quen biết hắn, nên không ai xem thường hắn. Cuối cùng hội ý bí thư đạt được ý kiến chung, sau đó liền triệu mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Không hề nghi ngờ gì, kiến nghị xử lý Phó Nghĩa Nhất và điều chuyển Nam Hân Vũ không gặp bất cứ trì hoãn nào liền được thông qua biểu quyết. Chuyện đùa, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và phó bí thư, trưởng ban tổ chức cán bộ đều gật đầu, người khác sẽ phản đối sao? Cho dù có phản đối, thì cũng là châu chấu đá voi, không biết tự lượng sức. Đàm Quốc Thụy nhìn ra, đằng sau việc thay đổi nhân sự chắc chắn là có bàn tay Hạ Tường dính vào. Thế lực của Hạ Tường ở tỉnh Yến quá là khổng lồ, hơn nữa còn ăn sâu bén rễ, mạng lưới quan hệ vô cùng thâm hậu, muốn lung lay hắn còn khó hơn lên trời. Tốt nhất vẫn là đá Hạ Tường rời khỏi tỉnh Yến, bởi vì hắn ở đây giống như sợi dây buộc, cây cầu nối, có thể tạo ra giữa Phạm Duệ Hằng và Cao Tấn Chu một vùng hòa hoãn. Nếu giữa nhân vật số 1 và số 2 mà không có mâu thuẫn, người bên dưới sao có thể mưu đồ giành lợi ích? Chỉ có trường hợp hai người đó có xung đột lợi ích, thì người bên dưới mới tranh thủ trong quá trình chọn lựa hàng ngũ mà kiếm được lợi ích, biến lợi ích thành lớn nhất. Nếu như có một cơ hội đá Hạ Tường ra khỏi tỉnh Yến. Chấm, Đàm Quốc Thụy nghĩ ngợi đầy ác ý, bao gồm y trong đó, chắc chắn trong tỉnh Yến này có không ít người cũng hy vọng Hạ Tường biến đi. Được. Mục tiêu lâu dài sau này chính là tìm cơ hội đuổi Hạ Tường rời khỏi tỉnh Yến, dù sao khả năng chèn ép Hạ Tường ở tỉnh Yến không lớn nữa, chỉ có Hạ Tường rời khỏi đây, tỉnh Yến mới có thể khôi phục lại không khí mới, y mới có thể bố trí thế cục cụ thể, từ đó đạt được mục đích chính trị lên làm chính. Hạ Tường không rời đi, tỉnh Yến sẽ không yên, giống như Khánh Phụ không chết thì nước Lỗ khó mà hết kiếp nạn vậy, thành ngữ về chuyện cổ trong văn học Trung Quốc. Ánh mắt Đàm Quốc Thụy nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Tường. Hạ Tường ơi Hạ Tường, sao ngươi phiền phức thế, sao cứ ở lì tại tỉnh Yến không đi? Lẽ nào ngươi không biết, ngươi rời khỏi đây thì sẽ có rất nhiều người thu được lợi ích càng lớn hơn. Ngươi chính là hòn đá ngáng chân người, là hòn đá dưới hầm cầu tiêu, vừa thối vừa cứng đầu. Đương nhiên là Hạ Tường không biết Đàm Quốc Thụy đang oán thầm hắn, tâm trí hắn không ở trên hội nghị, mà là đang nghĩ về cục thế biến động sắp tới ở thành phố Tần Đường, lòng đầy áp lo âu. Trương Quốc Vĩ sẽ không chỉ dùng một chiêu trò, chắc chắn là có chuẩn bị đằng sau nữa. Mấu chốt còn có là, gần đây Ngưu Lâm Quảng luôn gây chú ý nhưng chưa bộc phát. Tuy rằng có phát sinh xung đột với Nga Ni Trần một lần, nhưng sau chuyện đó bỗng nhiên lại kiềm chế, dường như là được người khác bày mưu đặt kế vậy. Hoặc chính là đang chờ đợi thời cơ, liền làm cho Hạ Tưởng phải suy đoán nhiều. Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng có mối quan hệ hợp tác rời rạc, nhưng trong kế sách cùng đối phó hắn. Hiển nhiên có mục đích tương đồng, cùng một mục tiêu. Ngưu Lâm Quảng đột nhiên thu tay lại, giống như sự yên bình trước khi mưa gió bão bùng ập tới, càng làm cho lòng người thêm bất an. Một Ngưu Lâm Quảng im ắng bất động còn đáng sợ hơn một Ngưu Lâm Quảng nhảy tưng tưng lên. Ngưu Lâm Quảng đã biết Nga Ni Trần đang ở thành phố Tần Đường, nhưng có lẽ còn chưa phát hiện ra nơi ẩn náu cụ thể của ông ta. Có điều tin rằng Nga Ni Trần cũng trốn không được lâu nữa, sớm muộn gì y cũng lộ mặt. Sớm muộn cũng sẽ mặt đối mặt với Ngưu Lâm Quảng. Nhưng mà, rốt cuộc Ngưu Lâm Quảng đang đợi cơ hội như thế nào? Chẳng lẽ nói,
Ủy ban kỷ luật Trung ương đúng là cầm mấy tấm ảnh để nói thành chuyện, huy động nhân lực đến Tần Đường hỏi tội hắn. Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Bằng Phi lại cùng Hạ Tưởng đến thành phố Tần Đường. Đồng thời, Ủy ban kỷ luật tỉnh khẩn cấp triệu hồi Phó Nghĩa Nhất. Phó Nghĩa Nhất thu dọn đồ đạc, thời khắc y nhếch nhác rời khỏi Tần Đường, tất cả mọi người ở tòa nhà thành ủy thành phố đều hiểu rõ gì đó. Trong chuyện liên quan đến Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, Bí thư Hạ thu được toàn thắng, Phó Nghĩa Nhất không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn là không thu hoạch được gì, ít nhất y cũng đã làm thành phố Tần Đường bụi bay loạn xạ, và thành công gây ra đợt sóng thứ hai, cũng mang đến cho Hạ Tưởng ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Chỉ có điều rất không may là, bản thân Phó Nghĩa Nhất trở thành vật hy sinh. Cùng lúc Hạ Tưởng xuất hiện tại tòa nhà thành ủy thành phố Tần Đường, không ít người lại nhìn thấy người đi cùng hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Vương Bằng Phi, trong lòng liền tự biết, rốt cục là Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ vẫn phải điều chuyển. Được tỉnh ủy phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định, điều đồng chí Nam Hân Vũ đến đảm nhiệm ủy viên thành ủy thành phố Thủy Hằng, chức vụ là ủy viên thường vụ. Cùng lúc tuyên bố, được tỉnh ủy phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định bầu đồng chí Lục Minh đảm nhiệm ủy viên thành ủy, chức ủy viên thường vụ. Kết thúc như thế sao? Tất cả mọi người đều há hốc mồm, chuyện đôi kim đồng ngọc nữ đồn ầm ĩ lại kết thúc nhanh gọn như vậy. Năng lực của Bí thư Hạ quá là đáng sợ. Chỉ có điều ai cũng không ngờ rằng, chuyện Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ chỉ là cơn sóng đầu khai vị, đợt sóng thứ hai liền sắp trào tới, và trực tiếp tấn công vào Hạ Tưởng. Chương 1225, vừa dẹp yên loạn, lại gợn sóng mới. Lần đi này Vương Bằng Phi gấp gáp, tuyên bố quyết định xong, không ở lại thêm một phút nào mà lập tức trở về tỉnh. Nam Hân Vũ được điều chuyển từ thành phố lớn Tần Đường đến thành phố Thủy Hằng kinh tế kém phát triển, vẫn là phó thị trưởng ủy viên thường vụ, tương đương với việc điều chuyển ngang hơi kém, nhưng thế cũng khá rồi. Sau khi gây ra scandal lan truyền khắp nơi, không bị xử phạt gì mà chỉ bị điều chuyển kết thúc câu chuyện, thì có ai không tự hiểu trong lòng rằng chuyện là như thế nào rồi. Vẫn là Bí thư Hạ ra sức bảo vệ Nam Hân Vũ. Còn vấn đề của Lương Thu Duệ thì không đề cập đến tí nào, vẫn làm trưởng ban thư ký thành phố Tần Đường, sự việc quan hệ bất chính lại không làm y có chút hề hấn gì, phải nói là kỳ tích. Bình thường mà nói, ngoại trừ có người chống lưng cực lớn, nếu không thì hoặc là điều chuyển, hoặc là bị xử phạt, sợ gì một bản cảnh cáo miệng cũng coi như là bảo vệ hình tượng công chính của tỉnh ủy. Nhưng không, tất cả đều không có, kết thúc trong im lặng. Hơn nữa còn không có bất kỳ giải thích nào trước kết quả điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh, không đề cập đến một chút nào. Trong lòng mọi người tự hiểu, vị trí và lực lượng của Thư Hạ trong tỉnh ủy thật là kinh người. Đương nhiên, có người thông minh lập tức nghĩ ra chi tiết quan trọng khác trong đó, chính là sự việc điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh đã không có lời nói và giải thích gì cho phía chính phủ thì thôi, nhưng việc Phó Nghĩa Nhất gần như nhếch nhác rời khỏi Tần Đường, chẳng lẽ là Phó Nghĩa Nhất xui xẻo sao? Quả nhiên, ngày hôm sau, tỉnh ủy chính thức tuyên bố, xét thấy đồng chí Phó Nghĩa Nhất đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, đồng ý và cách chức thỏa theo nguyện vọng của Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, đồng thời được Ủy ban kỷ luật Trung ương đồng ý, tỉnh ủy bổ nhiệm Hách Thiên Nhân đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh. Hách Thiên Nhân là thân tín của Phạm Duệ Hằng, trong lòng Hạ Tưởng nghĩ, trong lần dung chuyển này, Bí thư Phạm giở trò trên lẫn dưới, một bước được liền cả hai vị trí. Coi như là người đạt được lợi ích thực tế nhất. Lần này Lục Minh đến Tần Đường đảm nhiệm ủy viên thường vụ và được đề bạt làm ứng cử viên cho chức phó thị trưởng, cũng là nước cờ tuyệt diệu của Bí thư Phạm. Kinh nghiệm lý lịch của Lục Minh Hạ Tưởng không thể rõ hơn, y là thư ký đầu tiên của Phạm Duệ Hằng, có mối quan hệ cá nhân khá với ông ta. Tương đương với việc Bí thư Phạm mượn tay hắn thành công chiếm được hai vị trí khá ngon. Còn hắn cũng nhờ mượn bàn tay quyền lực của Bí thư tỉnh ủy của Bí thư Phạm để đạt được mục tiêu của mình, coi như là cả hai đều đạt được toại nguyện. Hạ Tưởng không đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, bởi vì Nam Hân Vũ đi, Lục Minh đến, tuy nhìn từ đại cục thì không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng lớn nào đến cục thế Tần Đường. Con người của Lục Minh bảo thủ và điềm đạm, lại là phó thị trưởng ủy viên thường vụ, lời phát biểu không có trọng lượng lắm, do đó y không thể làm cho cục diện Tần Đường mất đi độ cân bằng. Chủ yếu vẫn là Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng án binh bất động, chắc chắn là có sự chuẩn bị đằng sau. Hạ Tưởng lo lắng mơ hồ, cứ luôn cảm thấy đối phương còn muốn âm ủ thêm cho đợt sóng lớn hơn. Đồng thời, mâu thuẫn giữa Ngưu Lâm Quảng và Nga Ni Trần từ âm thầm chuyển qua công khai, cũng làm cho hắn phải lo lắng.
giai đoạn này e rằng Nga Ni Trần vẫn chưa phải là đối thủ của Ngưu Lâm Quảng, nói lại, hắn cũng không thể cho phép lại xảy ra sự kiện xã hội đen đánh giết ở Tần Đường. Nhìn bề ngoài, cục thế thành phố Tần Đường là thế đã bị phá, trên thực tế thì sự yên tĩnh trước mắt là điềm báo cho trận mưa gió bão táp sắp ập đến. Tần Đường của tháng 4, thời tiết bắt đầu ấm hơn, cảnh xuân tươi đẹp, bầu không khí nhiều hơi thở mùa xuân hơn. Người đi lại khắp phố phường, vội vàng gấp gáp, nhưng vẫn toát lên niềm vui sướng đón xuân về. Mùa xuân, luôn làm cho người ta ngập tràn tưởng tượng và hướng đến, cũng là mùa luôn làm cho người ta yêu tha thiết nhất. Nghe nói, hoa đào ở ven biển đã nở, hoa tươi đua sắc khắp một vùng. Do ở đây có sự tích về ngọn núi nên người ta gọi là núi hoa đào, đương nhiên, đó không phải là cách gọi của phía chính phủ. Có người nói chuyện riêng với nhau, tự phong núi hoa đào là núi Hạ Lang, đương nhiên Hạ Lang là ám chỉ Hạ Tưởng rồi. Thật ra Hạ Tưởng chưa đến núi hoa đào lần nào, bị người ta đặt tên như vậy cũng là oan cho hắn, nhưng hắn không lo hết niềm vui thú của dân chúng, bởi vì hắn đang bận tối mặt tối mày. Đầu tiên là chủ trì Triệu mở cuộc họp hộ nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, đảm bảo Lục Minh Xuân sẽ lên làm phó thị trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường mà Phạm Duệ Hằng đã đặt vấn đề giao kèo với hắn. Song đâu đó lại triệu tập hội ý nghiên cứu bí thư, không chỉ bởi vì hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tần Đường, mà còn là vì hắn kiêm nhiệm cả chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong thời gian mở họp hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng phát sinh hoạt cảnh không vui vẻ gì. Lưu Kiệt Huy lại chạy đến gây chuyện, xông vào làm loạn hội trường, la hét ầm ĩ nói Hạ Tưởng là hung thủ giết người, chửi Hạ Tưởng là tham quan làm việc trái pháp luật, lợi dụng việc công trả thù cá nhân, làm sằng làm bậy, tay che cả bầu trời Tần Đường ngạo mạn không chịu nổi, y vừa nói được vài câu liền bị người bẻ tay gập chân, bịt mồm lẫn đánh đá lôi ra khỏi hội trường. Hạ Tưởng hơi hơi khó chịu, nhưng không thể hiện ra ở hội trường, bởi vì Hoàng Đắc Ích sớm đã đề nghị hắn, chỉ bằng trực tiếp tống Lưu Kiệt Huy nhốt vào viện tâm thần cho xong, đỡ bị y cứ gây sự không yên. Hiện Lưu Kiệt Huy đã mất hết lý trí, chó điên cắn lung tung, sớm muộn cũng là nguồn cơn gây ra tai họa. Hạ Tưởng không đồng ý. Thật ra hắn biết, ví dụ thực tế bắt nhốt người khiếu kiện vào viện tâm thần không có gì mới mẻ, thậm chí còn có vụ án ví dụ do thường xuyên đi khiếu kiện, tùy tiện tìm cái cớ ngồi xe buýt một tệ ở Bắc Kinh không trả tiền làm lý do, bắt người khiếu kiện đi giáo dục lao động một năm. Hạ Tưởng càng rõ, với địa vị ở Tần Đường lúc này của hắn, chỉ cần một ám thị, Lưu Kiệt Huy không những không có chỗ dung thân ở Tần Đường, bất kể là nhốt y vào viện tâm thần, vẫn là hành động cưỡng ép giáo dục lao động, đều không cần tốn nhiều sức. Hạ Tưởng tự nhận rằng mình không phải hóa thân của chính nghĩa, nhưng cũng không phải kẻ phá hoại. Trên quan trường, không thiếu kẻ phá hoại là cấp trên và cấp dưới, cũng có chuyện phá hoại lấy việc phá hoại đối phó với phá hoại. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng có lý tưởng, có giấc mơ, sẽ không dùng thủ đoạn vô liêm sỉ, bị ổi để đi đối phó người. Hơn nữa nói trắng ra, một kẻ phá hoại là quan chức, ở trong quan trường cũng không tiến xa được. Nếu là cấp trên, trong lòng phải có giới hạn, có lý tưởng, cũng phải có cán cân công lý. Còn về Lưu Kiệt Huy thì cứ mặc kệ, nghe để đó, người trong sạch sẽ tự trong sạch, xem Lưu Kiệt Huy có thể gây rối bao lâu. Y càng gây rối ầm ĩ, càng chứng minh Trương Quốc Vĩ nóng vội. Lưu Kiệt Huy chính là một mặt gương, phản chiếu mặt đen tối khác của Trương Quốc Vĩ. Có điều Hạ Tưởng không ra ám chỉ gì, không có nghĩa là người khác không tức giận. Lục Minh thuận lợi trúng cử làm phó thị trưởng, thì trong lúc quan trọng y đang được bầu chọn, Lưu Kiệt Huy xông vào làm loạn hội trường làm y khó chịu. Y vừa lên nhậm chức liền làm khó Lưu Kiệt Huy trong vấn đề thu hồi, giải phóng mặt bằng, thu hồi miếng đất hơn 100 mẫu mà Lưu Kiệt Huy lúc còn tại nhiệm độc chiếm. Lưu Kiệt Huy nổi trận lôi đình, ỷ vào tư cách lão làng ở Tần Đường, đùng đùng xông vào Ủy ban Nhân dân thành phố, suýt chút nữa xông đến văn phòng làm việc của Lục Minh. Bị người khác ngăn lại, y còn chửi lớn Lục Minh là chó sai cho Hạ Tưởng, vừa lên chức là cố ý gây khó dễ y, thật đúng là chẳng ra cái thứ gì, y muốn khiếu kiện lên Bắc Kinh. Sắc mặt Lục Minh xanh mét, trước kia y luôn làm việc tại tỉnh ủy, đâu có biết cấp dưới ở địa phương có lúc còn không nói đạo lý, giống như đàn bà đanh đá giữa chợ, tức giận đến nỗi hình dạng mặt mày thay đổi. Y tự nhận mình là người của bí thư tỉnh ủy, vừa đến nhậm chức liền phải chịu nhục nhã đến như vậy, đâu dễ dàng nuốt trôi cục giận này. Y lập tức gọi điện thoại báo cáo lên tỉnh ủy. Nếu đổi là người khác, Lục Minh sẽ dám thẳng tay, nói không chừng bất chợt một lúc nào đó Lưu Kiệt Huy bị tai nạn liệt nửa người.
nhưng dù sao Lưu Kiệt Huy là cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, còn có uy lực, cũng có sức ảnh hưởng nhất định, nên không thể tùy tiện ra tay. Sau khi Lục Minh báo cáo với tỉnh ủy, lại nghe một số người mách nước nên liền nghĩ ra kế. Hai ngày sau, từ Bắc Kinh đến tỉnh ủy, thậm chí là thành ủy thành phố Tần Đường đều nhận được vô số thư biểu dương. Nội dung giống nhau, đều là khen ngợi Lưu Kiệt Huy khi còn làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tần Đường, làm việc cần cù, chịu khó, càng vất vả công lao càng lớn, hơn nữa đồng chí Lưu Kiệt Huy có nhân phẩm, có năng lực, có tác phong, muốn cái gì có cái đấy, đáng lẽ phải ngồi vào chức vị quan trọng hơn để phát huy hết khả năng. Phần chữ ký không những có cán bộ lão thành nghỉ hưu, một vị đảng viên có lương tâm, quần chúng bình dân, còn có thư ký của vị lãnh đạo cao cấp nào đó, thậm chí là cán bộ cao cấp đã về hưu. Hơn nữa, giọng điệu trong thư biểu dương có chút bất mãn và không cam chịu, thậm chí còn bất bình thay cho tình trạng hiện tại của Lưu Kiệt Huy, nói là Lưu Kiệt Huy đã gặp phải oan ức, hy vọng cơ quan liên quan và lãnh đạo giải oan cho y. Một mũi tên mà trúng hàng ngàn lớp sóng. Cơ quan chính phủ liên quan tại Bắc Kinh đem thư tín phúc đáp tỉnh ủy tỉnh Yên, Phạm Duệ Hằng nổi giận, trực tiếp phê chỉ thị. Nghiêm túc điều tra xét xử, lấy đó làm bài học giáo huấn. Nếu lần sau lại có chuyện tương tự xảy ra, trực tiếp xử lý. Bí thư tỉnh ủy mà giận dữ, thì mây gió phải biến sắc. Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Lô Quốc Viễn đích thân đến thành phố Tần Đường, hẹn gặp Lưu Kiệt Huy nhắc nhở ba điều. Nhắc nhở nhẹ nhàng, nghiêm túc cảnh cáo. Nếu Lưu Kiệt Huy còn khiếu kiện, trên tỉnh sẽ trực tiếp dùng biện pháp khiến y câm miệng. Lưu Kiệt Huy khiếp sợ. Lô Quốc Viễn đích thân ra mặt tìm y nói chuyện, sự việc nghiêm trọng, ý nghĩa to lớn. Nếu như y còn không biết điều, kết cục sẽ rất thảm. Lô Quốc Viễn thấy Lưu Kiệt Huy đầu bạc một nửa, thần sắc tiều tụy, cũng biết là y phải chịu áp lực không nhỏ và đen đủi lớn nên động lòng trắc ẩn, bật mí. Cũng là do anh không chú ý đến cách làm. Hiện có người muốn trừng trị anh, gửi một đống thư biểu dương đến Bắc Kinh, tỉnh ủy, đòi công lao và khen thưởng với lãnh đạo, oán giận đãi ngộ bất công, lãnh đạo tỉnh không nổi giận được không? Lục Minh là người do một tay bí thư Phạm cất nhắc, anh đắc tội với y, chỉ cần bí thư Phạm chưa rời khỏi tỉnh Yên một ngày thì anh đừng mong có một tí tẹo suy nghĩ gây sức ép. Lô Quốc Viễn đi rồi, một mình Lưu Kiệt Huy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ! Anh đừng trách tôi không còn sức để gây sức ép nữa rồi. Ông già này còn muốn sống thêm vài năm thì phải sống thành thật một chút. Tôi không còn ngồi ghế cao nữa, cũng không có quyền lực, không giúp được gì cho anh phải tự dựa vào mình thôi. Lưu Kiệt Huy nói giọng ủ rũ, trên thực tế là cũng không muốn Trương Quốc Vĩ thu tay về nên kích tướng Trương Quốc Vĩ, khiến y tiếp tục chọi đến cùng với Hạ Tưởng. Tôi khuyên anh cũng ngừng tay được rồi, hiện Hạ Tưởng là lãnh đạo tỉnh. Anh đấu không lại hắn đâu. Con người hắn chính trực, làm việc cẩn thận, gần như không có sơ hở. Quốc Vĩ, anh không lật đổ được hắn đâu. Anh nghe tôi khuyên một câu, yên lặng làm nốt một nhiệm kỳ thị trưởng, sau đó đến Hội đồng Nhân dân làm đến lúc dưỡng lão cũng không tệ, vừa yên tâm vừa đỡ phải lo lắng. Nếu là ngày trước thì Lưu Kiệt Huy đúng là không thể chọc kích được Trương Quốc Vĩ, nhưng bây giờ y quả là phập phồng cơn tức. Bởi vì Lưu Kiệt Huy lùi bước biểu thị cho giữa y và Hạ Tưởng không còn hòa hoãn xung đột nữa, bây giờ y chỉ có hai con đường có thể đi, một là mặt đối mặt với Hạ Tưởng, hai là thừa nhận thất bại. Lời của Lưu Kiệt Huy bỗng chốc châm ngòi cơn giận trong y. Kiệt Huy, bí thư Hạ sắp có niềm vui từ trên trời rơi xuống rồi. Trương Quốc Vĩ nói lạnh một câu. Chấm, quả nhiên, lời của Trương Quốc Vĩ đã được ứng nghiệm. Ngày hôm sau. Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức thông báo tỉnh ủy tỉnh Yên, sẽ do Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương thôi hướng đến Tần Đường, chính thức điều tra vấn đề kinh tế và tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng. Chương 1226, thi triển giết người, cháy nhà ra mặt chuột. Vừa mới bình yên được không đến một tuần, thì cục thế Tần Đường lại đột ngột căng thẳng trở lại. Khác với lần điều tra Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ trước, lần này là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến. Và còn là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương cấp Bộ trưởng đích thân ra điều tra, có thể thấy sự việc rất nghiêm trọng. Việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh luôn nằm trong phạm vi của tỉnh Yên, Bí thư Hạ là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, tất cả đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của tỉnh, cho nên Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ mới có thể ung dung thoát thân. Nhưng tính chất lần này hoàn toàn không giống vậy, Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp phái người đến, từ đó có thể thấy sự việc gây ra lớn rồi.
E là Bí thư Hạ chạy trời không khỏi nắng rồi, bởi vì từ trước đến giờ khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra một người, chưa bao giờ nghe được là có vụ điều tra sai, đương nhiên cũng có khả năng sẽ có án sai, nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã công khai điều tra rồi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vì quyền uy và uy nghiêm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, có nhầm thì cũng đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa nói thật ra thì, quan chức ngày nay, có ai lại không có chút sơ hở nào bị lọt vào tay người khác. Bởi vậy, bên trong thành ủy thành phố Tần Đường, gần như tất cả mọi người đều có suy nghĩ chung, Bí thư Hạ vừa mới thăng chức làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra rồi, là Bí thư Hạ đi cửa sau hay là đắc tội quá nhiều người để mà bị người ta chơi xấu. Không ít ánh mắt đều nhìn hướng về phía Trương Quốc Vĩ. Thủ đoạn của thị trưởng Trương Khá, giữa sự lặng lẽ mà mở màn bằng Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, tuy là cuối cùng không làm gân cốt Bí thư Hạ bị thương, nhưng vẫn làm cho Nam Hân Vũ bị điều đi. Tuy nói Nam Hân Vũ điều chuyển, Lục Minh đến thay thế, nhưng Lục Minh ra tay thành công hóa giải quyền uy của Lưu Kiệt Huy, làm cho y mất tác dụng. Trong lần ra tay này, tuy Bí thư Hạ thắng nho nhỏ, thị trưởng Trương thất bại nho nhỏ, nhưng trên thực tế thì thị trưởng Trương lại chẳng tổn thất mấy. Chẳng qua là bớt đi một con tốt mà thôi, y đứng ẩn đằng sau, chưa bị tổn hao một cọng tóc. Hóa ra đều cho là Bí thư Hạ, chảm rơi đầu, Phó Nghĩa Nhất, cố sức giữ lại Lương Thu Duệ, bảo vệ được Nam Hân Vũ, một loạt hành động đều rất linh hoạt, đẹp mắt, vô cùng chấn động lòng người. Lại vừa mới điều chỉnh xong nhân sự quận huyện Tần Đường, chủ trì công việc toàn diện, đứng vững gốc rễ, và mượn tay Lục Minh đá bay Lưu Kiệt Huy, làm cho y trở nên người sống như chết. Tiếp đến thị trưởng Trương ngoài thần phục ra, còn có thể có thủ đoạn nào phản kháng lại. Không ngờ rằng, người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nói đến là đến. Sau khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương thông báo tỉnh ủy, tin tức nhanh chóng được truyền khắp Tần Đường. Đồng thời, điện thoại giữa thành phố Tần Đường và tỉnh ủy rối loạn lung tung, hoàn toàn làm rối loạn điều lệ. Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Cao Tấn Chu đầu tiên. Hạ Tưởng, hiện tình hình khẩn cấp. Mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng không xa lạ, cậu nói thật với tôi. Giọng Cao Tấn Chu vô cùng cấp bách. Hạ Tưởng nghe ra Cao Tấn Chu là thật lòng quan tâm và yêu quý hắn, rất cảm động. Phó Chủ tịch tỉnh Cao, chỉ một câu nói, bất cứ lúc nào tôi đều kiên trì một quan niệm, chính là thường xuyên tu đức vì chính trị, thường xuyên nghĩ đến cái hại của lòng tham, thường xuyên kiềm chế bản thân. Cao Tấn Chu quen biết Hạ Tưởng nhiều năm, nên cực kỳ tín nhiệm Hạ Tưởng. Liền kiên định nói một câu. Trên tỉnh có tôi thì cậu không cần lo. Làm tốt chính mình, bình tĩnh ứng phó, mặc kệ gió có thổi theo hướng nào chăng nữa bản thân vẫn ngay thẳng bất động. Hạ Tưởng cười thoải mái. Cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Cao đã động viên, trong lòng tôi hiểu ạ. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Cũng xin Phó Chủ tịch tỉnh Cao yên tâm. Một số người nhảy qua nhảy lại đều là diễn quá nhập tâm, quên mất một điều, diễn kịch đâu hay bằng ngồi xem. Vừa buông điện thoại xuống, Hồ Tăng Chu liền gọi tới, giọng gấp gáp. Hạ Tưởng, rốt cuộc chuyện là thế nào? Hạ Tưởng an ủi ngược lại. Bí thư Hồ quen biết tôi sắp 10 năm, ông cũng biết rõ con người tôi rồi nên xin hãy tin tưởng tôi, và tiếp tục ủng hộ công việc của tôi. Dường như Hồ Tăng Chu khẽ thở phào một tiếng. Nghe lời cậu nói là tôi yên tâm rồi, có điều chuyện lần này gây ra to quá, lại là Thôi Hướng đích thân đến điều tra. Trí nhớ của phó chủ nhiệm Thôi rất tốt, cậu phải cẩn thận hơn. Đương nhiên Hồ Tăng Chu sẽ không nói xấu trực tiếp Thôi Hướng, trí nhớ tốt là chỉ tính thủ dai. Hạ Tưởng lĩnh hội, tôi sẽ tiếp đãi tốt lần vi hành này của phó chủ nhiệm Thôi, dù sao người ta là lãnh đạo cấp trên. Người thứ ba gọi điện tới là lãnh đạo tỉnh ủy. Chính là nhân vật số một tỉnh Yến Phạm Duệ Hằng. Thái độ của Phạm Duệ Hằng điềm tĩnh hơn, có điều vẫn có chút lo lắng. Hạ Tưởng, có thể qua được không? Không phải là y không tin vào Hạ Tưởng, mà là từ trước đến giờ vụ án nào mà Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra mặt đều sẽ trở thành thiết án, chưa bao giờ có thất bại. Cho dù là sai, cũng sẽ đâm lao theo lao, bởi vì phải giữ gìn tính nghiêm túc và tính quyền uy của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lần này Thôi Hướng dẫn đầu, đích thân ra mặt là minh chứng cho việc y quyết tâm lật đổ Hạ Tưởng. Bởi vì với cấp bậc của Hạ Tưởng, đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cán bộ cấp phó tỉnh của nhiệm kỳ mới, Ủy ban Kỷ luật Trung ương không thể nói điều tra là có thể đi điều tra được.
phải có đầy đủ chứng cớ mới có thể dùng danh nghĩa Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra mặt, bởi vì nếu bản thân Hạ Tưởng trong sạch, Ủy ban Kỷ luật Trung ương phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng, cuối cùng là bắt buộc phải có lời giải thích cho Hạ Tưởng và tỉnh ủy tỉnh Yến. Người càng đi xa hơn, còn muốn truy cứu trách nhiệm của người phụ trách liên quan. Cũng chính là nói, lần này Thôi Hướng đến, chắc chắn là tự cho rằng có chứng cớ trong tay, muốn đưa Hạ Tưởng gông vào cùm pháp lý. Tuy nhiên, đến cấp bậc của Phạm Duệ Hằng, cũng biết rõ thành phần, đấu tranh chính trị chiếm hơn nửa nhân tố. Thôi Hướng một là không ưa Hạ Tưởng, hai là rất có thành kiến về tỉnh Yến, bởi vì y ở tỉnh Yến luôn không được đắc chí, cuối cùng không vượt qua được bước quan trọng ở tỉnh Yến. Nhưng bất kể thế nào, Phạm Duệ Hằng cho rằng hành động lần này của Thôi Hướng là không sáng suốt. Bởi vì tuy Ủy ban Kỷ luật Trung ương rõ ràng nắm được chứng cớ nhất định, nhưng chắc chắn chứng cớ không hoàn toàn đầy đủ, nếu không thì đã trực tiếp đưa Hạ Tưởng đi rồi, chứ không phải đến Tần Đường điều tra tìm chứng cớ. Thậm chí nếu chứng cớ xác thực, còn có thể không thông báo cho tỉnh Yến mà trực tiếp bắt giam Hạ Tưởng. Nếu đã không bắt giam Hạ Tưởng, lại không mời Hạ Tưởng đến Bắc Kinh phối hợp điều tra đã chứng minh chứng cớ trong tay Ủy ban Kỷ luật Trung ương không có gì là hùng hồn, nhưng vẫn là phái Thôi Hướng đích thân ra mặt, cũng chứng minh một điều không chỉ có Thôi Hướng muốn trừng trị Hạ Tưởng, nội bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng có người muốn xử lý Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại đắc tội ai rồi? Phạm Duệ Hằng rất bất lực, là bí thư tỉnh ủy, dưới mình có một cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất toàn quốc không phải là chuyện tốt. Rất dễ trở thành tiêu điểm cho giới truyền thông truy đuổi, áp lực của y cũng lớn lắm. Nếu điều chuyển Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến thì tốt rồi, chấm xem cơ hội thôi. Phạm Duệ Hằng âm thầm đề ra ý định, khi nào thời cơ thích hợp, vẫn nên giới thiệu Hạ Tưởng cho tỉnh anh em khác, ai mà muốn thì người đó bốc đi. Hạ Tưởng lại không rõ hắn đã làm cho Phạm Duệ Hằng cảm thấy đau đầu, cảm nhận được ý thân thiện của bí thư Phạm liền trả lời kiên định. Xin bí thư Phạm yên tâm, chuyện của tôi sẽ xử lý tốt. Ý là sẽ không gây phiền phức cho tỉnh ủy. Tiếp theo sau, các vị lãnh đạo tỉnh ở tỉnh ủy có quen thân với hắn đều gọi điện đến hỏi một số chuyện, bỗng chốc, văn phòng của Hạ Tưởng trở thành đường dây nóng của tỉnh ủy. Cũng chính vì đó là Hạ Tưởng, nếu đổi là người khác bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, lãnh đạo tỉnh đều tránh còn không kịp, sẽ còn gọi điện cho hắn chắc. Nằm mơ, các lãnh đạo tỉnh ủy đều gọi điện hỏi thăm một lượt. Và cuộc điện thoại mong chờ của Tống Chiêu Độ cuối cùng cũng gọi tới. Hạ Tưởng, mấy năm trước cậu bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi, trong lòng tôi vẫn tự tin. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến uống trà với cậu, tôi ở tỉnh Cát Giang uống cùng cậu một chén. Lời nói của Tống Chiêu Độ vĩnh viễn là điềm tĩnh có sức ảnh hưởng, mang lại cho Hạ Tưởng sự động viên và dũng khí cực lớn, hắn nói. Cảm ơn bí thư Tống. Với Tống Chiêu Độ không cần nhiều lời, nói đủ là được. Quả nhiên, Hạ Tưởng vừa dứt lời, Tống Chiêu Độ liền cúp điện thoại rất dứt khoát. Lại nhận điện thêm vài cuộc điện thoại nữa, cuối cùng cũng đã hết. Hạ Tưởng hơi hơi có chút lo âu, giờ đã dần dần bình tâm trở lại. Đối với cú hích chí mạng cuối cùng của Trương Quốc Vĩ, trong lòng cũng có kế sách đại khái ứng phó lại. Chắc chắn là cú hích cuối cùng rồi, Hạ Tưởng cũng biết rõ, thủ đoạn của Trương Quốc Vĩ có tầng tầng lớp lớp. Cao đến tận Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì tương đương với cháy nhà ra mặt chuột, bởi vì đối với một quan chức mà nói, con đường cùng cũng chẳng qua là bị bắt giam. Chiêu giết người lớn nhất của Trương Quốc Vĩ đã xuất ra, nói cách khác kết quả cuối cùng chính là chết cũng không thôi. Nhưng vấn đề là, ngoài mấy tấm hình ra, Trương Quốc Vĩ còn có chứng cứ gì có thể tiến hắn vào chỗ chết? Nếu nói hắn là tham quan, chuyện đùa, vậy thì cả thiên hạ không có quan thanh liêm rồi. Tính từ đầu đến cuối, từ bước đi đầu tiên vào chốn quan trường đến nay, đến bây giờ món quà hắn nhận được mà quy ra thành tiền thì không vượt qua 100.000 tệ. Nếu như những món quà qua lại như thuốc, rượu, trà, đường được coi là hối lộ để bắt giam cán bộ cấp phó tỉnh, phỏng chừng đây sẽ là vụ án điều tra buồn cười nhất từ ngày Ủy ban Kỷ luật Trung ương được thành lập. Hạ Tưởng mở cửa sổ, không khí mùa xuân ùa vào, hương hoa thơm nồng nàn trong gió, mùa xuân đến rồi. Mùa xuân đến. Nhưng mùa xuân của chính trị vẫn mãi chưa đến, vẫn còn một lần khảo nghiệm cực kỳ ác liệt. Buổi chiều, Thôi Hướng xuất hành đến Tần Đường. Hạ Tưởng, Trương Quốc Vĩ và toàn thể ủy viên thường vụ thành ủy đều xếp hàng nghênh đón nhiệt liệt. Mấy năm không gặp, Thôi Hướng già đi rõ nhiều, mái tóc đã điểm bạc, tinh thần cũng không tốt lắm, có điều trong ánh mắt xẹt qua ánh hào quang sôi nổi. Bình thường khi người ta gặp chuyện hỉ, chuyện vui thì tinh thần sảng khoái,
nhưng với nhân vật chính trị lại là khi có cơ hội đả kích đối thủ thì mới là lúc có tinh thần sảng khoái. Cảnh chào đón Thôi Hướng được làm cũng khá đầy đủ, y bắt tay Hạ Tưởng, xúc động nói. Bí thư Hạ, tôi đến Tần Đường không phải là điều tra cậu mà đến, là muốn nói chuyện với cậu, ôn lại chuyện cũ, cậu không phải có tâm lý chống đối nhé. Phải tin tưởng sự công bằng và nghiêm túc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng phải tin tưởng tôi yêu quý cậu, tôi và cậu là bạn cũ đó. Hạ Tưởng cũng cười. Hoan nghênh Phó chủ nhiệm Thôi đến Tần Đường chỉ đạo công tác, cũng hoan nghênh anh điều tra cá nhân tôi, có sai thì sửa, không sai thì nhắc nhở bản thân không được mắc lỗi như vậy. Dù sao đều là những câu so chiêu không để lại dấu vết, lời trước mặt có nói đẹp hơn cũng chỉ là câu cửa miệng, dao đâm sau lưng mới là chuyện thật sự. Bố trí ổn thỏa cho Thôi Hướng, y cũng được sắp xếp ở nhà khách thành ủy, Hạ Tưởng tạm thời quay về thành ủy để mở họp. Rất rõ ràng, việc Thôi Hướng đến Tần Đường đã thổi nên cơn lốc vòi rồng. Trong lúc Hạ Tưởng chủ trì cuộc họp, có thể cảm nhận được tâm trí người bên dưới bất định, tinh thần không yên. Cũng phải, nếu hắn thật sự có vấn đề, bộ dạng có nghiêm nghị ngồi ở ghế trên thuyết giảng đi nữa thì ai nghe chứ? Ngoài dự đoán của mọi người là, sau khi Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Thôi đến Tần Đường, đến ngày thứ ba rồi vẫn chưa tìm ai nói chuyện, mà là nhàn tản đi ngao sơn ngoạn thủy. Đầu tiên là đến vùng ven biển, rồi lại đến núi hoa đào thưởng thức hoa đào, tâm trạng thoải mái dường như không phải là đến điều tra tìm chứng cớ, cứ như là đang đi nghỉ dưỡng vậy. Ngày thứ tư, thái độ Thôi Hướng thay đổi, vừa thay đổi là tác phong tự đắc, chính thức thông báo Hạ Tưởng, yêu cầu Hạ Tưởng phối hợp điều tra, tiếp nhận tra vấn. Chương 1227, trận 1, hiểm sâu khó lường. Thôi Hướng là cán bộ cấp bộ trưởng, cấp bậc cao hơn Hạ Tưởng. Lại là đại diện Ủy ban Kỷ luật Trung ương tra hỏi Hạ Tưởng, do đó Hạ Tưởng phải đến nơi Thôi Hướng chỉ định để tiếp nhận tra vấn. Đoàn của Thôi Hướng đến có tất cả 5 người, ngoài y ra còn có 2 cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, một người là thư ký, một người là lái xe, tổng có 5 người, ở 6 phòng. Không gian phòng được bố trí thành phòng tra vấn tạm thời, thể hiện rõ không khí thẩm vấn. Thôi Hướng ngồi ngay chính giữa, mỗi bên trái. Phải là một cán bộ đều mang bộ mặt nghiêm túc, không chút tươi cười. Bản thân Thôi Hướng cũng thay đổi, không còn vẻ tươi cười đón xuân nữa, đổi lại là bộ mặt lạnh lùng. Vị trí ngồi của Hạ Tưởng được xếp ngồi đối diện, sau khi ngồi xuống hắn phát hiện người ta cố ý xếp thấp hơn vị trí trước mặt mấy phần, khiến cho hắn nhìn về phía mấy người Thôi Hướng phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy mặt, đây cũng là một kiểu chiến thuật thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hắn cười thầm trong bụng. Nói ra đây là lần thứ hai hắn mặt đối mặt với người của Ủy ban Kỷ luật rồi, năm đó hắn chỉ là cấp phó giám đốc sở, đã không biết sợ hãi hắc bạch song sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thì bây giờ cũng không sợ Thôi Hướng. Hắn và Thôi Hướng giao tiếp không phải chỉ một, hai lần rồi, con người của Thôi Hướng thế nào cũng có nhiều hiểu biết. Thôi Hướng mở miệng, giọng nghiêm túc. Đồng chí Hạ Tưởng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nắm được chứng cớ nhất định. Trên hai phương diện kinh tế và tác phong sinh hoạt anh đều có vấn đề nghiêm trọng. Dựa trên nguyên tắc chữa bệnh cứu người, ngăn trước ngừa sau, tôi đại diện cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức nói chuyện với anh, hy vọng anh có thể phối hợp Ủy ban Kỷ luật điều tra, chủ động khai ra, không nên có tâm lý gặp may. Trước tiên Thôi Hướng nói một loạt những lời mê hoặc về lợi ích thường gặp, nói xong rồi nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, dường như y vừa mở miệng thì tâm lý phòng thủ của Hạ Tưởng liền lập tức bị phá vỡ. Sau đó khai đầy đủ toàn bộ sự thật vậy. Hạ Tưởng ngồi thản nhiên ở bên dưới, dường như không có việc gì đáp lại cái nhìn của Thôi Hướng, trầm lặng khoảng nửa phút, hắn mới mở miệng. Phó chủ nhiệm Thôi, tôi tự nhận từ ngày mình theo nghiệp chính trị, trong sạch, tác phong đời sống hơi cứng nhắc, chưa bao giờ đòi tiền, ăn uống, tôi không biết mình phải khai cái gì. Thôi Hướng rất bực mình trước thái độ ung dung, điềm tĩnh của Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng giả vờ quá giống rồi. Dường như hắn không có một chút chuyện gì thật sự. Thôi Hướng từng gặp nhiều quan chức cố làm ra vẻ, nhưng đúng là chưa gặp qua người nào giả vờ rất hùng hồn như Hạ Tưởng. Cộng thêm y vốn có chút hiềm khích với Hạ Tưởng, nên liền hơi hơi tức giận. Hạ Tưởng, cậu đừng có ngụy biện, cũng đừng cho rằng có người che ô cho mình thì có thể thoát được. Nói cho cậu biết, hiện trong tay Ủy ban Kỷ luật đã nắm được chứng cứ cực kỳ xác thực, tôi là nể mặt chúng ta từng là đồng nghiệp. Cho cậu một cơ hội thẳng thắn, cậu đừng có mà không biết điều. Phó chủ nhiệm Thôi. Hạ Tưởng kéo dài giọng, trước giọng đe dọa của Thôi Hướng, hắn đúng là đã có chút miễn dịch. Chẳng còn cách nào khác, hắn quá quen thuộc Thôi Hướng rồi,
nếu đổi lại là người khác, có lẽ trong lòng hắn sẽ không tự tin. Nhưng tại Thôi Hướng cứ yêu cầu gấp gáp, ngược lại là có lợi cho hắn, bởi vì hắn quá hiểu thủ pháp của y rồi. Đều đã so chiêu nhiều năm với nhau, thủ đoạn của một người không thể thay đổi trên cái cơ bản được. Bởi vậy, Hạ Tưởng mặt đối mặt với Thôi Hướng hơi có cảm giác nhạt nhẽo. Phó chủ nhiệm Thôi, anh nói vậy là có chút suy tâm rồi. Tôi có chuyện gì thì khai chuyện đó, nếu không có, còn phải chủ trì công việc của Tần Đường. Anh nói tôi ngụy biện, nói có người che dù cho tôi, chứng cớ đâu chứ? Không có chứng cớ mà chụp thẳng lên đầu người ta chậu nước bẩn, cũng không phải sự công chính và nghiêm túc mà đồng chí ủy ban kỷ luật nên có đâu. Thái độ Hạ Tưởng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có chút lùi bước nào. Thôi Hướng giơ tay muốn đập bàn, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Hạ Tưởng đang ngồi trước mắt với Hạ Tưởng mà hồi y mới quen biết chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn trẻ trung như vậy, điềm tĩnh và không vội vàng, hấp tấp, đương nhiên cũng vẫn làm cho người ta ngứa mắt như cũ. Có điều không giống là, bây giờ hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy rồi, là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất toàn quốc, không phải là đối tượng mà y có thể tùy tiện đập bàn. Cánh tay Thôi Hướng giơ lên, liền ngượng ngùng ngưng lại giữa không trung đôi phút, rồi lại thuận thế lấy ra một tập ảnh, đích thân đứng dậy đến trước mặt Hạ Tưởng, đưa vào tay hắn. Đồng chí Hạ Tưởng, thân là cán bộ cấp cao của đảng, số bức ảnh này nên giải thích thế nào? Nội dung bức ảnh thế nào? Hạ Tưởng không cần nhìn cũng biết là cái gì, nhưng vẫn là giả vờ cầm lấy. Không thể không nói, đối phương cũng đã bỏ ra bao tâm huyết, chụp rất chi là rõ nét, đoán chừng là máy chụp có giá mấy chục nghìn. Trong ảnh, cổ ngọc xinh đẹp, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phó Tiên Tiên xinh xắn, ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác, còn hắn cũng hơi hơi kinh ngạc đứng sau lưng hai cô gái. Ba người đều mang vẻ mặt hơi khiếp sợ, có điều quần áo chỉnh tề, lại chỉ đang đứng trước cửa nhà nghỉ. Chỉ có một điểm là, hắn đứng hơi gần hai cô gái ấy, một tay còn không tự giác đặt lên trên vai Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng cũng không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra lúc đó sao lại vô thức đặt tay lên vai Phó Tiên Tiên, muốn để tay cũng nên là để tay lên vai Cổ Ngọc mới đúng, lẽ nào tận trong sâu tim mình, hắn vẫn là gần gũi với Phó Tiên Tiên hơn. Hạ Tưởng vội lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ bất an trong đầu. Lúc này là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện ai gần ai xa hơn? Nếu để Thôi Hướng biết được hắn đang nghĩ cái gì, thì có phải tức chết không? Hình ảnh mấy tấm sau khá giống nhau, chỉ có một tấm làm Hạ Tưởng tức giận, bởi vì rất rõ đã bị xử lý qua, trong đó nét mặt hắn đang cười, bên trái ôm Phó Tiên Tiên, bên phải ôm Cổ Ngọc, hơn nữa hắn còn đang không mặc gì, nét mặt thể hiện có vẻ như đang rất hưởng lạc. Đây không phải là ảnh trong mấy bức nhà nghỉ, bởi vì lúc đó chỉ bị chụp mấy tấm đứng trước cửa nhà nghỉ thôi. Lúc đó vẻ mặt hắn chắc chắn là kinh ngạc và lo lắng, không thể là bộ mặt cười này. Nghĩ lại, đúng rồi, phỏng chừng là cắt từ bức ảnh chụp lúc hắn dự họp ở đâu đó, rồi ghép lại, sau đó là dùng Photoshop xử lý cho mượt. Hạ Tưởng rất tức giận, suýt nữa bật cười thành tiếng. Có điều hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để cười, nên nén lại, nói. Phó chủ nhiệm thôi, mấy tấm ảnh không thể nói rõ cái gì. Lúc đó tôi đang nói chuyện với hai người bạn. Có người gõ cửa, cửa vừa mở liền có người chụp trộm. Tôi còn muốn báo cáo tình hình này với Ủy ban Kỷ luật cơ, mong là Ủy ban Kỷ luật điều tra chân tướng, trả lại trong sạch cho tôi. Trong sạch, mặt Thôi Hướng cũng mang nụ cười rộng lượng. Hạ Tưởng, cậu ôm trái ôm phải, lại đang không mặc gì trên người mà còn nói trong sạch. Cậu nói dối trắng trợn không chớp mắt, cậu thật nghĩ rằng đồng chí của Ủy ban Kỷ luật chỉ có được mấy tấm ảnh làm chứng cứ điều tra cậu. Cậu đừng nghĩ là may mắn nữa, khai ra rõ ràng tác phong sinh hoạt của cậu, cũng coi như là có thể hiện lập công đấy. Nghe giọng điệu của Thôi Hướng, có lẽ Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn nắm được bằng chứng về vấn đề khác của hắn, còn vấn đề nào nữa? Đối với một quan chức mà nói, chẳng qua là tác phong sinh hoạt và kinh tế có vấn đề. Hạ Tưởng cũng rõ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ không chỉ vì mấy bức ảnh liền đến điều tra hắn, chắc chắn còn có chiêu khác. Bây giờ chưa nhắc đến vẫn là một kiểu chiến thuật. Bởi vì giờ đây dù sao hắn là cán bộ cấp phó tỉnh rồi, không thể dễ dàng lập thành án. Tuy rằng thanh thế Ủy ban Kỷ luật Trung ương không nhỏ, phái hẳn một phó chủ nhiệm đích thân ra mặt, nhưng trên thực tế vẫn là chưa chính thức lập thành án điều tra hắn, mà là điều tra tìm chứng cớ. Nhưng nói chung, việc điều tra tìm chứng cớ đều tiến hành trong âm thầm, còn như Thôi Hướng bày ra trước mắt như vậy, với mức cấp bậc cao, quy mô lớn rất vô cùng hiếm gặp. Và cũng gián tiếp chứng minh một điều là,
nội bộ ủy ban kỷ luật trung ương có bất hòa. Có người muốn hãm hại hắn, có người muốn bảo vệ hắn. Người muốn hại hắn không phải người bình thường, nếu không cũng sẽ không có năng lực thúc đẩy một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương đến điều tra. Người bảo vệ hắn thì năng lực bình thường, nếu không thì việc điều tra tìm chứng cớ sẽ được tiến hành trong âm thầm rồi, chứ không phải là gióng trống khua chiêng thế này. Lời nói ngầm cho việc Thôi Hướng đích thân xuất chiêu chính là, bất kể hắn có vấn đề hay không, đầu tiên là gây ra ảnh hưởng xấu cho thanh danh của hắn, cho hắn một đòn vào đầu. Đang lúc hắn bước đầu thi triển tài hoa trên chính trường của tỉnh Yến, lúc hắn như mặt trời giữa ban ngày ở Tần Đường, thì ra một chiêu ủy ban kỷ luật trung ương trực tiếp ra mặt điều tra tìm chứng cớ. Rất rõ ràng, mục đích đôi đầu tiên làm suy yếu uy vọng của hắn, và đả kích danh vọng của hắn đã đạt được thành công. Đối thủ, đúng là tính toán chu toàn, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đứng sau Thôi Hướng, nói không chừng đang đứng là một vị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Đồng thời cũng nói rõ, ủy ban kỷ luật trung ương không thể trực tiếp ra mặt lục tìm chứng cớ ở Tần Đường có nội tuyến và liên hệ ủy ban kỷ luật, khỏi phải nói, không là Trương Quốc Vĩ thì là Ngưu Lâm Quảng. Hoặc là nói càng chính xác hơn, hai người cùng lúc ra tay. Nhưng người đứng sau thúc đẩy Thôi Hướng đến điều tra rốt cuộc là hậu đài của Trương Quốc Vĩ, hay là chỗ dựa của Ngưu Lâm Quảng? Hậu đài ở Bắc Kinh của Trương Quốc Vĩ là ai? Hạ Tưởng luôn chưa làm rõ được, chỗ dựa của Ngưu Lâm Quảng có cấp bậc lớn thế nào, Hạ Tưởng cũng không biết được. Có điều, liên tưởng đến mấy lần hắn bị người cảnh cáo không được động vào Ngưu Lâm Quảng, từ đây có thể thấy, Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường coi trời bằng vung không phải là do y không biết gì mà kiêu ngạo, mà là kiêu ngạo một cách vô cùng tự tin. Nói cho cùng, ở trong nước, đứng đằng sau bất kỳ một bang xã hội đen thế lực ngang ngược nào cũng đều có tầng cao chống lưng cho, nếu không có tầng cao, cục trưởng công an gì đó, thị trưởng gì đó, tuyệt đối đều không thể bao che cho Ngưu Lâm Quảng làm sằng bậy ở Tần Đường 5, 6 năm được. Chính là Trương Quốc Vĩ cũng không làm gì được gốc rễ của Ngưu Lâm Quảng, bởi vì y không những có mười mấy cây súng, có xe bọc giáp, và qua tay mười mấy mạng người nữa, với địa vị cán bộ cấp sở như Trương Quốc Vĩ, cho dù y có đủ năng lượng thì cũng không có gan lớn bằng trời được. Việc Thôi Hướng tham gia, làm cho suy nghĩ của Hạ Tưởng càng rõ nét hơn. Đợt sóng cuối cùng ở Tần Đường nổi lên, là sắp mưa gió bão bùng rồi. Thật ra cũng không khó để suy đoán ra, trong việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Phó Nghĩa Nhất đi đầu dọn đường, Trương Quốc Vĩ ra tay, Ngưu Lâm Quảng chơi bẩn, tổng kết lại rút ra kết luận là, vẫn là di chứng và sự tiếp nối của việc lần trước hắn được cưỡng ép thăng cấp lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Có người bất mãn với việc cưỡng ép thông qua lần trước, vẫn là không bỏ qua bất kỳ cơ hội đả kích, trả thù Hạ Tưởng, hoặc nói theo cách khác, thậm chí có khả năng đó là sự tiếp nối của việc tranh chấp giữa các tầng cao. Và đáng buồn là hắn trở thành vật hứng chịu cho việc so chiêu giữa các tầng cao, chèn ép hắn thành công hay thất bại, chính là tượng trưng cho việc ai thua ai thắng. Hạ Tưởng chưa bao giờ là kiểu tính cách mặc cho người ta chém giết, cho dù hắn trở thành điểm đấu sức của các tầng cao, hắn cũng có phán đoán và thủ đoạn của riêng mình, sẽ không trở thành con cừu đợi bị đem ra làm thịt. Phó chủ nhiệm Thôi, tôi thật là không biết có gì cần khai cả. Thái độ của Hạ Tưởng cũng trở nên cứng rắn hơn, không còn là thái độ hợp tác nữa. Nói nửa ngày rồi, chỉ mang được mấy tấm ảnh ra. Nói một câu thực sự, thật. Giả trong bức ảnh còn phải đánh một dấu chấm hỏi vào đấy. Kỹ thuật bây giờ rất phát triển, nếu không có chuyện gì khác, tôi còn có cuộc họp phải tham gia. Đồng chí Hạ Tưởng, giọng điệu Thôi Hướng bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, rốt cuộc không nhịn được, đập bàn. Bước đầu Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra ra, anh có liên can đến việc thu nhận hối lộ với số tiền cực lớn. Mời anh nói rõ mối quan hệ giữa anh và tập đoàn Viễn Cảnh, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An, cùng mối quan hệ với Dương Uy. Chương 1228, tề tựu ở Tần Đường, kịch hay mở màn. Kỳ thật ngay từ khi bắt đầu, Hạ Tưởng không cho rằng Thôi Hướng chỉ dựa vào mấy tấm hình đã sục sôi đến Tần Đường, cho dù mấy tấm hình trong tay Thôi Hướng có chân thân có rõ ràng đến mấy đi nữa, y cũng không đích thân ra mặt. Đường Đường là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không thể tự hạ thân phận, đi điều tra một vụ án liên quan đến cán bộ cấp phó tỉnh. Hắn cũng nghe được tin đồn, có lẽ sẽ điều tra đến vấn đề kinh tế của hắn. Bình tĩnh mà suy xét, vấn đề kinh tế của hắn quả thật trắng như tờ giấy trắng, không có cái gì để điều tra. Chỉ có mối quan hệ với mấy nhà bất động sản, cũng là giao thiệp quân tử với nhau,
thậm chí bất động sản Giang Sơn do chính tay hắn gầy dựng, thì vài năm trước hắn đã tách hẳn ra khỏi nó, bây giờ không hề có liên quan gì về tiền bạc với hắn. Cổ phần cũng đã được phân chia rạch ròi, cho dù điều tra như thế nào, cũng không thể điều tra được viết tích của hắn. Bây giờ có kế hoạch lớn về tài chính của Liên Nhược Hạm, lại thêm Hạ Tưởng về mặt kinh tế cũng khá thoáng, hắn với danh nghĩa Tào Thù Lê, đã sớm không còn công ty nào nữa, cũng tức là, Thanh Bạch, rời xa chốn thương trường. Hạ Tưởng không tiếp lời Thôi Hướng, ngược lại giơ một tấm hình lên, nhìn qua, hỏi ngược lại. Phó Bí Thư Thôi, người trong hình, anh có quen không? Thôi Hướng sững người, y khí thế hừng hực muốn chèn ép Hạ Tưởng, dọa Hạ Tưởng một chút, khiến Hạ Tưởng kinh sợ, không ngờ Hạ Tưởng tránh nặng tìm nhẹ, lại hỏi về vấn đề tấm hình, y vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng nhẫn nhịn một lúc, vẫn trả lời. Có vấn đề gì không? Người tôi muốn điều tra là cậu, không phải họ. Công việc của Ủy ban kỷ luật vô cùng nghiêm túc, cậu đừng làm lộn xộn. Hạ Tưởng thầm mỉm cười. Thôi Hướng trước kia từng có một thời gian qua lại với nhà họ Phó, sau đó sau khi Phó Tiên Phong thất bại, địa vị của Thôi Hướng ở tỉnh Yến cũng rớt, đối với nhà họ Phó mà nói cũng mất đi giá trị lợi dụng, nên mối quan hệ giữa y và nhà họ Phó cũng trở nên bất hòa. Hạ Tưởng còn tưởng rằng Thôi Hướng biết Phó Tiên Tiên, không ngờ, tuy Thôi Hướng trả lời rất hồ đồ, nhưng hiển nhiên y không quen Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc. Không quen Cổ Ngọc thì còn có thể hiểu được, trong những tầng lớp trên, những người đã gặp Cổ Ngọc cũng không nhiều, nhưng không quen Phó Tiên Tiên, chỉ có thể nói trí nhớ của Thôi Hướng quá kém, Hạ Tưởng đoán trước đây có lẽ Thôi Hướng cũng đã từng gặp Phó Tiên Tiên. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, mấy năm không gặp rồi, Phó Tiên Tiên lại có tính cách thường xuyên thay đổi, trước đây trang điểm hiện đại mà khác người, bây giờ lại quá đứng đắn, chỉ nhìn từ hình cũng khó mà nhận ra. Nói đi cũng phải nói lại, Thôi Hướng quả thật cũng bị người ta lấy làm súng rồi. Cho dù là tấm hình, hay là vấn đề kinh tế, Thôi Hướng có xu hướng mè nheo không chịu buông, tuy nói không loại trừ sự căm giận cá nhân của Thôi Hướng trong đó, nhưng cũng nói rõ được một điểm, trong toàn bộ sự việc, sau lưng có một bàn tay lớn thúc đẩy, có người làm lính hầu và vật hy sinh, ví dụ Phó Nghĩa Nhất, có người làm tay trống, ví dụ Thôi Hướng. Hạ Tưởng không sợ Thôi Hướng, cũng không sợ Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng, nhưng hắn có chút sợ hãi đối với người đứng đằng sau. Cho dù là một người đa mưu túc trí như Trương Quốc Vĩ, hay là một người ngông cuồng tự đại như Ngưu Lâm Quảng, thậm chí ngạo mạn lõi đời như Thôi Hướng, đều cũng chỉ là những quân cờ trong bàn cờ, mà người đang ngồi thong dong buông cần chính là một bàn tay lớn không nhìn thấy được. Tranh đấu, phức tạp hóa rồi, gian khổ hơn, cũng lớn hơn rồi. Nhưng cũng phải khâm phục sức mạnh và sự chuẩn bị đầy đủ của đối phương, đụng đến tập đoàn Viễn Cảnh, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An và Dương Uy, cũng không hề đơn giản. Hạ Tưởng gật đầu với Thôi Hướng đang khí thế hừng hực, còn có thể cười được. Đều là những mối quan hệ bạn bè bình thường, thực sự không có gì để nói cả. Hạ Tưởng nghĩ Thôi Hướng sẽ tiếp tục truy hỏi, không ngờ Thôi Hướng nâng tay lên cao, nhẹ nhàng bỏ xuống, sắc mặt ôn hòa hơn. Hôm nay nói đến đây thôi, cảm ơn Bí Thư Hạ đã phối hợp. Thôi Hướng bỏ qua như vậy, quả thật khiến Hạ Tưởng đánh giá y cao hơn một chút. Trong lần hỏi đầu tiên này, nếu coi nó là một lần giao đấu, với đánh giá của Hạ Tưởng, không phân thắng bại. Bởi vì Hạ Tưởng không hỏi được cái gì, hắn cũng không biết được trong tay Thôi Hướng còn những chứng cứ gì chưa đưa ra. Trở về thành ủy, Hạ Tưởng phát hiện những người chào hỏi với hắn không còn nhiều như trước nữa, cho dù có người chào hỏi, cũng chỉ vội vàng hỏi một câu, sau đó nhanh chóng rời đi, dường như đang sợ dính phải cái xui của hắn vậy. Hạ Tưởng cũng không quan tâm, lòng người lạnh nhạt, lòng người thay đổi có thể thấy rõ ràng nhất trong chốn quan trường, nếu không có năng lực tâm lý tiếp nhận nhất định, chắc chắn sẽ chịu u buồn. Cũng may Hạ Tưởng khi đắc thế cũng thản nhiên, khi thất thế cũng thản nhiên, hơn nữa hắn cũng rất phóng khoáng với những người mặt lạnh, với những người nịnh nọt, cũng thong dong ứng đối. Vừa mới quay về văn phòng ngồi xuống, Trần Vĩ Đông lại đến. Hạ Tưởng hơi phản cảm đối với Trần Vĩ Đông, lại không tiện lạnh nhạt quá, đành để y đi tìm Từ Tử Kỳ. Nhưng có một điều ít nhiều hắn cũng cảm thấy an ủi là, Trần Vĩ Đông ít nhất không trong thời gian hắn bị điều tra, mà chuyển hướng sang Trương Quốc Vĩ. Hạ Tưởng quả thật không có thời gian tiếp đón Trần Vĩ Đông, cũng biết những cái Trần Vĩ Đông báo cáo chỉ là những việc nhỏ nhặt, không có chuyện gì lớn, hắn còn chuyện quan trọng phải làm. Đang định gọi một cú điện thoại lên Bắc Kinh, không ngờ điện thoại vang lên trước, là Tống Nhất Phàm. Anh Hạ,
em muốn đến Tần Đường tìm anh, bây giờ là thời gian anh gặp khó khăn nhất, em phải ở bên cạnh anh, cho anh niềm tin và dũng khí. Hạ Tưởng cười khổ, bây giờ Thôi Hướng đang điều tra cuộc sống cá nhân của hắn, lại thêm một Tống Nhất Phàm, không phải lại càng thêm loạn sao? Hắn đành khuyên nhủ Tống Nhất Phàm, bảo cô yên tâm ở Bắc Kinh, không cần đến Tần Đường, hắn sẽ tự ứng phó. Khuyên can mãi cuối cùng cũng khuyên được Tống Nhất Phàm, không ngờ điện thoại lại vang lên, là Liên Nhược Hạm. Giọng nói của Liên Nhược Hạm rất nhẹ nhàng, dường như còn có chút đùa giỡn. Bị người ta thu quyền thu chức rồi, hay là trói trên giường. Thật ra theo em nghĩ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương nên mở một hội nghị, phàm là những cán bộ đảng viên có nuôi tình nhân, cấp cục hạn chế trong 2 người, cấp sở 5 người, cấp phó tỉnh 7 người, cấp tỉnh 10 người, cấp tỉnh trở lên không hạn chế, chỉ cần sức khỏe cho phép, mệt chết mặc kệ. Hạ Tưởng mỉm cười. Giấm chua này của em là để làm gia vị hay để pha chế rượu, sao anh nghe thấy vị chua này không đúng lắm? Người Tần Đường nói ngửi mùi vị thành nghe mùi vị, ví dụ sẽ lấy một lọ tương đặt trước mũi bạn, sau đó nói với bạn nghe thử xem mùi vị thơm hay không, Hạ Tưởng đến Tần Đường cũng học được điểm này, liền lấy ra trêu ghẹo Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm giận dỗi. Anh còn tâm trí để đùa, em giận đấy. Cô tức giận, không phải giận hắn, mà giận người khác, sau đó lại nói. Sao anh cứ khiến người khác lo lắng vậy, Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại đến điều tra anh, lần sau liệu có cả Liên Hợp Quốc đến điều tra hay không đây? Hạ Tưởng nghĩ đừng thấy Liên Nhược Hạm là một nữ cán bộ ủy viên Bộ Chính trị, đối với chính trị quả thật có những lý giải sai lầm, Liên Hợp Quốc thì không có quyền điều tra hắn. Hắn thấy, Liên Hợp Quốc giống một cơ quan cãi nhau hơn là một cơ quan quyền lực. Hạ Tưởng cũng trấn an Liên Nhược Hạm vài câu, không ngờ Liên Nhược Hạm càng nói càng tức giận. Cứ muốn cùng Tào Thù Lê đến Tần Đường thăm hắn, phải chút giận cho hắn, muốn kiên định đứng bên cạnh hắn, để cho những người có dụng tâm khác nhìn thấy. Hắn cũng chỉ có thể khuyên nhủ mà thôi, nhưng cũng không thể khuyên nổi Liên Nhược Hạm bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Em đã nghe thấy rồi, hình như còn đụng đến cả tập đoàn Viễn Cảnh. Người nào đó cũng quá không có mắt nhìn rồi, còn uy hiếp đến trên đầu em. Một lát nữa em gửi 10 tỷ cho anh, dọa chết bọn họ. Liên Nhược Hạm quả thật cũng có việc để tức giận, bởi vì vừa mới nhận tin từ tập đà ẩn Viễn Cảnh, nói là Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang âm thầm kiểm toán những phương diện có liên quan. Vốn dĩ kiểm toán sẽ không để tập đoàn Viễn Cảnh biết, sẽ âm thầm tiến hành, nhưng Viễn Cảnh không phải tập đoàn bình thường, gió thổi có lay liền có người mật báo. Liên Nhược Hạm liền tức giận. Lúc mới đầu cô nghe nói có người muốn điều tra Hạ Tưởng, còn chưa tức giận lắm. Lại nghe nói có người muốn điều tra tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng, cô thậm chí còn cười. Chuyện giữa cô và Hạ Tưởng, cho dù Tổng Bí Thư và Thủ tướng biết, cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, huống hồ là Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Là ai ăn no dỗi việc lại muốn điều tra tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng, trong mắt cô, tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng đủ để vượt cửa ải, tùy tiện lấy mấy người chức quan không lớn bằng Hạ Tưởng, nhưng sắc lang lại lớn hơn Hạ Tưởng, thì tác phong sinh hoạt không đoan chính bằng Hạ Tưởng. Mọi người đều là người có chức, cùng lắm thì vỗ mặt nhau, ai sợ ai. Liên Nhược Hạm cũng biết một đống những chuyện lộn xộn của những lãnh đạo cấp cao. Nhưng sau khi nghe ngóng, nói rằng Hạ Tưởng một lúc chơi bời với hai cô gái, bị người ta chụp hình được. Còn nói Hạ Tưởng có vấn đề kinh tế, đụng đến mấy nhà khai thác bất động sản lớn, hơn nữa Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nắm giữ những chứng cứ xác thực, chuẩn bị lập án đối với Hạ Tưởng, bước tiếp theo có khả năng sẽ bị bắt giam. Liên Nhược Hạm liền thật sự nổi giận. Người khác muốn đụng đến Hạ Tưởng thì thôi, quan trường, vốn dĩ là một chốn danh lợi anh tính toán tôi tính toán anh. Hạ Tưởng thân trong chốn quan trường, khó tránh đắc tội người khác. Nhưng có người lại nói muốn dồn Hạ Tưởng vào chỗ chết, liền khiến cô tức giận. Hạ Tưởng muốn chơi nữ nhân, cho dù muốn chơi với ba cô, cũng để cho người ta chụp hình. Không thể nào, Hạ Tưởng thiếu tiền, tham ô nhận hối lộ, lại càng không có khả năng. Liên Nhược Hạm còn tin tưởng con người Hạ Tưởng hơn cả Tào Thù Lê, biết Hạ Tưởng cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng không phải là người tùy tiện với phụ nữ. Càng hiểu Hạ Tưởng không tham tiền, hơn nữa trong vấn đề tiền bạc, trong sạch vô cùng. Với sự thông minh tài trí của Hạ Tưởng, muốn kiếm tiền, cũng không cần tham ô, nếu hắn làm kinh doanh, bây giờ nắm giữ sản nghiệp mấy tỷ cũng không phải vấn đề lớn. Lấy một chút ân huệ của các nhà khai thác bất động sản, là quá xem nhẹ Hạ Tưởng rồi. Nhưng với tình thế hiện tại, không phải người khác đánh giá thấp Hạ Tưởng, mà là quá nâng cao Hạ Tưởng.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp ra mặt, Hạ Tưởng thật sự đang đối mặt với lần thử thách chính trị lớn nhất từ trước đến nay. Liên Nhược Hãm quyết định, lúc Hạ Tưởng khó khăn, phải ở bên cạnh hắn, vinh nhục cùng nhau, không xa không bỏ. Đêm đó, Liên Nhược Hãm và Tào Thù Lê cùng đến Tần Đường, ở trong khách sạn Phi Thiên. Hạ Tưởng không kịp gặp mặt họ, lại nhận được điện thoại Tống Nhất Phàm cũng đến. Tống Nhất Phàm không thể bằng được Liên Nhược Hãm và Tào Thù Lê, cô dù sao cũng chưa bước ra xã hội, Hạ Tưởng liền đích thân đi đón cô, sắp xếp cho cô ở tại khách sạn Vân Thiên. Vừa mới bố trí ổn thỏa xong cho Tống Nhất Phàm, còn chưa kịp giả vờ phê bình cô vài câu, lại nhận được điện thoại, Dương Uy, Tôn Hiện Vĩ và Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Viễn Cảnh Thiểm Liên, Tổng Giám đốc đương nhiệm bất động sản Giang Sơn Chu Hổ, tất cả đều nhanh chóng đến Tần Đường. Tất cả những nhà khai thác bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhắc đến tên, đều nhanh chóng có được tin tức, lập tức đến Tần Đường, lên tiếng ủng hộ Hạ Tưởng, thương thảo sách lược ứng đối. Một cuộc hội ngộ lớn, một cuộc hội ngộ long trọng. Tần Đường, một màn kịch lớn, bắt đầu mở màn. Chương 1229, sau lưng có người, dụng tâm cao thâm. Ngay cả Thành Đạt Tài lâu rồi không liên lạc, sau khi nghe được tin tức, cũng gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Toàn nói sằng bậy, nếu nói người khác tham ô thì tôi không dám đảm bảo, còn nói cậu tham ô hối lộ, ai mà mắt mù như vậy. Thành Đạt Tài cũng tức giận vô cùng. Cũng may một số người không kéo luôn tập đoàn Đạt Tài vào, nếu không, tôi sẽ đích thân ra trận, giúp cậu nói đạo lý. Giọng nói Thành Đạt Tài lộ vẻ thân thiết và phẫn uất, quả thật phát xuất từ tấm lòng, cũng khiến Hạ Tưởng cảm động. Thời khắc quan trọng, có rất nhiều người đứng bên cạnh hắn, khiến hắn rất an tâm. Tuy nhiên có một chút khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, sự việc đã làm lớn rồi, tại sao Phó Tiên Phong và Lão Cổ vẫn chưa có động tĩnh gì? Lão Cổ chưa có động tĩnh gì còn có thể lý giải, dù sao Lão cũng không còn ở vị trí trung tâm quyền lực nữa, nếu không có quan hệ thân thiết với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không biết nội tình cụ thể cũng có thể hiểu được. Nhưng Phó Tiên Phong có lẽ đã nghe được tin tức ngay từ đầu, với sự hiếu kỳ và xảo trá của y, chắc chắn sẽ tìm trăm phương nghìn kế tìm hiểu rõ ràng. Để tìm xem có cơ hội nào còn sót lại để lợi dụng kiếm chút lợi lộc hay không. Cho dù Phó Tiên Phong không tận mắt nhìn thấy tấm hình, cho dù y không biết hai nữ nhân vật chính trong sự việc là ai, y cũng sẽ quan tâm đến sự việc, cho dù y muốn thúc đẩy từ chính diện, hay từ phía sau Red Eye, y chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trước mắt. Nhưng cho đến hôm nay y vẫn không có chút động tĩnh nào, vẫn luôn im lặng, quả thật là một việc kỳ lạ. Nhưng sự im lặng của Phó Tiên Phong và Lão Cổ, không phải là việc khiến Hạ Tưởng khó hiểu nhất, điều khiến hắn đau đầu nhất là bây giờ ở Tần Đường không những có Vệ Tân ở đây, còn có Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên, bây giờ lại đến thêm Liên Nhược Hãm và Tào Thù Lê, lại có cả Tống Nhất Phàm cũng đến, gần như trở thành buổi tụ hội của những người đẹp rồi. Đúng lúc Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang muốn điều tra tác phong sinh hoạt của hắn, bên cạnh hắn người đẹp lại nhiều vô kể, chẳng phải công nhiên thị uy với Ủy ban Kỷ luật Trung ương hay sao? Hạ Tưởng lắc đầu cười, nếu hắn ra khỏi nhà Tiền Hô Hậu ủng đều là người đẹp, để Thôi Hướng thấy được, không biết liệu có xảy ra điều gì xấu hay không. Trước tiên cứ mặc kệ, trước tiên cứ sắp xếp xong cho mấy người này rồi tính, dù sao họ cũng đều có lòng tốt, khi khó khăn, đều kiên định đứng về phía hắn, là tình nghĩa mà hắn nên cảm động và ghi nhớ. Bây giờ tuy Hạ Tưởng đang ở trong giai đoạn điều tra, nhưng cũng không bị hạn chế tự do cá nhân. Hắn liền một mình đi gặp Liên Nhược Hãm và Tào Thù Lê, bởi vì hắn muốn biết thái độ của ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương. Đi trên đường, quan sát thấy sau lưng không có người bám đuôi, hắn mới yên tâm. Tần Đường bây giờ, cảnh tượng thần hồn nát thần tính, không nói tới thế lực trải khắp phố lớn ngõ nhỏ của Ngưu Lâm Quảng, mà Thôi Hướng có khả năng cũng đã bố trí tai mắt. Thôi Hướng bên ngoài chỉ thấy dẫn theo mấy người, nhưng ai biết bên trong y có bố trí tay chân ở Tần Đường hay không. Cho nên cẩn tắc vô ái náy, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tuy nhiên vẫn còn may, Nga Ni Trần ở Tần Đường, ít nhất cũng khống chế được một bộ phận lớn sức mạnh của Ngưu Lâm Quảng, khiến Ngưu Lâm Quảng không có cơ hội làm loạn, nếu không, trong thời gian Thôi Hướng điều tra hắn, Ngưu Lâm Quảng còn không khiến Tần Đường phải long trời lở đất. Chỉ có điều Hạ Tưởng không biết là, giữa Nga Ni Trần và Ngưu Lâm Quảng, bây giờ đã dương cung bạt kiếm, chỉ thiếu chút nữa đã tới mức đánh nhau kịch liệt. Đi được nửa đường, nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên. Cha, nghe nói vợ lớn đến rồi.
anh chắc không dám đến thăm chúng tôi nữa rồi, thôi đi, tôi rất rộng rãi, không tính toán nhỏ nhặt với anh. Đúng rồi, có một chuyện muốn nói với anh, Phó Tiên Phong ra nước ngoài rồi, huấn luyện mật, hình như một tháng nữa mới về. Mới nói được vài câu, Cổ Ngọc liền cướp lấy điện thoại. Vợ anh đến rồi, không cần tôi và Tiên Tiên phải quan tâm đến vấn đề ăn ở của anh nữa nhỉ. Anh cũng cẩn thận một chút, đừng để người ta bắt được nhược điểm. Còn nữa, tôi và ông nội giận nhau, gần đây không quan tâm đến ông nữa. Mấy hôm trước mới gọi điện thoại cho ông, Hứa Quan Hoa nói, ông vào núi giải sầu, ở trong đạo quan, ở đó một tháng mới xuống núi. Được, thời cơ quả thật không đúng lúc, hai đại sát thủ như Lão Cổ và Phó Tiên Phong đều không ở Bắc Kinh, chẳng trách không hề có phản ứng gì với sự việc, thì ra là vậy, nghĩ cẩn thận thêm một chút, Hạ Tưởng bừng tỉnh, Thôi Hướng không biết Phó Tiên Phong và Lão Cổ là ai, e rằng có người cũng biết, nhưng người này lại nhân lúc Phó Tiên Phong và Lão Cổ không ở đây để thúc đẩy chuyện này, dụng ý cao thâm. Hạ Tưởng trong lòng có tính toán rồi, nếu lúc sắp xếp đã suy nghĩ đến luôn cả Lão Cổ và Phó Tiên Phong, khó tránh khỏi không suy nghĩ luôn đến cả Ngô Tài Dương. Cũng tức là, điều tra lần này của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là một cuộc khảo nghiệm lớn nhất từ trước đến nay mà hắn phải đối mặt. Nếu qua được thì còn may, nếu không qua được, thật sự có khả năng xuống ngựa. Thậm chí có thể nói không chút khoa trương rằng, cho dù là bày ra một vụ án giả, cũng hình thành một xu thế không lật đổ hắn thì không được. Đến khách sạn Phi Thiên, thấy Tào Thù Lê hơi tiều tụy và Liên Nhược Hạm vẻ mặt bất bình, Hạ Tưởng còn không kịp nói giỡn vài câu, Tào Thù Lê liền lao vào lòng hắn. Từ quan đi thôi, chúng ta không cần đến chức bí thư thối này nữa, làm cái gì chứ, điều tra cái này điều tra cái kia, có để người ta yên tĩnh hay không chứ? Tào Thù Lê đau lòng ôm Hạ Tưởng, chảy nước mắt. Anh xem anh gầy đi nhiều rồi, làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy gì chứ, mệt đến như thế này, làm gì mà khổ vậy chứ? Không tham ô còn bị người ta nói thành tham ô, trên đời này còn có người tốt nữa hay không? Tôi tốt xấu gì cũng mấy trăm triệu đô la Mỹ, hiếm thấy một ủy viên thường vụ tỉnh ủy đi tham ô lấy tiền nuôi gia đình. Lời này nếu để Thôi Hướng nghe được, không tức đến chết mới lạ. Tốt xấu gì cũng mấy trăm triệu đô la Mỹ, nói như gió thoảng qua vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu công bố sự thật Tào Thù Lê có mấy trăm triệu đô la Mỹ, tuyệt nhiên là một bằng chứng mạnh nhất, có thể ngay lập tức khiến cho những điều tra viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương câm miệng. Đúng vậy, vợ có đến mấy trăm triệu đô la, anh còn đi tham ô mấy triệu tệ làm gì? Nhưng hiển nhiên, sự việc không thể công khai, bởi vì sẽ có thêm những điều tra khác nữa. Còn có những tin tức truyền thông ruồi bỏ, lại trở thành một việc phức tạp vô cùng. Hạ Tưởng ôm Tào Thù Lê, vỗ vỗ lưng cô an ủi, lại nhìn Liên Nhược Hạm, trên mặt mơ hồ có chút không can tâm. Nói cho cùng cô cũng không phải vợ chính thống, không thể hưởng thụ quyền lợi ôm Hạ Tưởng trước tiên được. Tuy nhiên tính cách Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê khác nhau hoàn toàn, cô kiên cường hơn nhiều, sẽ không ôm Hạ Tưởng để khóc. Trấn an Tào Thù Lê rồi, sau khi ngồi xuống, Liên Nhược Hạm nói câu đầu tiên là: ông nội nói rồi, sự việc rất khó giải quyết, ông cũng đang nghĩ cách, bảo anh tìm cách chống đỡ một thời gian. Việc mà ngay cả ông cụ Ngô cũng nói không có cách giải quyết, chắc chắn rất khó giải quyết rồi. Nhưng ông cụ lại nói hắn tìm cách chống đỡ một thời gian, là có ý gì, là nói nhà họ Ngô sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Không đợi Hạ Tưởng hỏi, Liên Nhược Hạm lại nói: ý của ba cũng vậy, dù sao cũng là nói anh nhìn đó mà làm, bây giờ ông không tiện nói gì cả. Không tiện nói gì cả. Hạ Tưởng hiểu là cái gì, biết sự tình đã trở thành một lần đọ sức của những cán bộ cấp cao rồi, rất không may. Hắn thật sự trở thành một điểm va chạm mạnh rồi. Kỳ thật ông cụ nhà họ Ngô cũng được, Ngô Tài Dương cũng được, ý tại ngôn ngoại của hai người đều là, rèn sắt còn dựa vào bản lĩnh. Họ tin chắc trong vấn đề phụ nữ hắn không đến nỗi bị lật thuyền, nhưng với vấn đề kinh tế của hắn, không được chắc chắn lắm, nên không dễ dàng lên tiếng. Nói trắng ra, nếu cuối cùng kết quả điều tra là không có vấn đề kinh tế, thì mọi việc đều dễ nói, nếu vấn đề kinh tế có chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa con số còn rất lớn, thì kết quả xử lý của hắn sẽ bước vào giai đoạn cò kè mặc cả. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không phải đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể thúc đẩy Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra hắn để lấy chứng cứ cuối cùng. Thôi Hướng đường đường là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng không đích thân đến Tần Đường. Xem ra, lúc đầu, Ngô Tài Dương không nhúng tay vào cũng không thể trách y dù sao cũng chỉ là ủy viên Bộ Chính trị,
không phải ủy viên thường vụ, mà ủy ban kỷ luật trung ương có tính độc lập tương đối lớn, y cũng không thể nói được điều gì. Lão Cổ và Phó Tiên Phong đều không có mặt ở Bắc Kinh, bây giờ đã bước vào cục diện cuối cùng, tức là, hắn hầu như phải một mình chiến đấu rồi. Bởi vậy càng có thể suy đoán, bàn tay khổng lồ mạnh mẽ phía sau, khiến người ta khiếp sợ. Ở khách sạn cùng Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đến khoảng nửa đêm, Hạ Tưởng liền rời đi, hắn không muốn ở lại bên ngoài lại bị người ta dị nghị, càng không muốn để cho người ngoài biết được Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đến Tần Đường, nếu không cũng sẽ phiền phức. Nếu Thôi Hướng cứ một mực muốn Tào Thù Lê phối hợp điều tra, A Đầu Tào khó tránh khỏi uất ức. Tào Thù Lê từ đầu đến cuối dịu dàng chăm sóc, không hề nhắc đến việc hai người trong bức hình là ai, Liên Nhược Hạm lúc đầu cũng không nói, đợi đến lúc tiễn Hạ Tưởng xuống lầu, liền cắn tai Hạ Tưởng hỏi một câu. Hai người đẹp ôm hai tay, là ai? Anh hưởng phúc đầy đủ, em không có ý kiến, nhưng phải cho em biết là ai, có xứng với anh hay không? Nếu không xứng, em sẽ khinh bỉ sự thưởng thức của anh. Liên Nhược Hạm nửa thật nửa giả, khiến Hạ Tưởng rất khó ứng phó, nhưng sự việc đã đến mức này, hắn không thể không nói rõ, bởi sớm muộn gì Liên Nhược Hạm cũng biết. Bức hình em chưa nhìn thấy, nếu nhìn thấy rồi em sẽ biết anh còn oan hơn cả Đậu Nga. Nào có tay trái một người tay phải một người, anh chỉ đứng sau lưng bọn họ, lúc mở cửa phòng, bị người ta chụp được. Người đẹp đứng bên trái là Phó Tiên Tiên, bên phải là Cổ Ngọc, em đều quen biết. Liên Nhược Hạm vẻ mặt bỡn cợt. Vậy em phải thẩm vấn anh rõ ràng, nửa đêm nửa hôm, ở cùng hai người đẹp, là có ý gì? Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ. Đấy, nghĩ nhiều rồi phải không? Phó Tiên Tiên là nhà đầu tư, Cổ Ngọc cũng đến khảo sát hạng mục, vừa hay họ cũng quen biết nhau, nên ngồi cùng với nhau, vì lễ phép, anh phải đưa họ về phòng, kết quả bị người ta chụp được. Em xem em không quan tâm đến việc anh bị người khác hãm hại, lại nói đến những việc nhỏ nhặt, thật sự làm người ta thất vọng. Thất vọng cái đầu anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liên Nhược Hạm liếc Hạ Tưởng. Nhà đầu Tào không tiện hỏi anh về vấn đề tác phong sinh hoạt, em hỏi thay cô ấy có quyền được biết. Còn nữa, em nói cho anh biết, nếu lần này anh không qua được, nghe em đi, đừng làm nữa. Chúng ta cùng xây dựng một đế quốc thương nghiệp thật lớn. Chấm, Tần Đường vào ban đêm, gió thổi mát rượi, ngập ánh vàng son, đứng dưới con phố phồn hoa, hồi tưởng lại những lời vừa rồi Liên Nhược Hạm nói, Hạ Tưởng thầm bật cười. Không qua được cửa ải này thì không phải vấn đề làm hay không làm, mà là vấn đề phải ngồi tù. Lẽ nào nói, hắn thật sự phải một mình đấu tranh với Thôi Hướng, thật sự phải tự mình đánh qua cửa thứ nhất. Một mình tác chiến, Hạ Tưởng cũng không sợ. Hắn chỉ không biết, trong tay Thôi Hướng rốt cuộc có con bài chưa lật nào có thể dồn hắn vào đường cùng. Thôi Hướng cũng không để Hạ Tưởng đợi lâu, ngày hôm sau, y lại triệu tập Hạ Tưởng lên hỏi, đồng thời đưa ra cho Hạ Tưởng thấy một chứng cứ rất quan trọng. Chương 1230, giai đoạn thứ hai, quân bài được lật. Không chỉ Tần Đường, thậm chí tỉnh ủy cũng vì việc ủy ban kỷ luật trung ương điều tra Hạ Tưởng mà cũng bị cuốn vào bầu không khí khẩn trương khó tả. Đầu tiên là Tần Đường, dường như ai cũng cảm thấy bất an, quả thật tin đồn rất lớn, tình hình quá nghiêm trọng. Phạm Tiến cũng thay đổi ngay thái độ thân thiết với Hạ Tưởng trước đây, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn nhiều, đi đường cũng quan sát cẩn thận hơn, cũng không thường xuyên báo cáo công tác với Hạ Tưởng nữa, cho dù có việc cần báo cáo, cũng tỏ thái độ công tư phân minh, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có nụ cười nào. Bởi vì trong lòng Phạm Tiến rất hoảng hốt, y cũng được xem là hiểu biết rộng. Phàm là những cán bộ bị ủy ban kỷ luật trung ương điều tra, không có con cá nào lọt lưới được. Trong mắt y, quầng sáng của bí thư thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hạ Tưởng dường như hoàn toàn biến mất, gần như đã thành một người chết. Đương nhiên, là người chết về ý nghĩa chính trị. Phạm Tiến còn hối hận thời gian trước đây đã quá thân thiết với Hạ Tưởng, cho nên bây giờ đột nhiên thu bước, có cảm giác như quá gấp gáp, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Cũng may. Hạ Tưởng không hề tỏ thái độ bất mãn gì với thái độ thay đổi 1800 của y, vẫn giống như trước kia, khách khí và đúng mực, cũng khiến trong lòng y bồn chồn. Bí thư Hạ vẫn bộ dáng như đã định liệu trước mọi việc, rốt cuộc là giả vờ bình tĩnh, hay hắn thực sự không sao? Không thể không sao được. Phạm Tiến thật sự không tin Hạ Tưởng không sao hết, bởi vì đến cấp bậc của Hạ Tưởng, suốt quãng đường đi đó, liệu có thanh sạch như tờ giấy trắng không? Đừng đùa nữa.
Phạm Tiến cũng âm thầm dò hỏi về sự kiện Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, mới gọi được mấy cú điện thoại liền nhận được cảnh báo, bảo y đừng lo chuyện ôm đồm, khiến y chấn động vô cùng, biết sự việc vô cùng nghiêm trọng. Bí thư Hạ, rất tiếc, Phạm Tiến thầm tiếc thay cho Hạ Tưởng, đắc tội với người không nên đắc tội, vốn dĩ là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất nước, bây giờ thì hay rồi, e rằng sẽ trở thành cán bộ cấp phó tỉnh có thời gian đương nhiệm ngắn nhất. Những ủy viên thường vụ thành ủy có suy nghĩ như Phạm Tiến, không phải ít. Người tiếc hận cũng có, người vui mừng khi thấy Hạ Tưởng gặp họa cũng có, mà người giữ khoảng cách cũng có, người châm chọc khiêu khích cũng có, tóm lại, mỗi người mỗi vẻ, trong thời khắc Hạ Tưởng gặp phải tai họa ngập đầu, người nào gần người nào xa, người nào có thể dùng được, tất cả đều rõ ràng. Lương Thu Duệ vẫn luôn tràn đầy niềm tin với Hạ Tưởng thì không cần phải nói, cho dù y mất niềm tin với Hạ Tưởng, cũng sẽ kiên định đứng về phía Hạ Tưởng, không chỉ bởi vì y không có người đỡ đầu, mà còn vì y nhận ân huệ của Hạ Tưởng quá nhiều. Lúc này nếu y bỏ rơi Hạ Tưởng, thì không phải đạo làm người, mà còn khiến rất nhiều người coi khinh y. Toàn bộ Tần Đường, hầu như đều vì cuộc viếng thăm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà khiến lòng người rã rời. Đồng thời, hy vọng mà Hạ Tưởng vất vả xây dựng nên, đều tan thành. Ít nhất nhìn từ điểm này, Thôi Hướng cũng đã đạt được mục đích, hy vọng Hạ Tưởng giảm sút, ở Tần Đường dường như trở thành hư danh. Cùng lúc đó, ở tỉnh ủy, những tranh luận có liên quan đến Hạ Tưởng cũng trở nên xôn xao hơn. Trong một hội nghị, Đàm Quốc Thụy đề xuất rằng dù sao Hạ Tưởng cũng còn trẻ tuổi, không biết tự tôn tự trọng khiến tỉnh ủy lâm vào thế bị động, đề nghị tỉnh ủy ra mặt phối hợp điều tra với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, rồi nói chuyện với Hạ Tưởng, nhanh chóng kết thúc vụ án, để tránh ảnh hưởng quá lớn. Thật ra ngụ ý chính là Hạ Tưởng xảy ra chuyện rồi, để tỉnh ủy tạo áp lực khiến Hạ Tưởng nhanh chóng thừa nhận. Cao Tấn Chu kịch liệt phản đối, thái độ vô cùng nghiêm khắc chỉ rõ, tỉnh ủy phải biết yêu quý cán bộ của mình, không nên cứ xảy ra chuyện là trốn tránh, cán bộ của tỉnh Yến còn không yêu quý, ai còn có lòng trung thành với tỉnh ủy được. Bí thư Đảng ủy Công an Lý Bình Văn, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong đều có thái độ giống Đàm Quốc Thụy, cho rằng nên lấy lợi ích toàn cục của tỉnh Yến làm trọng, nếu chỉ vì một Hạ Tưởng mà ảnh hưởng đến danh dự của tỉnh ủy, khiến toàn bộ tỉnh Yến đều phải đứng đầu sóng ngọn gió, nhất định phải áp dụng biện pháp nhất định để bảo vệ tỉnh ủy khỏi bị ảnh hưởng. Kỳ thật nói trắng ra, là cá nhân mỗi người đều sợ vì Hạ Tưởng mà bị liên lụy. Ngay cả Tiếu Viễn Tâm và Trương Căng cũng giữ thái độ im lặng, bọn họ dù sao cũng mới đến tỉnh Yến, mới vừa quen biết với Hạ Tưởng, nên không dám mạo muội phát biểu. Cuối cùng Phạm Duệ Hằng cũng lên tiếng tổng kết, vụ việc Hạ Tưởng, tỉnh ủy duy trì thái độ im lặng, không phát biểu bất kỳ ý kiến có khuynh hướng nào, cuối cùng hội nghị kết thúc trong bầu không khí nghiêm trọng, nhưng cũng có thể dự đoán được rằng, hội nghị dù có nhận thức chung thì cũng chưa chắc đã được chấp hành, ai cũng không thể giữ nổi mồm miệng mọi người. Nói xa hơn một chút nữa, không ai ngăn được người khác âm thầm báo cáo với Ủy ban Kỷ luật Trung ương về vụ việc Hạ Tưởng, thậm chí có báo cáo nhỏ, cáo trạng, tố cáo, đều có thể có. Những người ném đá xuống giếng, bất luận là trước đây hay bây giờ, đều có rất nhiều. Tình thế khẩn trương của tỉnh Yến và Tần Đường, đều do Thôi Hướng khơi mào, vì vậy, Thôi Hướng cũng đối với việc y trở thành nhân vật quan trọng trong tỉnh Yến mà vô cùng tự đắc. Gần tối, sau khi y báo cáo lên phía Bắc Kinh, quyết định tiến hành buổi nói chuyện giai đoạn 2. Đối với lần đến Tần Đường này, Thôi Hướng cũng tự biết mình thân mang trọng trách, càng biết rõ, mấy tấm hình không đủ để đáng đòn chí mạng gì cho Hạ Tưởng, tấm hình chẳng qua chỉ là khai vị, chỉ khiến Hạ Tưởng rối loạn một chút, để dễ mắc sai lầm. Không ngờ Hạ Tưởng không hề bối rối như y nghĩ, càng không hề thấy nhân viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương là hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh tự nhiên, thong dong ứng đối, khiến y có cảm giác thất bại. Nhớ lại lúc gặp Hạ Tưởng ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng vẫn luôn có bộ dáng trời có sập cũng không nao núng, lúc đó Thôi Hướng rất không thích phong cách của Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng tuổi tác cũng không lớn, lại cố tình làm ra vẻ. Không ngờ vài năm trôi qua, Hạ Tưởng còn hơn trước đây, bây giờ còn lão luyện đến mức không phải giả vờ nữa, dường như càng dễ dàng hơn. Bị người ta chụp hình được còn không hề sợ hãi như vậy, cứ cho rằng luôn có người bảo vệ cậu hay sao? Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, cậu không biết Ủy ban Kỷ luật Trung ương vì thúc đẩy điều tra cậu, bên trong đã làm không biết bao nhiêu công việc. Bây giờ không ai dám lộ diện vì cậu nữa, bởi vì, tất cả các bên đã đạt được thỏa hiệp, cậu tự cầu phúc cho mình đi. Bởi vậy, lần hỏi chuyện thứ hai, Thôi Hướng Hạ quyết tâm đánh vào phòng tuyến tâm lý của Hạ Tưởng. Vẫn giống như lần trước,
Hạ Tưởng ngồi đầu, Thôi Hướng ngồi giữa, hai người còn lại vẫn vẻ mặt nghiêm trọng, không nói lời nào ngồi hai bên. Thôi Hướng châm một điếu thuốc, còn cố ý hỏi Hạ Tưởng cần hay không, Hạ Tưởng xua tay. Tôi không hút thuốc nhiều, cảm ơn bí thư thôi. Thôi Hướng hít sâu một hơi, sau khi nhả khói ra, khuôn mặt của y bị che lấp trong làn khói, mơ hồ bất định. Y cứ không nói gì, hút được khoảng nửa điếu thuốc, đột nhiên kiên định vứt điếu thuốc đi, cầm lên một xấp tài liệu, hỏi. Đồng chí Hạ Tưởng, Tào Thù Quân là người thế nào với cậu? Hạ Tưởng sửng sốt, sao lại kéo cả Tào Thù Quân vào đây? Nhưng cũng thật thà trả lời. Em trai của vợ tôi, Tào Thù Lê. Cậu quan Chu Hổ chứ? Cậu và anh ta có quan hệ gì? Quen, quan hệ bạn bè. Chu Hổ là tổng giám đốc bất động sản Giang Sơn, quan hệ với tôi cũng không tồi. Hạ Tưởng biết, buổi hỏi chuyện ngày hôm nay, bắt đầu chạm đến đề tài trọng tâm. Nói đúng ra là, sắp lật bài rồi. Chỉ có điều hắn không hiểu là, tại sao lại liên quan đến Tào Thù Quân, nếu Thôi Hướng chỉ nhắm vào hắn, không đụng đến người nhà, được, không sao, mọi người đều có con bài riêng, xem ai kiên nhẫn hơn ai, xem ai nắm bắt được quân bài tốt hơn. Nhưng nếu đụng đến người nhà, cứ muốn ra tay với người nhà, vậy xin lỗi, đừng trách hắn không khách khí. Thôi Hướng tiếp tục hỏi. Giữa cậu và bất động sản Giang Sơn, có qua lại gì về kinh tế không? Không. Hạ Tưởng phủ nhận, không hề do dự, bất động sản Giang Sơn do chính tay hắn gầy dựng nên là thật, nhưng hắn không tin, sự việc nhiều năm rồi, Thôi Hướng còn có thể tìm được chứng cứ gì. Quả nhiên, Thôi Hướng chỉ nhắc đến thôi, liền nhảy sang bất động sản Thiên An. Hạ Tưởng, căn cứ vào những tài liệu chúng tôi đang nắm giữ cho thấy, khi cậu làm chủ tịch quận, bí thư quận Hà Mã, làm phó thị trưởng thường trực ở thành phố Lang, làm thị trưởng ở Thiên Trạch, tập đoàn Viễn Cảnh, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An đều theo sát bước chân của cậu. Cậu đi đến đâu, công trình được xây dựng ở đó, có phải đã chứng tỏ, cậu thu được không ít lợi ích từ những công ty trên, bọn họ mới dễ dàng nhận được những công trình của chính phủ. Lời nói của Thôi Hướng, vừa có dẫn chứng, vừa có ám chỉ, khiến Hạ Tưởng nghe có vẻ ba phải, không dám khẳng định phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nắm được những chứng cứ gì. Đáng tiếc là, Hạ Tưởng khiến Thôi Hướng thất vọng, bởi vì theo suy đoán của những người bình thường, Hạ Tưởng không thể không có được lợi lộc từ những công ty trên, nếu không tại sao Hạ Tưởng đi đến đâu, mấy nhà đầu tư trên đều đi đến đó, rõ ràng không đúng. Thôi Hướng lại không biết, Hạ Tưởng thật sự không hề mượn cơ hội kiếm lợi lộc, bởi vì cứ mỗi lần đầu tư Hạ Tưởng đều có nói với mấy người, rủi ro tự chịu, hắn chỉ phụ trách làm người dẫn đường, không phụ trách việc lời hay lỗ, tất cả đều phải trông vào lợi ích thị trường. Lại thêm mối quan hệ bạn bè giữa Hạ Tưởng và mấy người này, sao có thể đưa tay lấy tiền của họ? Hơn nữa Hạ Tưởng đối nhân xử thế quả thật không có tính cách yêu tiền như mạng sống, nếu không lúc bắt đầu Liên Nhược Hạm đưa hắn chi phiếu 5 triệu, cho đến hôm nay, vẫn còn lại hơn 4 triệu. Thôi Hướng lấy tâm lý của 90% cán bộ để đánh giá Hạ Tưởng, nhận định chắc chắn Hạ Tưởng tay chân không sạch sẽ, y tính sai rồi. Hạ Tưởng lại thuộc về 10% cán bộ liêm khiết không thiếu tiền cũng không cần tiền còn lại. Bí thư thôi, tôi chỉ có một câu, anh là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ, tốt nhất không nên nói, ảnh hưởng đến danh dự bản thân tôi chỉ là việc nhỏ, ảnh hưởng đến hình tượng của anh và sự liêm minh công chính của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mới là chuyện lớn. Hạ Tưởng chậm rãi nói, trong lời nói có chút giận dữ, bởi vì hắn có chút dự cảm không lành. Có thể điểm dừng của Thôi Hướng, chính là trên người Tào Thù Quân. Thật bất hạnh cho Hạ Tưởng là hắn đã đoán đúng, Thôi Hướng tiếp tục nói. Được rồi, trước tiên cứ giả thiết bản thân cậu không nhận hối lộ, nhưng chứng cứ thể hiện, cậu lợi dụng Tào Thù Quân để thu hối lộ với số lượng lớn, nhận tiền mặt và quà tặng của bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An, tổng cộng 2 triệu tệ. Theo điều tra, chính vì Tào Thù Quân đã nhận được lợi lộc từ những nhà đầu tư trên, cậu mới lợi dụng chức quyền cho những nhà đầu tư đó có được công trình. Cùng với sự tường thuật của Thôi Hướng, lửa giận trong lòng Hạ Tưởng càng bùng lên mạnh mẽ, bởi vì trong lời tường thuật của Thôi Hướng, hắn là người đứng đằng sau, Tào Thù Quân là người thay mặt hắn, lợi dụng thân phận là em vợ của hắn, thu được một lượng lớn lợi ích từ bất động sản Giang Sơn, Thiên An và tập đoàn Viễn Cảnh, trong mấy năm nay, con số đã lên đến mấy chục triệu tệ. Thật hay ho, lại biến hắn và Tào Thù Quân thành kẻ hát người sướng. Hắn bên ngoài giả làm người tốt, Tào Thù Quân bên trong lại thu được một lượng tiền lớn.
Hạ Tưởng rốt cuộc cũng tức giận rồi. Chương 1231, vừa đúng lúc, mời đi lối rẽ. Vụ oan hãm hại hắn còn chưa tính, còn lôi cả Tào thủ quân vào, là không thể nhẫn nhịn. Nói thật, những năm gần đây giữa Hạ Tưởng và Tào thủ quân, liên hệ ít dần, thứ nhất công việc của hắn rất nhiều, thứ hai Tào thủ quân cũng đã trưởng thành, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại Sở Tài chính tỉnh công tác, cũng đã chỉnh chu, so với hình tượng ăn chơi trác táng trước kia, thay đổi rất nhiều, sau khi kết hôn, vẫn rất có nề nếp. Tuy nói con đường làm quan của Tào Vĩnh Quốc càng làm càng lớn, ông ta cũng thăng tiến tới cấp phó tỉnh rồi, nhưng Tào thủ quân không hề giống trước kia, thẳng thắn tùy tiện, mà là sau khi gặp hắn, còn ít nhiều có chút trầm tĩnh ít nói. Hoặc cũng là do địa vị của hắn thăng cao dần, mang đến cho Tào thủ quân áp lực nhất định. Hiện tại Tào thủ quân ở Sở Tài chính tỉnh, cũng chẳng làm đến chức phó phòng, chẳng ai chiếu cố đặc biệt đến cậu ta, cũng không đánh tiếng sang các bên. Hạ Tưởng còn muốn khi nào có thời gian cùng ngồi với giám đốc Sở Tài chính, để anh ta nghiêng về Tào thủ quân một cách thích hợp, nói chuyện chiếu cố cậu ta một chút. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp nâng đỡ Tào thủ quân đã gặp nỗi oan không cách nào biện bạch được. Lời nói của Thôi Hướng, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, thậm chí có thể dùng câu nói hưu nói vượn để hình dung. Đừng nói Tào thủ quân thay hắn nhận hối lộ, ngay đến bạn bè của hắn, cậu ta đều gần như chưa từng tiếp xúc, cũng không quen Tôn Hiện Vĩ, còn Chu Hổ lại chỉ mới gặp mặt một lần, chưa từng qua lại với tập đoàn Viễn Cảnh. Quả thực chính là một chậu nước bẩn tạt xuống đầu, cực kỳ trơ cháo. Hạ Tưởng đang muốn đập bàn khiển trách Thôi Hướng vài câu, người khác vừa thấy người của ủy ban kỷ luật liền hai chân run lên, nhưng hắn lại không sợ. Bỗng nhiên trong nháy mắt hắn lại thay đổi chủ ý, không đáng trợn mắt với Thôi Hướng, cũng không cần cãi lý với y, nếu Thôi Hướng trực tiếp tạt nước bẩn vào đầu, hắn cũng có thể dẫn dắt kẻ gây tai họa, đưa Thôi Hướng hướng tới một lối rẽ. Đối diện với sắc mặt dữ dội của Thôi Hướng, vẻ mặt phẫn nộ của Hạ Tưởng lại từ từ kìm chế lại, lại khôi phục bình tĩnh, ngược lại thành vẻ mặt cười như không nhìn về phía Thôi Hướng. Phó chủ nhiệm Thôi, việc anh nói tôi cũng không biết, cũng không nghe nói, lại càng sẽ không thừa nhận, cho dù anh nói đến mức hoa bay đầy trời, trước khi có chứng cứ tuyệt đối, tôi đều coi như gió thoảng bên tai. Một câu chọc giận Thôi Hướng, y đập bàn, bụp một tiếng. Đồng chí Hạ Tưởng, xin anh chấn chỉnh thái độ của anh. Hạ Tưởng vẫn như cũ không thay đổi giọng nói và vẻ mặt. Phó chủ nhiệm Thôi, thái độ của tôi vẫn rất nghiêm chỉnh, là anh nói một mạch, nhưng không đưa ra một chút chứng cứ xác thực, không thể làm cho người ta tin phục. Thôi Hướng không nói, hiển nhiên trong lòng có do dự và không đủ quyết tâm. Trong tay Thôi Hướng không phải không có chứng cứ, nhưng chứng cứ không phải vô cùng rõ ràng, bây giờ lấy ra sẽ không có được tác dụng gây kinh hoàng, sẽ càng làm cho Hạ Tưởng làm càn. Không thể để Hạ Tưởng biết sớm được quân bài chưa lật của y, kéo được càng lâu, đối với y càng có lợi, Hạ Tưởng lại càng sẽ mất đi kiên nhẫn. Giai đoạn bây giờ, cái cần chính là đấu trí, so dũng khí. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng đủ thông minh, hắn hẳn là đoán được ủy ban kỷ luật cũng chưa nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không cũng sẽ không lấy danh nghĩa đến điều tra lấy chứng cứ, mà là trực tiếp bắt giam. Nói thật, trước khi đến Tần Đường, Thôi Hướng cũng từng có một chút do dự. Bởi vì y đến nơi này mạo hiểm không nhỏ, không lật được Hạ Tưởng, y không thể xong việc, dùng câu được ăn cả ngã về không để hình dung cũng không khoa trương. Nhưng có người ra mặt tìm đến y, nói chuyện quan hệ tới lợi hại với y, và ám chỉ cơ hội thành công cực lớn. Một khi thành công nắm được Hạ Tưởng, sẽ là sự kiện đỉnh cao trong cuộc đời chính trị của y. Thôi Hướng động lòng, nhưng chẳng phải do lời hứa hẹn của nhân vật hậu trường làm người ta động lòng biết bao, mà là có một cơ hội có thể khiến Hạ Tưởng thất bại thảm hại, có một thời cơ khiến y dẫm lên xác Hạ Tưởng đi đến đỉnh cao của đời người, làm sao có thể bỏ lỡ. Giấc mộng của nhân vật chính trị chỉ có hai, một là đi lên đỉnh cao, nhưng cơ hội đi đến đỉnh cao cực kỳ bé nhỏ, vậy giấc mơ thứ hai liền thành mộng đẹp dễ dàng thực hiện nhất, chính là dẫm nát đối thủ chính trị dưới chân. Sau khi dẫm lên Hạ Tưởng, sẽ giành được vinh quang cao nhất của cả đời y, cũng sẽ làm cho cả tỉnh Yến sinh lòng kính sợ đối với y. Nguyên nhân căn bản cuối cùng Thôi Hướng quyết định bí quá hóa liều chính là do một câu nói của nhân vật hậu trường. Thôi Hướng, người nổi bật thì dễ bị ghét, Hạ Tưởng là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước. Thôi Hướng đã rõ ràng, bên trong cấp trên, cũng khối người muốn cho Hạ Tưởng ngã xuống, y có thể lật đổ Hạ Tưởng, lập công lớn, cuối cùng lấy được đãi ngộ ở cấp phó quốc gia mà lui về.
cũng không phải không có khả năng. Huống hồ Hạ Tưởng là một trong những đối thủ y vẫn canh cánh trong lòng nhất. Nhưng sự thật so với y suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn, Hạ Tưởng thật đúng là một khối xương cứng khó gặp, hiện tại đã tới giai đoạn giằng co, làm thế nào bây giờ? Thôi Hướng chần chừ một lúc, ngẫm nghĩ một chút, để hai nhân viên công tác đi ra ngoài, chỉ còn y và Hạ Tưởng ở trong phòng, mới mở miệng nói. Hạ Tưởng, chúng ta trước kia quả thật từng xa cách, nhưng đều là chuyện quá khứ rồi, lúc ấy là không cùng lập trường, cho nên từng có một thời gian không thoải mái. Hiện tại tôi ra mặt điều tra anh, cũng không phải cá nhân tôi muốn gây khó dễ với anh, xử lý sự việc chứ không xử lý con người, anh cũng đừng để trong lòng. Trước khi diễn trò, Thôi Hướng lấy một cái ghế, ngồi đối diện với Hạ Tưởng, cố gắng duy trì một thái độ bình đẳng với Hạ Tưởng, nhằm làm cho Hạ Tưởng thả lỏng cảnh giác, không có tâm lý đề phòng, gã tiếp tục diễn thuyết sinh động. Hiện tại không có người ngoài, chỉ có tôi và anh, tôi liền lấy thân phận của một người bạn lâu năm. Lãnh đạo lâu năm nói vài câu trong lòng với anh nghe cũng tốt, nghe không cũng được. Hạ Tưởng, tôi chỉ muốn nói cho anh một sự thật chính là, Ủy ban Kỷ luật Trung ương nắm giữ tài liệu vô cùng tỉ mỉ xác thực, hiện tại anh vẫn còn may mắn, dựa vào điểm yếu để chống lại cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nghe tôi một lời, chính anh nói ra, chung quy chứng cứ bày ra trước mắt, đến lúc đó bằng chứng như núi, liền thực không có đường lui. Giọng nói của Thôi Hướng trầm thấp, vẻ mặt trầm trọng. Giống như thật tâm lo nghĩ vì Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, anh thật sự cần suy nghĩ kỹ một chút, tôi nói hết lời như thế, bên nào nhẹ bên nào nặng, tự anh suy nghĩ. Khi tôi đã tự mình xuống, khẳng định trong tay đã nắm được mấu chốt, hiện giờ chừa ra một con đường, cũng là tranh thủ một cơ hội lớn cho anh. Thôi Hướng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, xoay người đi đến phía trước cửa sổ, để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng đầy thâm ý. Hạ Tưởng ngồi bất động. Biểu diễn của Thôi Hướng không đả động được hắn, hắn cũng không phải bị người hù dọa, nhưng đúng lúc trong lòng hắn có một kế, liền mượn giọng điệu truyền cảm cuốn hút biểu diễn hết sức của Thôi Hướng, cũng làm bộ cúi đầu trầm tư, vẻ mặt thống khổ. Thôi Hướng lặng yên quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng hai tay ôm đầu, tâm lý đề phòng gần như sụp đổ, lặng yên mỉm cười. Gừng vẫn là càng già càng cay, Hạ Tưởng dù sao kém y mấy chục tuổi, là hơn cả một thế hệ. Y qua cầu còn nhiều hơn so với Hạ Tưởng đi bộ, tâm tư muốn khoe khoang ở trước mặt y của Hạ Tưởng, vẫn còn non lắm. Quả nhiên, không khác lắm với những gì Thôi Hướng đoán trước, Hạ Tưởng ôm đầu trong chốc lát, rốt cục mở miệng. Phó chủ nhiệm thôi, cho tôi một điếu thuốc. Người bình thường không thế nào hút thuốc, một khi mở miệng cần thuốc, liền chứng minh dao động. Thôi Hướng lấy một điếu thuốc cho Hạ Tưởng, còn tự mình châm thuốc cho Hạ Tưởng, vẻ mặt ôn hòa nói. Muốn nói cái gì, thì nói đi. Hạ Tưởng dùng sức hút thuốc, còn bị nghẹn ho khan vài tiếng, mới nói. Kỳ thật, tôi với mấy nhà đầu tư khai thác phát triển quan hệ cũng không tồi. Thôi Hướng lập tức ánh mắt sáng lên. Còn gì nữa? Tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Cửu Viễn, hơn nữa bản thân tôi cũng từng qua lại trong kinh doanh với tập đoàn Viễn Cảnh, đối với bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An tương đối mà nói, tiếp xúc ít hơn. Hạ Tưởng dường như rất thành khẩn nói ra tình hình thực tế. Cụ thể là qua lại trong kinh doanh như thế nào? Thôi Hướng cảm giác đụng đến manh mối mấu chốt, gần như sắp vui mừng nhảy nhót. Đồng chí Hạ Tưởng, nếu anh thật muốn tôi giúp anh phải nói cho tôi biết tình hình thực tế. Hạ Tưởng dường như thật sự sụp đổ tâm lý đề phòng, hắn hơi bất lực nhìn về phía Thôi Hướng. Phó chủ nhiệm thôi, anh là lãnh đạo lâu năm, là cấp trên lâu năm của tôi. Anh nhất định sẽ không hại tôi, có phải hay không? Tôi nói lời nói thật, anh khẳng định sẽ làm chủ cho tôi, đúng không? Thôi Hướng trịnh trọng gật đầu. Anh phải tin tưởng tôi cũng là thật tâm suy nghĩ cho anh. Hạ Tưởng gật đầu, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Tôi thiết kế mấy dự án cho tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh, cũng làm quy hoạch giúp bất động sản Cửu Viễn, giữa bọn họ có qua lại về kinh tế. Thôi Hướng giống như phát hiện đại lục mới. Lấy bút ghi chép lại loạt soạt, còn cố ý để Hạ Tưởng nhìn y viết tên có đúng hay không. Hạ Tưởng thấy chữ của Thôi Hướng viết cũng không tồi, phóng khoáng tự nhiên, rất có phong cách quý phái, nghĩ thầm rằng người ta bảo chữ giống như người, thực không đúng. Ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn trời, trên trời không biết từ khi nào mây đen đã che kín, u ám đến dọa người. Mùa xuân ở Tần Đường từ trước đến nay ít mưa, xem ra, trận mưa đầu xuân năm nay sắp đến rồi.
Hạ Tưởng bước đi nặng nề trong tòa nhà thành ủy, hắn thậm chí không cần quay đầu lại là có thể đoán được Thôi Hướng lúc này đang đứng ở đằng sau cửa sổ, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hắn không thể biểu hiện quá mức thoải mái, nếu không sẽ làm Thôi Hướng hoài nghi. Cũng không thể quá trầm trọng, cũng sẽ khiến Thôi Hướng nghi ngờ hắn diễn trò. Giao tiếp với Thôi Hướng, phải làm cho vừa đúng mới được. Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, Thôi Hướng ở phía sau, đang cười vui vẻ. Trước hết cứ để Thôi Hướng cười đã, chẳng bao lâu, sắp đến lúc y khóc rồi. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, đơn giản xử lý một vài việc, liền lập tức gặp mặt với Liên Nhược Hạm. Giải thích thế này thế kia cho Liên Nhược Hạm một hồi, Liên Nhược Hạm nghe xong liên tục gật đầu, không nói lời nào liền rời khỏi Tần Đường, về thủ đô. Sau đó Hạ Tưởng lại nói một hồi với Tào Thù Lê, Tào Thù Lê vừa nghe, đầu tiên là tức giận bảo không được, sau khi nghe phương pháp hóa giải của Hạ Tưởng, lại mặt mày hớn hở, cuối cùng còn hôn một cái lên mặt Hạ Tưởng, sau đó cũng rời khỏi Tần Đường, đi vòng qua thủ đô, thẳng đến thành phố Yến. Sau đó, Hạ Tưởng lại gặp mặt với Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên, sau một hồi nói chuyện với nhau, Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên phân công gọi vài cuộc điện thoại, sau đó Tiêu Ngũ cũng âm thầm rời khỏi Tần Đường, chọn tuyến đường đi thủ đô, hướng Tây mà đi. Đêm đó, Hạ Tưởng lại cùng thảo luận với Dương Uy, Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ, định ra một loạt sách lược ứng đối thống nhất. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Tưởng khẩn cấp mời họp hội nghị thường vụ thành ủy, yêu cầu triển khai phong trào trong tự chỉnh đốn tác phong trong phạm vi toàn thành phố. Hễ là cán bộ đảng viên nhận hối lộ, hạn định trong số ngày nhất định chủ động nộp tiền tham ô có được lên trên, có thể không phải truy cứu trách nhiệm. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố nghiêm khắc quản lý chỉnh đốn trật tự khai thác khoáng sản, tránh phát sinh tai nạn mỏ to lớn. Hai cú đấm mạnh của Hạ Tưởng làm tất cả mọi người đều chấn động, ý của Bí Thư Hạ là như thế nào? Chương 1232, gậy ông đập lưng ông. Hạ Tưởng rốt cuộc có dụng ý gì, sẽ không tự nhiên nói ra rõ ràng, hắn cần chính là tiếp tục ở Tần Đường tạo quyền uy, tiếp tục duy trì uy danh của nhân vật số 1. Bởi vì thái độ kiên quyết của Hạ Tưởng, hơn nữa Phạm Tiến tuy rằng không tán thành hết lòng, nhưng cũng không phản đối, Thường Công Trị thì tán thành cả hai tay, hai nhân vật quan trọng trong thành ủy đều đồng ý, người khác sẽ không nói gì nữa. Đồng thời, về phương diện Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Thị trưởng Thường trực Chu Minh Hoành cũng tỏ thái độ ủng hộ đề nghị của Bí Thư Hạ, biểu hiện của Chu Minh Hoành rất tốt. Trong lúc Hạ Tưởng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, ông ta ngược lại không biểu hiện rõ ràng dấu hiệu dậu đổ bìm leo, cũng không xích gần Trương Quốc Vĩ một lần nữa, cũng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa Lục Minh cũng giữ thái độ tán thành, hai ủy viên thường vụ lớn của chính phủ đều đồng ý, Trương Quốc Vĩ cũng không phản đối. Thêm vào đó, đề nghị của Hạ Tưởng rất phù hợp với trọng điểm công tác của Tần Đường trong giai đoạn hiện nay, y cũng gật đầu. Khi Hạ Tưởng bị vùi lấp trong vòng xoáy điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vẫn một tay đẩy mạnh hai nghị quyết trọng đại, cũng khiến không ít ủy viên thường vụ âm thầm kinh ngạc. Bí Thư Hạ không chỉ có quầng sáng quyền lực chiếu rọi, sức cuốn hút nhân cách cũng không nhỏ. Hội nghị vừa chấm dứt, Hạ Tưởng trở về đến văn phòng, không gặp mặt ai, hắn phải bắt tay vào bố trí một loạt phản kích. Nếu nói Thôi Hướng muốn điều tra vấn đề của hắn, để ý đến vấn đề tác phong sinh hoạt của hắn, hắn lại nguyện ý đọ sức với Thôi Hướng, chơi thì chơi, ai sợ ai. Thời gian chơi càng dài, tuy rằng có ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với danh dự của hắn, nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không kéo dài nổi, sự tình ầm lên, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không còn mặt mũi. Khi làm ầm đến mức độ nhất định, liền cho Tổng Bí Thư lý do lên tiếng ngăn lại, cũng sẽ cho một số người như ông cũng ngô cơ hội ra tay. Nhưng Thôi Hướng lại dẫn kẻ gây tai họa đến nhà, liền vượt qua giới hạn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không định chơi cùng Thôi Hướng thì thôi, nếu phải chơi tới cùng, phải quyết một trận tử chiến. Vừa mới nghĩ ngợi một chút, Từ Tử Kỳ bước vào, vẻ mặt anh ta thần bí nói. Bí Thư Hạ, vừa mới nhận được tin tức của Trần Vĩ Đông, Thôi Hướng, Trương Quốc Vĩ gặp nhau ở Phương Hương Uyển, Trần Vĩ Đông còn nghe được Ngưu Lâm Quảng cũng sẽ đi. Trần Vĩ Đông thật tài giỏi, từ đặc công của Cục Tình báo Trung ương thăng lên KGB, Ủy ban An ninh Quốc gia, nhất cử nhất động của Thôi Hướng đều nắm trong tay. Nói thật, trong lần sóng gió này Trần Vĩ Đông, lập trường kiên định, hơn nữa cần cù tìm kiếm hành tung của Trương Quốc Vĩ, đối với nhất cử nhất động của Thôi Hướng cũng nhìn chăm chú không thôi, liền khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm khâm phục tính cố chấp của Trần Vĩ Đông.
tuy nhiên vẫn là không nên trọng dụng Trần Vĩ Đông. Hạ Tưởng không có khả năng để bà trọng dụng một cán bộ dựa vào bám đuôi và mắc lẻo để lập nghiệp, nhưng khi điều kiện thích hợp, cần cấp cho Trần Vĩ Đông một sự cổ vũ thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tưởng bảo Từ Tử Kỳ gọi điện thoại cho Trần Vĩ Đông, lấy danh nghĩa hắn khen ngợi Trần Vĩ Đông cần cù làm việc, thái độ đoan chính, không cần nhiều lời, nhắc đến là được. Hiện tại đúng là lúc dùng người, Trần Vĩ Đông lại không thể trọng dụng, nhưng người làm được việc không đủ, người tuyệt đối làm hỏng việc lại có thừa. Cho dù không đủ làm thành công việc của chính mình, nhưng để cho y làm bại việc của người khác thì tốt lắm. Trầm tư một lát, Hạ Tưởng lại lần lượt gọi cho Thành Đạt Tài của tập đoàn Đạt Tài, là Cửu Viễn của bất động sản Cửu Viễn. Mỗi người một cuộc điện thoại, lại cùng Thiểm Liên Thông của tập đoàn Viễn Cảnh nói chuyện, trên cơ bản một cái lưới lớn đã được giăng ra, còn lại tiếp theo, sẽ chờ thời cơ thích hợp, liền thu lưới. Khi Thôi Hướng và Trương Quốc Vĩ một trước một sau vội tới Phương Hương Uyển, đã tới gần giữa trưa, thời tiết càng thêm âm u, trong không khí cứ như có sương mù dày đặc. Khẳng định là sắp mưa, nhưng tâm trạng Thôi Hướng vô cùng sung sướng, Hạ Tưởng nói ra, vụ án có đột phá lớn, nếu tiến thêm một bước nữa, nắm trong tay chứng cứ vô cùng xác thực từ mấy nhà đầu tư khai thác phát triển nói trên, Hạ Tưởng khó tránh tai vạ. Gần như có thể khẳng định Hạ Tưởng sẽ xuống đài, chỉ có điều là vấn đề thời gian. Là Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra mặt tra án, nhà đầu tư khai thác phát triển nào dám không phối hợp điều tra. Cho nên Thôi Hướng suy nghĩ, chỉ cần Ủy ban Kỷ luật Trung ương phái người đi chứng thực chứng cớ, khẳng định là dễ như trở bàn tay lật thuyền Hạ Tưởng, kết cục đã định vài phần. Có thể nào không vui cho được. Bởi vậy, Trương Quốc Vĩ vừa mời y đến Phương Hương Uyển bàn chuyện, y liền đồng ý ngay. Vài ngày gần đây, Thôi Hướng bề ngoài trấn tĩnh, dường như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng y vô cùng lo âu và nôn nóng. Một khi vô ý liền có khả năng thua cả ván, bởi vì lần này tiền đặt cược quá lớn, Hạ Tưởng không thất thế, y sẽ lật thuyền. Đấu tranh chính trị là anh chết thì tôi sống, không thể có chút thả lòng. Thắng, thì thiên hạ ở trong tay, có đủ danh lợi. Thua, tiếng tăm mất hết, chuyện gì cũng tồi tệ. Khác biệt như trời và đất, ai dám lơ là. Trong lòng Thôi Hướng rất rõ ràng, y là một tảng đá, một bàn tay lớn đưa y đến tần đường. Là hành động ném đá dò đường. Thành công, tảng đá được đẽo thành tấm bia đá, ghi danh sử sách. Thất bại, tảng đá sẽ bị dẹp qua một bên, tiếng xấu muôn đời. Nhưng ngay cả như vậy, y cũng phải ra tay đọ sức, bởi vì trong chính trị, phải tiến lên không mảy may do dự. Lúc ấy khi người kia tự mình gặp mặt đàm phán với y chỉ biết, y không có đường lui. Nếu không muốn đi đến tần đường, chờ đợi y sẽ là lạnh nhạt trước, sau bị cho vào lãnh cung. Thậm chí còn có khả năng bị người ta lật lại chuyện cũ, một gậy đánh chết. Lui, chỉ có một đường chết, tiến, còn có một đường sức sống. Đọ sức trong chính trị thật ra so với ra chiến trường không khác biệt lắm. Khi có người nhằm chúng anh phải xông về phía trước, không xông lên, sẽ bị người một nhà đánh chết, còn bị bêu danh là lính đào ngũ. Xông lên, bị kẻ thù đánh chết, chính là anh hùng. Anh hùng không phải dễ làm như vậy, phần nhiều là bị bức ép. Thôi Hướng và Trương Quốc Vĩ vì tránh bị nghi ngờ, một trước một sau đi vào Phương Hương Uyển, sau khi đến phòng ngồi vào chỗ của mình, Ngưu Lâm Quảng liền tùy tiện đẩy cửa đi vào. Thôi Hướng cho rằng không có người ngoài, vừa thấy bộ dạng vênh váo tự đắc của Ngưu Lâm Quảng, liền nhíu mày. Trương Quốc Vĩ biết Thôi Hướng không thích tính cách của Ngưu Lâm Quảng, liền nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói. Phó chủ nhiệm thôi đừng khách sáo, y chính là Ngưu Lâm Quảng. Câu sau liền nhẹ nhàng nói một chút về hậu thuẫn của Ngưu Lâm Quảng. Sắc mặt Thôi Hướng có biến đổi lớn, vội gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Bắt tay, hàn huyên, sau đó ngồi xuống, Trương Quốc Vĩ cũng không lòng vòng, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Phó chủ nhiệm Thôi, hướng đi tiếp theo, anh cho tôi và Lâm Quảng một nền tảng, chúng tôi cũng dễ theo bên cạnh phối hợp công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Thôi Hướng ra vẻ bí mật nói. Quốc Vĩ. Lâm Quảng, tôi không nói, các anh cũng biết, Ủy ban Kỷ luật có chế độ giữ bí mật nghiêm khắc. Trương Quốc Vĩ mỉm cười, không nói chuyện, Ngưu Lâm Quảng lại nâng chén rượu mời Thôi Hướng. Phó chủ nhiệm Thôi, tôi mời anh một ly, tôi là người sơ sài, không biết nói chuyện, anh đừng khách khí, tôi chỉ nói một câu, khi nào Hạ Tưởng sụp đổ, tôi khi đó đốt pháo ăn mừng. Trương Quốc Vĩ biết Thôi Hướng nghe không hiểu ám chỉ của Ngưu Lâm Quảng, kín đáo giải thích một câu. Tôi ở bên cạnh phối hợp, Lâm Quảng có thể ở đằng sau phối hợp,
phó chủ nhiệm Thôi ở chính diện, ba nơi cùng xuống tay, mọi sự khỏi lo. Thôi Hướng mới lại bất đắc dĩ mỉm cười. Tôi nói, các anh nghe, đi ra khỏi phòng này, không ai được để lộ nửa chữ. Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng cùng nhau gật đầu. Thôi Hướng thấy giờ phút mấu chốt đã đến, liền nói đơn giản. Đã tới lúc thu lưới, tuy nhiên tôi cho hai anh một lời khuyên, giai đoạn này trước tiên không cần nhiều chuyện, chỉ sợ nhiều chuyện sẽ gây rối loạn, làm thay đổi tầm mắt, liền không đạt được hiệu quả tốt nhất. Đúng thế, đúng thế. Trương Quốc Vĩ tâm trạng rất tốt, cười ha ha. Cũng đúng, cũng đúng. Ngưu Lâm Quảng tâm trạng cũng không tồi, cũng thoải mái cười. Một ngày sau, Thôi Hướng phát hiện y cười quá sớm. Khi điều tra mấy nhà đầu tư khai thác phát triển, gặp lực cản to lớn. Vốn tưởng rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra mặt, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không ngờ chỉ riêng một bất động sản Giang Sơn nho nhỏ khiến cho nhân viên điều tra ức nghẹn, không ngờ không mềm không rắn mà phải trở về. Hơn nữa còn tuyệt nhiên không phối hợp điều tra, đưa ra tài khoản không thành vấn đề, nhưng những vấn đề khác, một mực không biết. Muốn thông qua tỉnh ủy tỉnh Yến tạo áp lực lên bất động sản Giang Sơn, không ngờ tỉnh ủy lần nữa đùn đẩy trách nhiệm, thái độ cũng vô cùng tiêu cực, khiến cho phương diện Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất là bất mãn. Thôi Hướng đâu biết rằng, bất động sản Giang Sơn cuối cùng còn thừa một phần cổ phần, thông qua con đường bí mật chuyển tới danh nghĩa Phạm Tranh. Phạm Tranh là một trong những cổ đông ẩn mình lớn nhất của bất động sản Giang Sơn, sẽ để người khác tùy ý điều tra sản nghiệp của anh ta tại địa bàn tỉnh Yến sao, thực muốn coi của bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng là để bày biện thôi sao. Việc điều tra bất động sản Giang Sơn, gặp trở ngại. Đối với việc điều tra tập đoàn Viễn Cảnh, cũng lại vấp phải đòn cảnh cáo. Nơi đăng ký của tập đoàn Viễn Cảnh là thủ đô, Thôi Hướng cho rằng càng dễ dàng điều tra, khẳng định là một khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương lộ diện, đối phương sẽ tích cực chủ động phối hợp. Không ngờ Ủy ban Kỷ luật Trung ương vừa xuất hiện, tập đoàn Viễn Cảnh liền tỏ thái độ cứng rắn, tỏ thái độ cự tuyệt không hợp tác, công bố không tồn tại hành vi đút lót, cự tuyệt hợp tác. Ủy ban Kỷ luật Trung ương nổi giận, yêu cầu cảnh sát địa phương và cơ quan kiểm soát của thủ đô tham gia, trợ giúp điều tra. Cảnh sát và cơ quan kiểm soát có tham gia, nhưng thái độ cũng là vô cùng tiêu cực, dáng vẻ không chút để ý, vừa nhìn cũng thấy, chính là làm để ứng phó thôi. Tại sao có thể như vậy? Thôi Hướng nào biết đâu rằng lai lịch của tập đoàn Viễn Cảnh, ở thủ đô, ngọa hổ Tàng Long. Y cũng không phải là cán bộ sinh ra lớn lên ở thủ đô, làm sao biết nước ở thủ đô sâu như thế nào? Những người khác trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hoặc là cũng không biết, hoặc là biết cũng không nói, ai cũng không muốn lắm lời, nếu chẳng may gây chuyện vào mình, chẳng phải phiền toái. Bởi vậy, tập đoàn Viễn Cảnh liền giống như một bức tường, Thôi Hướng đá ra một cước, bị một lực bắn ngược đến mức gây đau đớn. Càng không nghĩ tới chính là, nếu nói việc điều tra bất động sản Giang Sơn và tập đoàn Viễn Cảnh chỉ là gặp trở ngại, đối với việc điều tra tập đoàn Đạt Tài và bất động sản Cửu Viễn, khiến cho Thôi Hướng cảm nhận được lực bắn chả chẳng những làm kinh ngạc, còn làm thương tay chân của y, khiến y đau không thể nói. Đầu tiên là tập đoàn Đạt Tài. Thôi Hướng cũng một nửa biết rõ tập đoàn Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh có quan hệ không tồi, nhưng rốt cuộc quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và tập đoàn Đạt Tài mật thiết đến đâu, y cũng không rõ lắm. Hơn nữa, theo nhìn nhận của y, Diệp Thạch Sinh tuy rằng còn tại vị, nhưng trên cơ bản không có gì khác biệt với việc lùi về tuyến 2. Năm đó quan hệ giữa y và Diệp Thạch Sinh cũng chẳng ra làm sao, bởi vậy cũng không băn khoăn nể mặt Diệp Thạch Sinh. Việc điều tra tập đoàn Đạt Tài, ngay từ đầu coi như thuận lợi, tập đoàn Đạt Tài ít nhất ở mặt ngoài là phối hợp, còn tích cực chủ động cung cấp bản vẽ quy hoạch của một ít hạng mục năm đó cùng hợp tác với Hạ Tưởng. Nhưng những thứ trên hiển nhiên không phải là thứ mà Thôi Hướng muốn, bởi vì việc chọn dùng và trả tiền thiết kế bản vẽ là hành vi buôn bán bình thường, vô cùng đúng quy tắc. Không có một chỗ lầm lẫn. Trong lúc Thôi Hướng yêu cầu tiến hành đi sâu vào điều tra, lực cản liền tới, hơn nữa còn là lực cản to lớn. Chương 1233, một ván cuối cùng, chỉ tranh sớm chiều. Đầu tiên là thái độ của tập đoàn Đạt Tài bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, không hề tích cực phối hợp, thái độ chẳng những vô cùng tiêu cực, hơn nữa còn ngạo mạn vô cùng, liền làm Thôi Hướng tức giận đến không chịu nổi, yêu cầu cảnh sát và cơ quan kiểm sát tỉnh Yến tham gia. Cảnh sát và cơ quan kiểm sát tham gia, nhưng cũng là thái độ giải quyết việc chung, càng giống như bị lệch giữa Ủy ban Kỷ luật Trung ương và tập đoàn Đạt Tài, hơn nữa còn rõ ràng là hướng nghiêng về tập đoàn Đạt Tài.
Thôi Hướng nổi giận, quyết định tạo áp lực từ trên xuống dưới, từ thủ đô xuống tỉnh Yến, không ngờ đột nhiên có tin tức truyền đến từ thủ đô, yêu cầu y lập tức đình chỉ điều tra tập đoàn Đạt Tài, thu tay lại. Thôi Hướng kinh ngạc, muốn hỏi nguyên nhân là thế nào, cấp trên lại không nói rõ, chỉ hàm hồ nói. Từ nhân sự ở địa phương khác, tập đoàn Đạt Tài, coi như là, có người lên tiếng, không cho chạm vào tập đoàn Đạt Tài. Người nào uy lực lớn như vậy? Thôi Hướng giật mình không nhỏ, một câu nói liền khiến cấp trên cũng không dám chạm vào tập đoàn Đạt Tài. Y cũng biết đá phải tấm sắt rồi, chấn động đến mức cả người y chết lặng. Tuy nhiên cho đến lúc này, y còn chưa đánh giá được Hạ Tưởng một cách thích đáng, nhảy vào một hố to. Sau đó, Thôi Hướng liền nhận được điện thoại của Diệp Thạch Sinh mà hồi lâu không có liên hệ. Phó chủ nhiệm thôi, thấy tốt thì thu lưới, nhưng giữ một đường lui, về sau cũng dễ gặp lại. Giọng điệu Diệp Thạch Sinh không tốt, lờ mờ có chút tức giận. Hạ Tưởng đi được đến ngày hôm nay không dễ dàng, anh ta là đồng chí tốt, là người trẻ tuổi tự giữ kỷ luật nhất, có tiền đồ nhất mà tôi đã từng gặp, chúng ta nên dìu anh ta một đoạn đường, mà không phải là kéo anh ta xuống ngựa. Thôi Hướng cố kìm lửa giận trong lòng, giọng điệu Diệp Thạch Sinh thật không dễ nghe, có kiểu cách từ trên cao nhìn xuống, khiến cho trong lòng y không thoải mái. Hiện tại Diệp Thạch Sinh tuy rằng cấp bậc cao hơn so với y, nhưng thật ra quản không được y, lại bày ra thái độ cấp trên giáo dục cấp dưới, đúng là khinh thường y vẫn là người năm đó không học vấn tài cán gì sao. Bí thư Diệp, Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án, đều có kỷ luật và trình tự, tôi cũng vậy làm việc theo pháp luật, hơn nữa tôi nhận là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật. Lời nói của Thôi Hướng cũng không khách sáo, ngụ ý chính là, anh còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào việc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Diệp Thạch Sinh lạnh lùng cười. Thôi Hướng, có một câu châm ngôn nói rất hay, núi không rời thì nước phải chuyển, anh già rồi, làm sao lại hồ đồ như vậy? Hiện tại quay đầu lại còn có cơ hội, đã từng là đồng nghiệp cùng một chỗ, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tình thế hiện tại, đã rất nguy hiểm. Cảm ơn anh nhắc nhở, bí thư cũ. Thôi Hướng hiện giờ làm sao nghe lọt được lời nói của Diệp Thạch Sinh, hiện tại chuyến đi 10.000 dặm của y đã đi được 9.000 dặm rồi. Chỉ kém 1.000 dặm cuối cùng, nhìn thấy thắng lợi đang ở phía trước, làm sao bây giờ có thể quay đầu lại. Một câu, bí thư cũ, cũng là ở nhắc nhở Diệp Thạch Sinh, anh hiện tại, đã không phải là bí thư tỉnh ủy. Những quan hệ của Diệp Thạch Sinh không cho người khác biết, không có mấy người biết, dù sao vì người quan trọng mà kiêng kỵ, trong quan trường rất nhiều chân tướng đều được che giấu rất kỹ. Thôi Hướng cũng không biết lời nói của y, bỗng dưng tạo thành một kẻ địch lớn cho y. Vậy anh tự giải quyết cho tốt. Nói chuyện không hợp ý nhau nửa câu cũng là nhiều, Diệp Thạch Sinh không khuyên thêm nữa, trực tiếp dập điện thoại. Thôi Hướng ngây người sửng sốt, nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên khinh thường mỉm cười. Người nào cũng đến khoa tay múa chân với tôi, thật sự là việc lạ. Tôi liền dễ ức hiếp như vậy sao? Đều tại tỉnh Yến ức hiếp tôi không đủ, thật là, nó. Thiếu chút nữa mắng lời thô tục. Cuộc gọi của Diệp Thạch Sinh. Ngược lại càng khơi dậy lửa giận và quyết tâm của Thôi Hướng, y tức khắc lấy danh nghĩa Ủy ban Kỷ luật Trung ương phát văn kiện cho tỉnh Lĩnh Nam, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam phối hợp công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, trợ giúp điều tra việc bất động sản Cửu Viễn hối lộ bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, Hạ Tưởng. Văn kiện của Thôi Hướng phát đi không lâu, y liền nhận được một cuộc gọi thần bí, đối phương kìm thấp âm giọng, hiển nhiên là cố ý che giấu giọng nói thật, chỉ nói một câu nói. Phó chủ nhiệm thôi, anh bị lừa rồi, phương hướng không đúng, hiện tại đang dẫn họa vào thân. Anh là ai? Thôi Hướng giật mình, đang muốn hỏi rõ ràng, điện thoại của đối phương đã ngắt. Thôi Hướng không biết rõ chính là, bất động sản Cửu Viễn là doanh nghiệp nổi tiếng tỉnh Lĩnh Nam, có quan hệ rắc rối phức tạp với bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam Trần Hạo Thiên. Nói một cách không khoa trương, là doanh nghiệp át chủ bài do một tay Trần Hạo Thiên tạo ra cho tỉnh Lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên là ai? Đường đường là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, có quan hệ vô cùng mật thiết với Tổng Bí Thư. Thôi Hướng căn bản không biết, y bị Hạ Tưởng dẫn vào ngõ cụt. Sau lưng bất động sản Giang Sơn có Phạm Duệ Hằng, lực lượng của Phạm Duệ Hằng không đủ để khiến y gặp trở ngại, nhưng ít ra có thể cho y vấp phải trắc trở. Sau lưng tập đoàn Viễn Cảnh là Liên Nhược Hạm, nếu lại vươn xa ra, là Cao Tấn Chu, là thế lực khổng lồ của nhà họ Ngô. Có thể khiến y va đến mức đau đầu hoa mắt. Ở trên, chỉ tính món khai vị, tập đoàn Đạt Tài và bất động sản Cửu Viễn,
mới là sát chiêu lớn nhất trong hư hư thực thực của Hạ Tưởng. Bởi vì quan hệ mật thiết giữa tập đoàn Đà Tài và Diệp Thạch Sinh, vượt xa tưởng tượng của giới bên ngoài. Mà quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Tổng Bí Thư, lại càng không cho người ngoài biết được. Điều tra tập đoàn Đà Tài, là trực tiếp làm Diệp Thạch Sinh tức giận, gián tiếp khiến Tổng Bí Thư bất mãn. Đây là bước đầu tiên. Lại điều tra bất động sản Cửu Viễn, trực tiếp động chạm Trần Hạo Thiên, lại gián tiếp khiến Tổng Bí Thư bất mãn, đây là bước thứ hai. Tổng Bí Thư dù có kiềm chế, cũng không chịu nổi đầu tiên là Diệp Thạch Sinh kể khổ, rồi đến Trần Hạo Thiên oán giận, quyền uy của nhân vật số một đường đường bị xâm phạm, không tức giận mới lạ. Hai bước mấu chốt, nhập lại một chỗ, là một sát chiêu lớn, sẽ trực tiếp tạo thành bước đầu tiên trong sự thất bại của Thôi Hướng. Bước đầu tiên, chỉ có thể cản trở trì hoãn bước tiến của Thôi Hướng, bởi vì Tổng Bí Thư sẽ không trực tiếp nhúng tay vào việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hạ Tưởng cũng không trông cậy vào việc Tổng Bí Thư đích thân ra mặt yêu cầu đình chỉ điều tra, điều đó không thực tế, cũng không có khả năng, cái hắn cần chỉ là tranh thủ thời gian. Thời gian chính là mấu chốt của thắng bại, tranh thủ từng phút từng giây, chính là để Liên Nhược Hạm và Tiêu Ngũ xuất phát, tranh thủ giảm sóc thật nhiều. Cũng vì giảm bớt áp lực cho chính hắn. Sự thật chứng minh, kế sách của Hạ Tưởng đã có hiệu lực, mục đích đã đạt được. Việc điều tra của Thôi Hướng hoàn toàn lâm vào cảnh khốn cùng. Thôi Hướng mê man, y không tin phía sau màn lại tạo ra lực đẩy lớn như vậy đối với việc điều tra Hạ Tưởng, mắt thấy khi sắp thẩm tra vấn đề kinh tế của Hạ Tưởng, không ngờ có sai lầm, không ngờ không thể tiến thêm, sao lại có thể như vậy được. Sự việc không gặp vướng mắc trên người Hạ Tưởng, không ngờ kẹt ở trên người nhà đầu tư khai thác phát triển, sao lại có thể như vậy. Chẳng lẽ những nhà đầu tư khai thác phát triển trên đều có người đứng đằng sau, sâu không lường được. Thôi Hướng đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là mắc lừa Hạ Tưởng. Lại bỗng chốc nhớ tới cuộc gọi thần bí, Thôi Hướng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ phía sau lưng, Hạ Tưởng thực sự nham hiểm như thế, sâu không đoán được như thế sao. Chẳng lẽ là hắn cố ý dẫn y đi điều tra mấy có nhà đầu tư khai thác phát triển có hậu thuẫn sau lưng kia, cố ý khiến y vấp phải trắc trở. Thôi Hướng nghĩ đi nghĩ lại từ đầu đến cuối sự việc, rốt cục hiểu được, không sai, quả thật là bị Hạ Tưởng dắt về phương hướng sai lầm. Lần này ra tay từ đầu đến cuối việc điều tra nhằm vào Hạ Tưởng, Thôi Hướng chỉ biết một, không biết hai, bởi vì y cũng không rõ lắm suy nghĩ đích thực của cấp trên ở tầng cao nhất. Đương nhiên, Thôi Hướng cũng rõ ràng dưới chủ trương gắng sức thực hiện của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng mới vào được hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến. Nhưng trong sự kiện lần này, nhà họ Ngô giữ im lặng một cách khác thường, dường như không quan tâm đối với sự sống chết của Hạ Tưởng, cũng khiến y cảm thấy khó hiểu. Nhân vật phía sau không giải thích, chẳng qua chỉ thúc đẩy lấy chứng cớ trong quá trình điều tra Hạ Tưởng, khó khăn trùng điệp, nhưng cuối cùng người cố bảo vệ Hạ Tưởng vẫn phải thỏa hiệp, cũng đạt được nhất trí, cam đoan trong quá trình điều tra lấy chứng cứ, phải công bằng ngay thẳng hợp lý, bất luận bên nào cũng không quan tâm đến, không can thiệp việc phá án độc lập và thẳng thắn của Ủy ban Kỷ luật. Rốt cuộc là nhà họ Ngô bỏ mặc Hạ Tưởng, hay là có sắp xếp khác, Thôi Hướng không dám suy nghĩ sâu, biết nghĩ cũng vô dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tìm được chứng cứ vô cùng xác thực từ Hạ Tưởng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương lập ra vụ án lớn, trực tiếp công bố ra ngoài, không ai cũng bảo vệ nổi Hạ Tưởng. Đấu tranh chính trị, cũng cần chú ý một điều, ai chiếm được đạo nghĩa tối cao, người đó nắm giữ quyền chủ động. Thôi Hướng cũng rõ ràng. Bàn tay đẩy đằng sau tận lực nghĩ biện pháp thúc đẩy việc điều tra Hạ Tưởng, chính là mượn cơ hội đả kích Hạ Tưởng, hoặc là hòa nhau một ván, hoặc là càng tiến thêm một bước nắm giữ quyền chủ động, cũng dễ thu hoạch lợi ích chính trị lớn hơn nữa. Ngày hết nhiệm kỳ của Tổng Bí Thư càng tới gần, Tổng Bí Thư gia tăng bố trí, người khác cũng đều đang dốc sức nuôi dưỡng lực lượng. Lúc này, với tư cách là quan cao cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất, hiện tại phân lượng của Hạ Tưởng tuy rằng không nặng, nhưng hắn là một nòng cốt. Là nòng cốt của thế lực gia tộc, đồng thời cũng là đối tượng để hệ Tổng Bí Thư tranh thủ. Bởi vì hiện tại quan niệm chính trị của Hạ Tưởng còn chưa chín chắn, lập trường trong chính trị là nghiêng trái hay nghiêng phải còn chưa định hình. Thế lực gia tộc tuy rằng có thể nâng hắn đến ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng chưa chắc Hạ Tưởng về sau nhất định sẽ đi con đường thế lực gia tộc. Trong nền chính trị trong nước, khi đối mặt với thăng chức, hoặc gặp cơ hội to lớn, quay ngược lại với phe cánh vốn có, cũng khối người như vậy. Mọi việc do con người làm ra, Thôi Hướng cũng tin tưởng nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thể thỏa thuận ngầm với Ban Tổ chức Trung ương, theo tiền đề Thủ tướng Chính phủ đồng ý,
dưới tình huống Tổng Bí Thư cũng không có phát biểu ý kiến phản đối, thành công mà lập được nhóm điều tra, chính là một lần thắng lợi trọng đại. Việc y vốn cần làm chính là đem đóa hoa thắng lợi kết thành quả, đem cơ sở thắng lợi thành sự thật. Không ngờ một việc nhìn như đơn giản, lại gặp lực cản lớn như thế, mà lực cản đều do một tay Hạ Tưởng tạo ra, bởi vì theo y biết, cho tới bây giờ, thế lực kia bị vây trong trạng thái phòng bị, cũng không có bên nào chính thức ra tay, rốt cuộc lại sai sót ở chỗ nào. Lực lượng có thể khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương cảm thấy lực cản lớn lao, thì không phải là nhân vật bình thường có thể làm được. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại khiến cho Thôi Hướng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hạ Tưởng thành công khiến kẻ gây tai họa lạc hướng, kế tiếp liền có khả năng khiến y gây họa vào mình. Chẳng lẽ Hạ Tưởng đang dùng kế hoãn binh, còn có thể có chuẩn bị ở sau? Không được, phải giao sắc chặt đứt rắc rối, mau chóng chấm dứt điều tra, chỉ cần chính thức tiến vào giai đoạn lập án, Hạ Tưởng liền có chạy đằng trời. Đúng, nếu không thể từ trên người Hạ Tưởng mở ra đột phá, liền từ vợ con hắn, còn có em vợ của hắn, bọn họ không có kinh nghiệm ứng phó với nhân viên Ủy ban Kỷ luật, nhất định có thể khiến bọn họ mở miệng. Phải nắm chắc thời gian, Hạ Tưởng càng nham hiểm xảo quyệt hơn so với trong tưởng tượng của y, không biết ở sau lưng còn có chuẩn bị gì. Thôi Hướng bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước kia cảm thấy thời gian kéo được càng dài, càng bất lợi đối với Hạ Tưởng, hiện tại sau khi bước đầu lãnh hội thủ đoạn của Hạ Tưởng, y bỗng nhiên ý thức được khả năng Hạ Tưởng đang chờ một thời cơ nào đó, nói đúng hơn là, Hạ Tưởng đang kéo dài thời gian. Thôi Hướng cầm điện thoại lên, tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu lập tức gọi Tào Thù Lê và Tào Thù Quân đến nhận câu hỏi. Mà chính vào lúc này, Thôi Hướng không biết chính là, từ hai người Liên Nhược Hạm và Tiêu Ngũ gần như đồng thời truyền đến tin tức, một ván cuối cùng, chỉ tranh sớm chiều. Chương 1234, cơn giận ngút trời. Ngay sau khi mệnh lệnh của Thôi Hướng được ban ra, có hai nhân vật quan trọng khẩn cấp từ nước ngoài và Yamazato trở về Bắc Kinh. Sau đó, ông cụ nhà họ Phó có một khoảng thời gian vì ốm nằm trên giường không hề công khai xuất hiện, sau khi Phó Tiên Phong đi vào phòng ông, trong vòng không đến 10 phút, ném liền mấy chén trà, chống gậy bước xuống giường, nói rằng phải đánh vỡ đầu Thôi Hướng. Gần như cùng lúc đó, lão cổ triệu tập mấy vị tướng lĩnh cao cấp trong quân đội như Hứa Quan Hoa đến nhà, nổi giận đùng đùng ngay trước mặt mấy vị thiếu tướng, trung tướng. Trong cơn giận dữ, đập vỡ một chiếc bình hoa thời Thanh mà ông ta quý nhất. Bắc Kinh ào ào vũ bão. Nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương do Thôi Hướng phái đi, khi tới tỉnh Yến, phải gặp mặt phía tỉnh Yến, mời Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đứng ra phối hợp làm việc. Không ngờ nhân viên của Ủy ban Kỷ luật bề ngoài thì rất lễ độ nhiệt tình, nhưng sau khi gọi một cuộc điện thoại, lại trả lời rằng Tào Thù Quân đến tỉnh khác công tác, tạm thời không về kịp. Nơi đến cũng rất xa, tỉnh sở. Nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bị làm khó, dù sao cũng không thể lại đến tỉnh sở mời Tào Thù Quân về, liền xin chỉ thị của Thôi Hướng. Thôi Hướng nổi giận, yêu cầu phải đến tỉnh sở, dù thế nào cũng phải mời Tào Thù Quân về. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến liền vô cùng nhẹ nhàng mà tiễn đoàn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại liên hệ với phía tỉnh sở, được câu trả lời là, Tào Thù Quân đến tỉnh sở giao lưu học tập. Ông ta là người của Sở Tài chính tỉnh Yến, phải có tỉnh Yến đứng ra mới giải quyết được. Lại liên hệ với Ủy ban Kỷ luật, Sở Tài chính tỉnh Yến, đối phương nói rất dễ nghe, sau đó lại là không có thời gian, không có đủ người, vân vân, tóm lại là từ chối. Thôi Hướng đã hiểu, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng rộng khắp, chẳng những thâm căn cố đế ở tỉnh Yến, đến phía tỉnh sở cũng dốc hết sức ủng hộ hắn. Nghĩ lại cũng đúng, bí thư tỉnh ủy tỉnh sở là Trần Phong, chủ tịch tỉnh là Mai Thái Bình. Cũng như khi điều tra Tào Thù Huân, lần này cũng gặp phải những khúc mắc và lực cản rất lớn. Tào Thù Huân vốn ở Bắc Kinh, vừa liên hệ, lại nói là ở tỉnh Yến, tới tỉnh Yến thì nói là đi tỉnh Tây, liên hệ với tỉnh Tây, lại bị mời trở về. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tây hỏi gì cũng nói không biết, hơn nữa rõ ràng là trình bày qua loa. Khiến cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất bất mãn. Sau khi báo lại với Thôi Hướng, Thôi Hướng biết, Hạ Tưởng dụng ý sâu xa, sớm đã đi trước một bước. Đầu tiên là cho y chạy một vòng lớn, cho y lộn đi lộn lại đến choáng váng đầu óc, lại để y bỗng nhiên phát hiện ra hóa ra y đã không còn đường nào nữa. Bị các thế lực tầng tầng lớp lớp vây quanh, trước mặt không có đường, chẳng lẽ chỉ có thể lui bước. Thôi Hướng tức lồng lộn, y tự nhận lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, còn thiếu chút nữa nắm quyền chính trị cả một tỉnh,
không ngờ kết quả là bị một thằng trẻ danh đùa giỡn. Nói không chừng Hạ Tưởng còn trốn ở sau lưng cười y ngu ngốc, giống như xem xiếc khỉ. Thôi Hướng lửa giận ngút trời, quyết định sử dụng biện pháp cưỡng chế với Hạ Tưởng, buộc Hạ Tưởng tạm thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm, không phải là giam lỏng, nhưng cũng gần như thế. Ngay tại lúc Thôi Hướng chuẩn bị quyết một phen sống mái, thì ở Bắc Kinh tổ chức một buổi tiệc trà, đã xảy ra một việc ngoài ý muốn khiến cho người ta khiếp sợ. Tiệc trà vốn là một cuộc gặp mặt không chính thức để thăm hỏi các cán bộ lão thành, do Văn phòng Đảng Cộng sản Trung ương và Quốc vụ viện cùng tổ chức. Toàn bộ 9 vị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đến đông đủ, thể hiện sự tôn trọng đối với các cán bộ lão thành. Đương nhiên, đáng để toàn bộ 9 vị ủy viên thường vụ đến tiệc trà, các cán bộ lão thành tham dự hội nghị cũng không phải người bình thường. Họ đều là những người từng là lãnh đạo chủ chốt trong quân đội, đảng và nhà nước. Khi mới bắt đầu bầu không khí cũng khá vui vẻ, mấy chục người hội tụ, các vị lãnh đạo đảng và nhà nước đương nhiệm đều thể hiện sự tôn trọng với các cựu cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước. Dù sao chính họ cũng sẽ có ngày trở thành người tiền nhiệm, tôn trọng bọn họ, cũng là để cho những người sau kế thừa truyền thống tốt đẹp. Tiệc trà với quy mô như vậy hàng năm đều được tổ chức định kỳ vài lần, đương nhiên, chưa bao giờ đăng tin tức gì trên báo chí. Thường thì số lượng cán bộ lão thành được mời tới tiệc trà có không ít, nhưng cuối cùng đến đó chỉ có một bộ phận. Có một số người là vì lý do sức khỏe nên không đến, có một số người là ngại quá ồn ào mà không đến, có một số người là không muốn gặp đối thủ trước kia nên không đến. Tóm lại, lý do thì rất nhiều, kết quả chỉ có một, mỗi lần số người cũng không quá nhiều, mời 50 người, có thể có 30 người đến đã quá tốt rồi. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, gần như đều đến đông đủ. Nhất là bốn nhà họ Ngô, Mai, Phó, Khâu những năm gần đây vì tránh hiềm nghi mà chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện, không ngờ lại chạm trán. Càng hiếm có chính là người có quyền lực cao nhất trong quân đội nhưng cực kỳ ít tham gia tiệc trà và các loại hội nghị như Lão Cổ cũng xuất hiện ngoài dự đoán. Hơn nữa làm cho người ta càng thêm khó hiểu là Lão Cổ và ông cụ nhà họ Phó vốn cũng không vừa mắt nhau giữa hai người có khi gặp mặt cũng chỉ gật đầu. Đến một câu cũng không nói hôm nay lại vừa gặp nhau liền túm tụm lại một chỗ, nói không ngừng với thái độ vui vẻ. Đây là chuyện gì thế này? Ông cụ nhà họ Ngô lại ngồi im, vẻ mặt thong dong, nhìn không chớp mắt. Lúc mấy vị đại ủy viên thường vụ theo thứ tự đến trước mặt ông, tuy ông cụ cười cười, nhưng cũng không thể hiện nhiệt tình quá mức. Tuy nhiên, đối với cuộc nói chuyện bí mật của Lão Cổ và ông cụ nhà họ Phó, dường như ông ấy cảm thấy rất hứng thú. Còn nghiêng người hỏi ông cụ nhà họ Mai bên cạnh vài câu. Ông cụ nhà họ Mai hôm nay tinh thần cũng rất khá, hiếm khi ngồi chung một bàn với ông cụ nhà họ Ngô. Nhưng ông cụ nhà họ Khâu lại ngồi một mình một bên, hơi kinh ngạc đối với sự qua lại của ông cụ nhà họ Ngô và ông cụ nhà họ Mai, cùng với biểu hiện khác thường của Lão Cổ và ông cụ nhà họ Phó, có điều nghĩ kỹ một chút, đại khái cũng đoán ra điều gì đó. Trước kia tinh thần Lão Cổ rất tốt, hôm nay đã có phần không được như vậy. Còn chống gậy, vẻ mặt tức giận, thỉnh thoảng dùng gậy gõ xuống đất vài cái. Ông cụ nhà họ Phó cũng vậy, một đôi mắt âm u lạnh lẽo quét tới quét lui, dường như xem ai cũng không vừa mắt, vẻ giận dữ trên gương mặt khiến người ta sợ hãi. Đợi tới khi 9 vị ủy viên thường vụ đi tới trước mặt Lão Cổ và ông cụ nhà họ Phó, hai người cười ôn hòa với Tổng Bí Thư, còn với Chủ tịch Quốc hội thì khuôn mặt tươi cười gọi là có lễ, cười nhạt với Thủ tướng. Còn với mấy ủy viên thường vụ sau, cho dù không tươi cười, ít nhất cũng biểu hiện được như bình thường. Đến khi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương Long Gia Thành đi vào, vẻ mặt tươi cười đưa tay ra, Lão Cổ vờ như không biết, không thèm bắt tay. Ông cụ nhà họ Phó lại hai tay chống gậy, gõ mạnh xuống đất, hừ một tiếng nói. Gia Thành, năm đó khi cậu vẫn là bí thư tỉnh ủy, có một lần gặp khó khăn, nếu ta nhớ không lầm, lúc ấy cậu đã đến cửa nhà ta xin giúp đỡ. Gương mặt Long Gia Thành hơi biến sắc, tuy nhiên vẫn tươi cười. Lòng cảm kích của tôi với ông Phó, luôn luôn ghi tạc trong lòng. Ghi tạc trong lòng. Hừ. Ông cụ nhà họ Phó mặc cho Long Gia Thành giơ tay giữa không trung. Ta năm nay gần 80 tuổi, tai không điếc, mắt không hoa, tim không mù. Ai muốn ngáng chân ta, tuy tay của ta không còn sức, nhưng cây gậy này vẫn còn có tác dụng. Ý là nói, tuy rằng ông ta không nắm thực quyền. Nhưng thế lực nhà họ Phó vẫn còn đó, không phải ai muốn động vào là được. Sắc mặt Long Gia Thành đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng ông cụ nhà họ Phó thật sự là người đức cao vọng trọng,
sức ảnh hưởng của nhà họ Phó cũng quả thật khiến người ta khiếp sợ, nhịn không được, cũng phải cố mà nhịn. Ông Phó, nếu ông muốn phê bình tôi xin cứ nói rõ, lời của ông, tôi vẫn muốn nghe. Lúc này Long Gia Thành đã xếp hạng gần cuối trong số ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị phiên này. Kinh nghiệm của y còn thiếu sót, nhưng cũng hiểu rõ bốn dòng họ lớn bề ngoài không nắm nhiều quyền lực. Trên thực tế, thế lực đằng sau lớn mạnh kinh người, ngay cả Tổng Bí Thư cũng phải băn khoăn suy xét. Nghe lời của ta, sợ rằng trong mắt cậu mấy lão già này sớm đã không khác gì chết rồi. Gân xanh trên tay ông cụ nhà họ Phó nổi lên, lại buông một câu. Ta chỉ có một đứa cháu gái, ai muốn động đến nó, liền giống như muốn đưa ta đến Bát Bảo Sơn. Câu này đủ sức nặng, lập tức khiến Long Gia Thành biến sắc, muốn nói gì đó nhưng ông cụ nhà họ Phó đã quay người bước đi rồi, không thèm để ý đến sự ngại ngùng của y. Lão cổ bước lên một bước, râu tóc gần như đều dựng đứng, cây gậy trong tay giơ cao. Long Gia Thành, ta là người thẳng tính, ta sẽ không nói những lời căm ghét như ông Phó, cũng sẽ không giở trò sau lưng. Ta cũng có mấy câu tặng cậu, ta cũng chỉ có một đứa cháu gái, con trai và con dâu đều đã không còn, cháu gái là tất cả những gì ta gửi gắm. Ai muốn gây chuyện với nó, ta chỉ nói một câu, thuộc hạ sẽ không nương tay. Chỉ nghe, bốp, một tiếng, gậy của lão cổ bị ném ra xa, đập trúng một lọ mao đài mấy chục năm quý giá, lập tức vỡ nát. May mà bên cạnh bàn không có người ngồi, nếu không sẽ bắn tung tóe khắp người. Thanh âm phẫn nộ của lão cổ vang vọng toàn bộ hội trường. Ta vào sinh ra tử, đánh cả giang sơn, đến già lại để cho các người ức hiếp ta. À, nghĩ là ta già rồi không làm được gì hả? Ai dám đụng đến ta, ta liều mạng với kẻ đó. Sau đó, mặc mấy vị ủy viên thường vụ cùng với tất cả các cán bộ lão thành ở lại đó, nghênh ngang bước đi. Lão cổ vừa ra khỏi cửa, mấy vị thiếu tướng và trung tướng liền theo sát phía sau ông ta, mấy cỗ xe quân dụng tiền hô hậu ủng, nổ máy rời đi, không thèm để ý đến những nhân viên cảnh vệ ở đó. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, ngay cả Tổng Bí Thư cũng như thoáng chút suy nghĩ, ánh mắt lay động. Gương mặt Chủ tịch Quốc hội xanh mét, liếc Long Gia Thành, tia tức giận trong mắt chợt lóe lên. Mấy ủy viên thường vụ thần sắc khác nhau, hoặc bình tĩnh, hoặc thản nhiên, chỉ có Bí Thư Pháp ủy Trung ương Đảng Trịnh Chí Phục trên gương mặt có chút phức tạp, ánh mắt bất định. Thủ tướng cũng khoác một bộ dạng coi như không có việc gì, cười ha hả. Lão cổ lớn tuổi rồi, cơn giận vẫn không nhỏ, đúng là xuất thân từ quân nhân. Nào, chúng ta tiếp tục. Chủ tịch Quốc hội cũng vội hòa giải. Lão cổ tính tình luôn luôn như vậy, không trách, không trách. Chủ tịch Quốc hội vừa nói xong, Long Gia Thành cũng trở lại bình thường, mỉm cười. Xin lỗi các vị, vừa rồi tôi nói chuyện không giữ ý, chọc giận lão cổ, ảnh hưởng đến tâm trạng các đồng chí lão thành. Tôi sai, tôi xin chịu tội với mọi người. Nghĩ rằng mọi chuyện cứ như thế trôi đi, không ngờ Long Gia Thành vừa dứt lời, ông cụ nhà họ Ngô đứng lên, bình thản nói. Ra rồi, không được coi trọng cũng là chuyện thường. Lão cổ cũng thật là, tức giận làm gì? Tức giận có thể giải quyết được vấn đề không? Mọi người ở lại tiếp tục uống trà, ta uống không nổi nữa, trà cũng nguội rồi. Ông cụ nhà họ Ngô phẩy tay áo bỏ đi. Lần này, những cán bộ lão thành ở đó đều dương mắt đờ đẫn. Không ngờ ông cụ nhà họ Ngô vừa đi, ông cụ nhà họ Mai cũng đứng lên. Ta đi khuyên nhủ lão cổ và lão Ngô, đây có là gì, sống đến từng này tuổi, sao còn nóng giận như vậy? Cả giận thiệt thân. Nói cũng thật khéo, nhưng bước chân đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đẩy cửa bước đi. Vẻ tươi cười trên mặt Tổng Bí Thư đã không còn. Dường như cây gậy của lão cổ chính là một bước ngoặt, đập tan không phải một lọ mao đài, mà là một thế cân bằng. Chương 1235, điểm tới hạn. Ông cụ nhà họ Khâu cũng đứng lên. Đều già cả rồi, đi hết rồi ta còn ngồi đây làm chi? Thật sự là không biết gì cả, ta cứ ở nhà thì tốt biết mấy, nghe kinh kịch, kéo đàn nhị, tới đây làm gì chứ? Lão cổ và bốn nhân vật quan trọng nhà họ Ngô, Mai, Phó, Khâu vừa đi, tiệc trà đã không xứng với danh nghĩa, không cần tiếp tục tiến hành nữa. Không ít cán bộ lão thành đều lần lượt đứng dậy cáo từ, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn biết nên ủng hộ lão cổ cùng với bốn ông cụ, bọn họ là nhân vật thủ lĩnh. Một buổi tiệc trà, bởi vì thái độ lạnh lùng ông cụ nhà họ Phó và cơn giận lôi đình của lão cổ, cuối cùng đành chấm dứt trong sự không vui.
Chủ tịch Quốc hội và Long Gia Thành lại nhìn nhau một lần nữa, không ngờ đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Thủ tướng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, gương mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng Tổng Bí Thư thì dường như lộ vẻ tức giận, nói với Long Gia Thành. Đồng chí Gia Thành, cậu sẽ phải giải thích với Bộ Chính trị về sự việc ngày hôm nay. Chấm, lão cổ vừa nổi giận, ông cụ nhà họ Phó cũng dựa thế lên cơn, ông cụ nhà họ Ngô cũng chấp thời cơ. Cho dù là giận thật hay là giả vờ giận, bất luận là cố ý hay vô ý, người thực sự biết vì sao lão cổ và cả bốn đại gia tộc nổi giận cùng một lúc đều rút ra kết luận, chuyện của Hạ Tưởng cuối cùng đã tới giới hạn rồi. Đó là một tới hạn khiến nhà họ Ngô và ba dòng họ còn lại đều có thể danh chính ngôn thuận can thiệp. Nói cách khác, sau khi trải qua một cuộc điều tra với thanh thế lớn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cho dù là Hạ Tưởng có chuyện hay không, ít nhất cho tới bây giờ, họ còn chưa thực sự nắm được chỗ yếu của Hạ Tưởng, có chuyện cũng không sao, không có chuyện lại càng không việc gì. Lão cổ tức giận, nhà họ Phó tức giận, nhà họ Ngô lên cơn, nhà họ Khâu và nhà họ Mai cũng phụ họa, hơn nữa còn gây náo động rất lớn, lại ngay trước mặt chín vị tai to mặt lớn, tiếp sau đây, có kịch hay để xem rồi. Nhất định là một vở kịch lớn. Đêm hôm đó, theo yêu cầu của Tổng Bí Thư, mở hội nghị thường vụ Bộ Chính trị xuyên đêm. Hội nghị vừa chấm dứt, Long Gia Thành liền lập tức triệu tập hội nghị Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhằm xác định tính chất việc điều tra Hạ Tưởng, cuối cùng hội nghị đã đưa ra quyết nghị. Khi tin từ Bắc Kinh đến Tần Đường đã là ngày thứ hai. Quyết nghị cụ thể là gì, Hạ Tưởng cũng không thể biết, nhưng từ việc Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc sáng sớm đã nhận được điện thoại rồi nhanh chóng rời Tần Đường trở về Bắc Kinh thì hắn đã có thể đoán ra vài nét sơ lược. Việc điều tra đã tới lúc thu hoạch trọng thể lại phải âm thầm kết thúc rồi. Tiễn Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong vẫn không kìm nén được sự phẫn nộ trong giọng nói, tức giận bất bình nói. Tôi biết tin muộn, Hạ Tưởng, đám tiểu nhân nào mà dám bôi nhỏ Tiên Tiên. Không ngờ Thôi Hướng lại là người như vậy, trước kia thật sự là đã che mắt tôi rồi. Phó Tiên Phong thật tâm cũng được, dốc sức lấy lòng hắn cũng được, dù sao cũng nói rất cương quyết. Chuyện vừa rồi cậu không cần phải xen vào, cứ đứng sau lưng tôi là được. Cũng cảm ơn cậu thời gian gần đây đã chăm sóc Tiên Tiên, mới không để nó chịu oan ức. Tuy nhiên có một việc tôi không hiểu, ông cụ nhà tôi quả thật là ở trong nhà dưỡng bệnh, không biết cậu bị điều tra. Ông cụ nhà họ Ngô, ông cụ nhà họ Mai và ông cụ nhà họ Khâu không thể không biết, sao trước đó không nhắc nhở cậu. Trình độ châm ngòi ly gián của Phó Tiên Phong quả thật cũng không vừa. Nếu là người khác, không chừng sẽ bị y làm cho dao động, cho rằng lời của y là thật lòng. Thực ra một điều mà Hạ Tưởng hiểu rất rõ là, ông cụ nhà họ Phó cho dù ốm đau liệt giường, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhà họ Phó còn có một phó thủ tướng, sao lại có thể không biết một việc lớn là Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra một cán bộ cấp phó tỉnh. Ông cụ nhà họ Phó thờ ơ kỳ thật cũng giống như ba ông cụ nhà họ Ngô, Mai, Khâu, đều là thỏa thuận ngầm không cần nói thành lời. Cho dù mấy dòng họ xuất phát từ mục đích gì, ngay từ đầu đều chỉ khoanh tay đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ, nhất định đều có dụng ý sâu xa, là thử thách hắn cũng được, là sự cần thiết để đấu tranh với lãnh đạo cấp cao cũng được. Tóm lại, chính bản thân hắn phải vượt qua hai cửa ải đó. Không thể vượt qua thì chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Trên quan trường, có người nâng đỡ là một phương diện, tự thân phải đủ cứng rắn cũng là một phương diện khác. Thậm chí Hạ Tưởng còn suy đoán, chỉ sợ vụ điều tra rầm rộ lần này, ngoài có liên quan đến lần ép buộc nâng hắn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh trước đây, còn có liên hệ rất lớn với phương hướng cho bước tiếp theo của hắn. Nói cho cùng, đối với hắn, Tổng Bí Thư còn đang trong thời kỳ xem xét, nhà họ Ngô sao lại không băn khoăn về hắn. Cũng đúng, thăng chức quá nhanh, cơ sở không vững chắc, kinh nghiệm còn thiếu sót, đều không đủ để trở thành chướng ngại vật trên con đường tiến thân của hắn, chỉ có vấn đề kinh tế mới có thể hoàn toàn đánh đổ hắn. Có lẽ trong mắt Tổng Bí Thư, trong mắt những người khác, thậm chí trong mắt ông cụ nhà họ Ngô, hắn khó tránh khỏi tay chân nhúng chàm, vừa khéo mượn cơ hội điều tra này hoàn thành một lần thử thách gay gắt nhất đối với hắn. Có lẽ có dụng ý khác sâu xa hơn cũng chưa biết, nhân vật chính chỉ có dụng ý uyên thâm, Hạ Tưởng không thể đoán hết. Mặt khác còn có một điểm, mấy ông cụ lão luyện duy trì án binh bất động, có phải là đã thống nhất thỏa hiệp với người khác hay không, hắn không dám khẳng định. Nhưng có thể khẳng định là, trong toàn bộ sự việc, một người duy nhất thực sự không hay biết gì chỉ có lão cổ. Bởi vậy,
cũng chính là cuối cùng lão cổ nổi cơn giận dữ, cho tất cả mọi người một cơ hội để mượn cớ. Nếu muốn dùng một câu không dễ nghe để miêu tả thì chính là một đám người do ông cụ nhà họ Ngô cầm đầu, sớm đã đoán được sau khi lão cổ biết tin sẽ có kết quả như thế nào, bọn họ liền không nói gì, chờ sau khi mọi chuyện ầm ĩ lên, khích cho lão cổ nổi trận lôi đình. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Lão cổ giận dữ thì sẽ thế nào? Ít nhất có một điều Hạ Tưởng nắm chắc, qua chuyện này, thế lực khắp phía, bao gồm thủ tướng, nhà họ Ngô, kể cả tổng bí thư, vân vân hiểu rõ, lão cổ tuy rằng có quan hệ chặt chẽ với thủ tướng, nhưng sự ủng hộ dành cho hắn vẫn là trước sau như một. Cũng là một cục diện rất đáng suy ngẫm. Buổi chiều, theo tin tức chính thức từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cuộc điều tra nhằm vào đồng chí Hạ Tưởng đã chấm dứt. Đồng thời Ủy ban Kỷ luật Trung ương trịnh trọng tuyên bố, sự thật chứng minh, đồng chí Hạ Tưởng là người trong sạch, là đảng viên ưu tú vượt qua được thử thách, là cán bộ ưu tú đáng được khẳng định. Sau đó, Ủy ban Kỷ luật Trung ương khẩn cấp triệu hồi Thôi Hướng, và một vị phó bí thư khác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp thông báo với tỉnh ủy tỉnh Yến và Hạ Tưởng. Xét thấy cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương gây ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự cá nhân đồng chí Hạ Tưởng. Tiếp sau Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ điều tra một loạt những vấn đề về các tấm ảnh và chứng cứ ngụy tạo, khi việc điều tra có tiến triển sẽ kịp thời thông báo với tỉnh ủy tỉnh Yến, Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Hạ Tưởng. Tần Đường sau mấy ngày âm u cuối cùng cũng được đón trận mưa xuân sảng khoái tươi mát đầu tiên. Theo như mấy cụ già nói, đã nhiều năm rồi chưa từng thấy trời đổ mưa phùn đầu xuân lớn như vậy, phố lớn ngõ nhỏ ở Tần Đường đều lan truyền là ông trời đang gột rửa nỗi oan cho bí thư Hạ. Khi Thôi Hướng rời khỏi Tần Đường chỉ có Thường Công Trị ra tiễn. Lẽ ra theo cấp bậc Đường Đường là phó bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương như Thôi Hướng, toàn thể lãnh đạo đảng và chính quyền Tần Đường đều phải đến tiễn mới là đủ lễ nghi bình thường. Nhưng Hạ Tưởng không xuất hiện, bởi vì Hạ Tưởng đã đến tỉnh ủy họp, Trương Quốc Vĩ cũng không ra mặt, vì lý do đi thị sát công trình phòng lụt. Đang mùa xuân mà lại đi thị sát công trình phòng lụt, lý do của thị trưởng Trương không thật thuyết phục, khiến hình tượng quang minh chính đại của y giảm đi mấy phần, nhưng ai lại để ý Trương Quốc Vĩ lấy lý do gì chứ? Bởi vì ai cũng hiểu rõ, khi bí thư Thôi tới, Tần Đường trời trong nắng ấm, khi y đi, trời mưa tầm tã. Cơn mưa lớn dội ướt đường, cũng làm đông đặc cả tiền đồ. Thôi Hướng nhìn đám người tới tiễn thưa thớt, trong lòng thở dài một tiếng. Được làm vua, thua làm giặc, từ xưa đến nay đã như vậy. Y vẫn còn quyền chức. Vẫn là phó bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà phía Tần Đường đã lạnh nhạt với y như thế, thật là quá đáng. Nhưng còn có thể nói gì đây? Y cũng biết, hiện nay y dứt khoát là một trong những người không được hoan nghênh nhất Tần Đường. Bởi vì tin tức vừa truyền đi, y cũng đã nghe thấy tiếng pháo vang khắp Tần Đường, ăn mừng bí thư Hạ khôi phục lại danh dự. Y còn chưa đi mà đã đốt pháo, rõ ràng là đánh thẳng vào mặt y. Mặc dù Thôi Hướng kiên quyết cho rằng tiếng pháo bên ngoài chính là Hạ Tưởng cố ý sai người đốt để y nghe, căn bản không phải là hành động tự phát của dân chúng, nhưng y vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát. May mà lúc đó còn đường lui, tuy rằng cuộc điều tra tìm chứng cứ gây xôn xao ở Tần Đường và cả ở tỉnh Yến, nhưng cũng không bị giới truyền thông đưa tin, còn khống chế được ảnh hưởng trong phạm vi nhất định. Thôi Hướng thậm chí còn thấy vô cùng may mắn mà nghĩ rằng, nếu sự việc không quá ầm ĩ, hẳn là còn có thể giải quyết êm xuôi. Trong lòng đầy tâm sự, Thôi Hướng lên đường trở về. Mưa xuân quý như vàng, nước mưa ngấm ướt đường. Cả Tần Đường được tắm một trận mưa xuân rực rỡ hẳn lên, tràn ngập một sức sống mới mẻ. Mưa vừa tạnh, mặt trời ló ra, không khí vô cùng trong lành, khí hậu hết sức dễ chịu, lại đúng vào dịp cuối tuần, mọi người liền đưa nhau đi chơi Tết Thanh Minh, tham gia hội đạp thanh. Ở bờ biển, ở núi Đào Hoa, ở vùng ngoại ô, túm năm tụm ba, tiếng cười rộn rã. Mùa xuân ở Tần Đường cuối cùng cũng đến một cách trọn vẹn. Sau khi tổ chức một hội nghị cũng không mấy quan trọng ở tỉnh ủy, Hạ Tưởng vốn định lập tức trở về Tần Đường, bởi vì vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Không ngờ Cao Tấn Chu đề xuất để hắn cùng tới Đan Thành thị sát, chủ tịch tỉnh đã có lệnh thì không thể không nghe theo, Hạ Tưởng đành phải đi theo Cao Tấn Chu tới Đan Thành. Bí thư Thành ủy Đan Thành Trần Khiết Văn, thị trưởng Chu Duệ Nhạc nghênh đón ở chỗ giao giới Đan Thành và Ngưu Thành. Dù sao cũng là chuyến thị sát của chủ tịch tỉnh, không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa còn có một ủy viên thường vụ tỉnh ủy cùng đi. Đối với việc Hạ Tưởng cùng Cao Tấn Chu tới, Chu Duệ Nhạc vui mừng tới mức mặt mày rạng rỡ. Bởi vì trong lúc Hạ Tưởng bị điều tra, Trần Khiết Văn lại dở thói cũ,
vênh vang ngạo mạn ở Đan Thành, giống như hồi xuân vậy. Còn có mấy lần cố ý làm khó Hạ An, thể hiện rằng đợi khi Hạ Tưởng ngã ngựa, bà ta sẽ lại có quyền hành tối cao ở Đan Thành, gạt bỏ Chu Duệ Nhạc, chèn ép Hạ An. Không ngờ trong nháy mắt xua tan mây đen thấy rõ mặt trời, Hạ Tưởng lấy lại được trong sạch, còn cùng đi với chủ tịch tỉnh xuống địa phương thị sát, cũng chính thức tuyên bố rất rõ ràng với bên ngoài, Hạ Tưởng chẳng những không việc gì, mà vẫn là nhân vật cực kỳ có tiếng nói ở tỉnh Yến. Khi Trần Khiết Văn nhìn thấy Cao Tấn Chu và Hạ Tưởng với vẻ tươi cười, gương mặt liền trắng bệch, cả người dường như mệt lử, không còn chút tinh thần nào. Sau khi thị sát xong, Hạ Tưởng trở về tỉnh ủy lần nữa, sau khi gặp Phạm Duệ Hằng, Trương Căng, Tiếu Viễn Tâm trong chốc lát, liền vội vàng quay trở về Tần Đường. Trên đường, nhận được điện thoại của ông cụ nhà họ Ngô, ông cụ nói không nhiều, chỉ nói hai câu. Đừng oán trách gì, coi như đây là một lần thử thách. Bước tiếp theo, cậu cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Cơ sở ở Tần Đường đã làm xong xuôi, hãy chuẩn bị kỹ càng để rời khỏi tỉnh Yến. Chương 1236, bước tiếp theo trong công tác chuẩn bị. Hạ Tưởng sửng sốt, ý của ông cụ Ngô chẳng lẽ là, không cần sợ làm Tần Đường long trời lở đất cả, hoặc giả nói ông cụ có thể ra tay trừng trị Ngưu Lâm Quảng. Tần Đường sau khi trải qua một trận mưa to, đường phố sạch sẽ, cây cối một màu xanh tươi, như là báo hiệu một thời kỳ mới đã đến. Cũng quả thật là sau khi Hạ Tưởng trải qua trận gió táp mưa sa ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà vẫn hiên ngang trụ lại, liền khiến cho mọi người đều tận mắt nhìn thấy sự nổi dậy của một nhân vật cứng rắn mạnh mẽ. Đúng vậy, mọi người ai cũng tự nhận mình là người lão luyện trong quan trường, đã gặp nhiều bão táp trong quan trường, nhưng chưa bao giờ gặp phải một nhân vật vẫn có thể bình yên vô sự dưới sự điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Thường có câu không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy được cầu vồng. Trong thời gian Hạ Tưởng bị điều tra, có đủ lời đồn đại, kiểu gì cũng nói được, thanh danh của Hạ Tưởng cũng bị hạ thấp xuống. Cuộc điều tra vừa chấm dứt, Hạ Tưởng không những khôi phục lại sự trong sạch mà trong ngọn lửa của Ủy ban Kỷ luật Trung đã rèn ra được một khối vàng tốt. Vàng thật không sợ lửa, tác phong sinh hoạt của Bí Thư Hạ không những trong sạch, vấn đề kinh tế vững vàng, hơn nữa Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn giải thích nguyên nhân điều tra về việc không trung thực của Hạ Tưởng với tỉnh ủy tỉnh Yến, tương đương với việc gián tiếp thừa nhận sai lầm. Có khi nào Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại phạm sai lầm? Gần như làm cho rất nhiều người phải kinh ngạc, liền chứng minh được một điều, hậu phương của Bí Thư Hạ có thủ đoạn cao siêu. Đương nhiên, có người hiểu được tình tiết bên trong chắc chắn có liên quan đến việc đấu tranh của cấp cao, nhưng bất luận là gì thì Bí Thư Hạ đã thắng lợi, từ nay về sau. Sau khi trải qua tôi luyện con đường phía trước của Hạ Tưởng sẽ rất bằng phẳng. Hạ Tưởng vừa xuất hiện ở Ủy ban Nhân dân thành phố, sự chào hỏi nhiệt tình của những người xung quanh ngày càng nhiều, Hạ Tưởng gần như bị vây kín, có người trực tiếp nịnh bợ, có người lại hàm xúc nịnh nọt, đúng thật là quan trường muôn mặt. Hạ Tưởng giỏi nhất phần đối nhân xử thế, thắng không kiêu, bại không nản, hắn chào hỏi với mọi người, thậm chí còn bắt tay, sau cùng tách ra khỏi đám đông trở về phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống thì liên tục có người đến báo cáo công tác, đầu tiên là Phạm Tiến. Phạm Tiến tỏ ra như không có việc gì xảy ra, báo cáo hết công việc với Hạ Tưởng bằng giọng điệu không đổi, chỉ là lúc chuẩn bị rời khỏi thì không giống như trước đây là bước nhanh đi ra mà nhẹ nhàng bước ra cửa, không gây ra một tiếng động nào. Hạ Tưởng bật cười, Phạm Tiến, đúng là một người khôn khéo. Sau đó, những người cần đến đều đã đến, người không cần đến cũng đến đủ, làm ầm ĩ cả buổi. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Hạ Tưởng đột nhiên nhớ đến có một người từ đầu đến cuối cũng không lộ diện, đó là Trương Quốc Vĩ. Thị trưởng Trương thật đúng là biết cách giữ bình tĩnh. Không cần đoán cũng biết, đằng sau việc điều tra nhất định là có bóng dáng của Trương Quốc Vĩ ở khắp nơi, chỉ tiếc là việc sắp thành lại bị phá hỏng, cũng không biết là thị trưởng Trương hiện giờ đang có mưu tính gì. Trương Quốc Vĩ có thể mưu tính được gì? Lúc này Trương Quốc Vĩ đang không ngừng gọi điện đến Bắc Kinh và tỉnh ủy. Liên tục gọi không dưới mấy chục cuộc điện thoại, chỉ muốn biết mấu chốt của vấn đề là Thôi Hướng có bị xử phạt hay không. Việc Thôi Hướng có bị gì hay không, có liên quan đến việc phát triển lâu dài của y về sau ở Tần Đường. Nếu Thôi Hướng bình an vô sự thì chứng minh việc lớn sẽ hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, y và Ngưu Lâm Quảng có thể vượt qua được khó khăn này. Nếu cuối cùng Thôi Hướng phải hứng chịu việc xử phạt thì tiền đồ sẽ không ổn, cho thấy Thôi Hướng đã bị người khác qua cầu rút ván. Đồng thời y và Ngưu Lâm Quảng cũng có thể trở thành vật hy sinh trong chính trị. Bởi vì Hạ Tưởng muốn chút giận,
muốn nổi cơn thịnh nộ thì cần phải tìm đối tượng để phát tiết, y và Ngưu Lâm Quảng là đối tượng đầu tiên. Vận mệnh cuối cùng của Thôi Hướng sẽ quyết định vận mệnh của y và Ngưu Lâm Quảng, y không nóng vội mới là lạ. Giờ này phút này, Trương Quốc Vĩ đã dẹp bỏ ý nghĩ tranh giành cao thấp với Hạ Tưởng ở Tần Đường, tuy mùa xuân đang đến nhưng y lại cảm thấy như bước vào mùa thu, chỉ cảm thấy khắp người phát rét. Chẳng qua đấu tranh chính trị từ xưa tới giờ cũng đều như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, nếu đã làm, thì phải có chơi có chịu, huống chi là y luôn trốn ở phía sau, không có điểm yếu để Hạ Tưởng nắm bắt trong tay, Hạ Tưởng có thể làm gì được y. Chỉ có Ngưu Lâm Quảng thì rất nguy hiểm, Hạ Tưởng nhất định sẽ dương cao cán dao, dùng đại đao để chém vào đầu Ngưu Lâm Quảng. Sự sống chết của Ngưu Lâm Quảng y không lo được, bây giờ y chỉ có thể tự bảo vệ mình, ít nhất cũng phải giữ được vị trí thị trưởng, y còn trẻ, sau này còn có cơ hội. Chỉ có điều sau mấy cuộc điện thoại, hầu như không thu hoạch được gì có liên quan đến vận mệnh của Thôi Hướng, hoặc là giữ kín như bưng, hoặc là hỏi gì cũng không biết, cuối cùng chỉ được biết một tin tức xác thực, Thôi Hướng về đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương liền tạm thời bị đình chỉ công tác, tự kiểm điểm, sau đó thì không rõ đã đi về đâu. Trương Quốc Vĩ thậm chí còn nhờ người quen trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương hỏi thăm, kể cả những người trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không biết Thôi Hướng ở đâu, trong nội bộ truyền tai nhau là có thể đã bị bắt giam. Trương Quốc Vĩ như lạnh cứng cả người. Suy nghĩ mãi lại gọi điện đến tỉnh ủy. Quốc Vĩ, tình hình gần đây có chút căng thẳng, không có việc gì thì đừng gọi điện đến. Giọng điệu của Đàm Quốc Thụy không nặng không nhẹ, có chút hờ hững. Gần đây ở tỉnh không có động tĩnh gì, sự việc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương không ảnh hưởng gì đến tỉnh ủy, anh cứ yên tâm công tác, không cần phải nghĩ nhiều. Cụp, một tiếng, điện thoại lập tức bị ngắt. Trương Quốc Vĩ sửng sốt một lúc lâu, không hiểu là Đàm Quốc Thụy rốt cuộc là muốn trấn an mình hay là muốn đối phó cho qua việc. Thật là không có việc gì sao? Quả thật là tạm thời cũng không có chuyện gì. Thôi Hướng bị triệu hồi về Bắc Kinh đã một tuần rồi, tất cả đều đã khôi phục lại bình thường, những chuyện ồn ào liên quan đến Hạ Tưởng cũng dần dần phai nhạt trước mắt mọi người, bởi vì mùa xuân ở Tần Đường lại làm dậy lên một đợt sóng xây dựng mới. Dường như những ảnh hưởng của việc điều tra đã biến mất hoàn toàn, thật ra vô hình chung đã có nhiều biến đổi, ví dụ như vị trí của Hạ Tưởng ở Tần Đường càng thêm vững chắc, thị trưởng Trương khiêm tốn hơn trước, không còn động một tí là lại biểu diễn và diễn thuyết mà vùi đầu vào công việc, hàng ngày bôn ba ở các công trường. Trong các nghi thức khai mạc hoặc hoàn công của các công trình trọng yếu cũng đều thấy được vẻ mặt chất phác và nhã nhặn của thị trưởng Trương. Ngược lại gần đây Bí Thư Hạ luôn xuất hiện trên TV, chủ trì hội nghị công tác tư tưởng giáo dục và hội nghị công tác chỉnh đốn tác phong trong toàn thành phố, đề xuất nhiều ý kiến xây dựng các hạng mục, đề xuất ý tưởng phát triển lâu dài của Tần Đường v.v. Trong mắt của người dân ở Tần Đường, Hạ Tưởng rất xứng đáng trở thành nhân vật số 1. Nhưng điều mà mọi người không biết rằng trong những ngày tháng bình yên này, sóng gió đang dần nổi lên. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc gần như là cùng lúc đến Tần Đường, muốn để cho Hạ Tưởng phải đối mặt với một thử thách vô cùng nghiêm khắc, rốt cuộc là muốn gặp ai trước. Có một điều, cũng may là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cùng nhau xuất hiện, cùng lúc gặp hai người họ cũng không sao. Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc bởi vì thời gian trước đó đã có tiếp xúc với nhau và cũng đã trở thành bạn tốt. Cũng có thể cùng lúc gặp họ, nhưng vấn đề lại đến, Cổ Ngọc nóng lòng muốn lập tức gặp hắn ngay, Tào Thù Lê cũng không yêu cầu hắn lập tức đến gặp mặt, ngược lại Liên Nhược Hạm lại lên tiếng, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp hắn, yêu cầu hắn phải xuất hiện trong vòng nửa tiếng. Bí thư Hạ Tưởng đã rơi vào khó khăn, vấn đề gặp phải còn khó khăn hơn so với việc đối mặt với Thôi Hướng. Mấy người họ lần này đến đều gánh vác những trách nhiệm quan trọng khác nhau, nhân tố tình cảm được loại bỏ. Họ đều mang theo một mục đích chính trị nhất định, Hạ Tưởng do dự hồi lâu, quyết định vẫn là gặp Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên trước. Nói cho cùng là điều tra sự việc thì những bức ảnh chụp của Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên là một lời dẫn. Còn chưa giải thích với Tào Thù Lê, cô ấy đã tin, Liên Nhược Hạm cũng mặc kệ. Hạ Tưởng, anh lại muốn đi gặp cô gái đó nữa chứ gì, cứ nói thật ra, có phải là Vệ Tân không? Hạ Tưởng toát cả mồ hôi. Liên Nhược Hạm sao lại có thể nghĩ là Vệ Tân? Tuy nhiên nhắc đến Vệ Tân càng khiến cho hắn đau đầu, bởi vì Vệ Tân đã bị bệnh. Bệnh của Vệ Tân cũng do hắn mà ra. Thời gian gần đây việc điều tra khiến cho hắn gặp phải nhiều tai bay vạ gió, Vệ Tân trốn ở phía sau, không dám lộ diện, chỉ âm thầm hy sinh cho hắn, cuối cùng do lao lực quá độ nên đã ngã bệnh.
Nói cho cùng vẫn là tội ác của Thôi Hướng, sức khỏe của Vệ Tân vốn dĩ đã không tốt, nếu ngã bệnh là kéo dài triền miên, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Hạ Tưởng không thể dành cho Vệ Tân nhiều sự an ủi hơn, hắn quá bận, thực sự là không thể chăm sóc cô ấy được, vốn là muốn thuê một người chăm sóc cho cô ấy nhưng cô ấy lại không chịu, cứ đòi tự mình chống chịu, càng khiến cho người khác đau lòng vô cùng. Vệ Tân lại không giống với Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc có thể trở thành bạn tốt mà không có khúc mắc với nhau, cô ấy chỉ một mình chịu sự cô đơn buồn tẻ. Liên Nhược Hạm không nhắc tới thì tốt hơn, vừa nhắc đến Vệ Tân, ngược lại càng khiến lòng Hạ Tưởng thêm nặng trĩu. Nếu nói những người phụ nữ khác đem đến cho hắn sự vui vẻ và hạnh phúc thuần túy, thì chỉ có Vệ Tân đem đến cho hắn thêm nhiều suy tư về cuộc sống, thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn trách nhiệm của một người đàn ông. Hạ Tưởng nói qua loa với Liên Nhược Hạm vài câu, Liên Nhược Hạm đã nhận ra và hạ giọng xuống nói. Em thật lòng muốn Vệ Tân theo anh, để cô ấy làm em gái của em, tới giờ cô ấy vẫn chưa có bạn trai. Anh đừng tưởng là em không biết được suy nghĩ của cô ấy, đừng tưởng là em không biết được âm mưu của anh, thực ra em cảm thấy để Vệ Tân làm em gái của em và cô bé Lê cũng rất hay. Hạ Tưởng kinh ngạc. Em đừng nói lung tung với cô bé Lê, cô ấy không như em, mà có nhiều tâm tư. Cứ yên tâm đi, em sẽ khuyên giải cô ấy. Liên Nhược Hạm đột nhiên lại hạ thấp giọng, nói với vẻ uy hiếp. Em cảnh cáo anh, Vệ Tân thì còn được, chứ còn tiểu ma nữ của nhà họ Phó và cô bé của nhà lão Cổ tốt nhất là anh nên tránh xa một chút. Em thấy giữa anh và cô ấy có vẻ gì đó không bình thường, anh phải coi chừng đó, lăng nhăng quá, em và cô bé Lê sẽ hợp lại từ anh luôn. Hạ Tưởng không nói gì. Liên Nhược Hạm đối xử với hắn luôn là một giọng điệu nửa uy hiếp nửa trân trọng. Gặp được Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên, hai người họ không bị việc điều tra ảnh hưởng, một người vẫn là vẻ nhạt nhẽo, một người lại nhiệt tình như lửa, chỉ có điều hai người có chút tiểu tụy, nỗi lòng nặng trĩu. Vừa gặp Hạ Tưởng, Cổ Ngọc mở lời trước. Ông nội muốn gặp anh, nếu có thời gian thì anh đến Bắc Kinh gặp ông. Hạ Tưởng gật đầu. Phó Tiên Tiên sau đó cũng nói tiếp. Ông nội cũng có lời nhờ tôi chuyển đến anh, ông nói anh phải đi đúng trên con đường của mình, cẩn thận có người khác chơi xỏ. Lời nói của lão Phó là có ý gì? Trong quan trường những người sử dụng thủ đoạn xấu sau lưng đều đã đi gần hết, lại còn nhờ Phó Tiên Tiên trịnh trọng chuyển lời lại, cẩn thận có người chơi xỏ, chẳng lẽ muốn ám chỉ sự việc điều tra lần trước? Hạ Tưởng đang thấy khó hiểu thì đột nhiên điện thoại vang lên, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, tiện tay bắt máy, đầu dây bên là một giọng nói xa lạ u ám. Bí thư Hạ, vết sẹo đã lành nên quên cả đau, bây giờ lại hẹn hò với người đẹp nữa sao? Là cuộc gọi đe dọa. Chương 1237, sự uy hiếp và khiêu khích không lời. Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể? Đối phương quá lợi hại, hắn vừa mới gặp mặt Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên thì đã bị người ta phát hiện, còn gọi điện thoại đến, đối phương quả là thần thông quảng đại. Nghĩ kỹ lại thì cũng có thể. Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên đến Tần Đường nghỉ chân, cũng cần phải đăng ký phòng ở, dựa vào thế lực của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường thì rất dễ dàng điều tra ra được hành tung của hai người họ. Hạ Tưởng kiềm nén cơn giận, giọng điệu bình tĩnh nói. Anh là ai? Không cần biết tôi là ai, tôi chỉ là một người dân có lòng tốt thích quan tâm đến chuyện của người khác. Giọng điệu vô cùng u ám, còn có một giọng cười gian trá. Bí thư Hạ, cứ nghe người khác khuyên đi. Ăn cơm no thì chủ động rời khỏi Tần Đường, rời khỏi tỉnh Yến, trả lại một bầu trời trong xanh cho tỉnh Yến, đừng nói chi là người dân ở Tần Đường, kể cả người dân của cả tỉnh Yến cũng vô cùng cảm ơn anh. Không để cho Hạ Tưởng nói thêm gì, đối phương liền cúp máy. Hạ Tưởng giận tím mặt, một chân đá bay cái ghế ở bên cạnh. Ép người quá đáng. Hành động của hắn khiến cho Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên giật cả mình. Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc quen Hạ Tưởng cũng đã lâu. Chưa từng thấy Hạ Tưởng tức giận như bây giờ, khiến Cổ Ngọc sợ đến xanh mặt, vỗ vỗ ngực, Cổ Ngọc liền tiến lên phía trước vuốt vuốt ngực Hạ Tưởng cho nguôi giận. Được rồi, đừng quá tức giận, được rồi, ngoan, giận quá chỉ hại thân, không đáng để tức giận, nghe lời nha. Cổ Ngọc dỗ Hạ Tưởng như dỗ con nít vậy, trái lại còn chọc cười Hạ Tưởng. Nghĩ lại sao mình lại như vậy, một cú điện thoại nặc danh lại có thể dọa được mình, còn đâu là ý chí phong độ khi còn ở thành phố Lang năm đó. Nghĩ kỹ lại thực ra cũng không thể trách mình tức giận đến như vậy, chủ yếu là ở thành phố Lang, Tiêu Ngũ và Vệ Tân bị thương, Phó Tiên Tiên cũng bị một phen khiếp vía, mà Ngưu Lâm Quảng có đầu óc và thủ đoạn độc ác hơn cả Nga Ni Trần,
hắn lo sợ Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên sẽ bị tổn thương. Phó Tiên Tiên cũng thấy sợ, hai mắt mở to, bộ dạng không biết phải làm sao. Anh làm sao vậy, ai có thể chọc giận anh vậy? Không được tức giận, anh mà tức giận là không đẹp trai đâu. Hạ Tưởng đã bị hai kẻ dở hơi chọc cho cười, tâm trạng không vui cũng tan biến, hắn vừa cười vừa nói. Không sao, không sao, chỉ là một cú điện thoại dở hơi thôi, biết hai người lại đến Tần Đường, nói là anh lại đến đây để song phi. Đáng ghét, thật không đứng đắn. Cổ Ngọc vốn dĩ đang vuốt ngực cho Hạ Tưởng nguôi giận, vừa nghe nói như vậy lập tức đỏ mặt, xoay người chạy sang một bên. Phó Tiên Tiên ngược lại rộng lượng hơn, cô ấy có vẻ đăm chiêu nói. Em hiểu rồi, em và Cổ Ngọc bây giờ là cái gai trong mắt của một số người, chỉ cần xuất hiện ở Tần Đường sẽ bị người khác phát giác, sẽ đem đến phiền phức cho anh. Hạ Tưởng không hiểu sao lại thấy cảm động trước hành động lúc nãy của hai người phụ nữ, liền nói với Phó Tiên Tiên. Cô bé ngốc, anh không sợ là đem đến phiền phức cho anh, chỉ là lo cho sự an toàn của hai em. Ở thành phố Lang, em bị người khác bắt làm con tin, suýt chút nữa là mất mạng, bây giờ nghĩ lại, anh còn cảm thấy sợ. Phó Tiên Tiên bị lời nói của Hạ Tưởng đánh vào nội tâm, liền bật khóc, không để ý đến sự có mặt của Cổ Ngọc mà chạy xà vào lòng Hạ Tưởng. Lúc đó em còn nghĩ, cho dù chết cùng phải chết trong vòng tay của anh. Cổ Ngọc quay mặt đi, nói một câu. Thật buồn nôn. Lại len lén quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ ghen tị không cam lòng. Hạ Tưởng cũng không muốn ôm Phó Tiên Tiên trước mặt Cổ Ngọc, liền nói khẽ bên tai Phó Tiên Tiên. Cổ Ngọc ghen rồi. Phó Tiên Tiên liền nhảy sang một bên, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Cổ Ngọc, lại nói. Anh ấy là một người khiến cho người ta vừa yêu vừa giận, suốt đời này em không thể quên được dáng vẻ mà anh ấy đã vì em mà chiến đấu quên mình vào lúc đó. Cổ Ngọc ngẩng mặt lên, vẻ mặt kiên định hỏi Hạ Tưởng. Nếu em bị người khác bắt cóc, anh có quên mình mà cứu em hay không? Có. Hạ Tưởng trả lời rất dứt khoát. Anh sẽ không để cho em và Tiên Tiên phải chịu một chút tổn thương nào. Cổ Ngọc cũng đã cảm động. Lời anh nói ra, anh nhất định phải nhớ lấy. Không cần biết anh thế nào, còn em thì sẽ nhớ lời nói này suốt đời. Hạ Tưởng không ngờ tới là, có lúc, lời nói ra thực sự không thể nói lung tung. Bố trí lại chỗ ở cho Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc, sắp xếp cho họ ở khách sạn của Nga Ni Trần mới yên tâm. Hắn lại quay trở về thành ủy. Trên đường đi gọi điện thoại cho vệ tân bảo cô ấy phải tự bảo trọng, lại báo một tiếng với Tào Thù Lê ngày mai sẽ gặp họ. Thời gian gần đây Ngưu Lâm Quảng im lặng khác thường, luôn khiến cho Hạ Tưởng bồn chồn, nhưng hắn cũng có thể đoán được căn nguyên của vấn đề là nằm ở Thôi Hướng. Trước khi chưa đưa ra được kết luận cuối cùng cho Thôi Hướng thì Ngưu Lâm Quảng cũng như Trương Quốc Vĩ cũng sẽ rất thành thật. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ tới là, khi về tới văn phòng vừa ngồi được một lát, đột nhiên lại bất ngờ nhận được điện thoại của Thôi Hướng. Đã 9 giờ tối rồi, Thôi Hướng còn gọi điện đến, không biết có dụng ý gì. Sau khi Thôi Hướng bị ủy ban kỷ luật triệu hồi khẩn cấp thì đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, vừa không đưa ra quyết định xử phạt gã, lại không cho gã tiếp tục làm việc, rốt cuộc là đã đi đâu, người ngoài không ai biết được, nghe đồn là đã bị bệnh. Hạ Tưởng không tin là Thôi Hướng bị bệnh, bởi vì sức khỏe của Thôi Hướng rất tốt, cơ thể không có bệnh tật gì, nếu bị bệnh thì chỉ là tâm bệnh. Giọng điệu của Thôi Hướng rất chán nản. Hạ Tưởng, trong quan trường nơi nào cũng đầy cạm bẫy, đi sai một bước thì sẽ không thể quay đầu lại. Phó chủ nhiệm Thôi. Hạ Tưởng nói là không hận Thôi Hướng là không thể, hắn không phải là thần thánh, trong lòng vẫn phải có chút tức giận. Năm đó khi anh rời khỏi tỉnh Yến, vốn dĩ tôi muốn mời anh một bữa cơm, không ngờ anh lại đi vội như vậy, kết quả đồ ăn đều đã dọn lên bàn lại nguội hết, sau đó cũng không làm nóng lại nên đổ hết đi. Thật tiếc với một bữa tiệc phong phú như vậy. Khụ khụ. Thôi Hướng ho vài tiếng, hiểu được Hạ Tưởng có ý châm chọc. Đúng đó, nếu tôi hiểu được sớm một chút, từ lúc rời khỏi tỉnh Yến tôi đã là một bàn tiệc nguội lạnh, có làm nóng lại cũng không như mới được thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cuối cùng tôi muốn cho anh một lời khuyên, Bí Thư Hạ, ở trong quan trường đừng tin bất cứ ai cả, chỉ tin vào quyền lực của mình thôi. Tin vào những gì bàn tay mình đang nắm giữ. Những người thân thiết nhất, những người được mình tôn trọng nhất, nói không chừng lại là người đâm vào sau lưng mình một nhát. Phó chủ nhiệm Thôi. Hạ Tưởng còn muốn hỏi thêm một câu, điện thoại lại bất ngờ bị ngắt, giọng điệu gấp rút có ý như là chưa cáo biệt hết.
Hạ Tưởng cũng không biết là, cuộc gọi lần này là lần liên lạc cuối cùng giữa hắn và Thôi Hướng. Một ngày sau, từ Ủy ban Kỷ luật lan truyền đến một tin tức không chính thức, đồng chí Thôi Hướng vì bệnh phải nhập viện, tạm dừng chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Đồng thời, tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến bao gồm cả bản thân Hạ Tưởng đã được Ủy ban Kỷ luật sau khi điều tra chính thức đưa ra kết luận. Đồng chí Thôi Hướng bởi vì xem xét không chu đáo, với những bức ảnh giả mạo và chứng cứ không xác thực đã điều tra vấn đề tác phong sinh hoạt và vấn đề kinh tế của đồng chí Hạ Tưởng, tính chất vô cùng ác liệt, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, vì chấp hành nghiêm túc kỷ luật đảng nên quyết định tạm thời cách chức Thôi Hướng tự kiểm điểm, rồi xem xét lại sự việc nặng nhẹ mới quyết định có tiến thêm một bước để xử lý hay không. Tin tức lan truyền đến tỉnh ủy và Tần Đường, gây xôn xao. Trò đùa càng lớn hơn, không ngờ Ủy ban Kỷ luật lại lấy chứng cứ ngụy tạo để vu cáo hãm hại một cán bộ cấp phó tỉnh, quyền uy và công chính ở đâu. Chỉ cần là người trong quan trường ai cũng biết rõ việc làm của Ủy ban Kỷ luật, cho dù là vụ án sai thì đã đâm lao phải theo lao, muốn lật lại phán quyết thì đợi đến mấy chục năm sau có thể mới được tiết lộ. Trong giai đoạn này nếu trực tiếp phủ nhận việc rầm rộ điều tra lấy chứng cứ thì Ủy ban Kỷ luật đã tự mình tắt mình, gần như là một trường hợp hiếm có. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, một vụ án được Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đích thân đến điều tra lấy chứng cứ cuối cùng lại bị chết hiểu, bí thư Hạ Tưởng dưới sự tấn công dữ dội của cơn cuồng phong của Ủy ban Kỷ luật đã trụ lại không ngã, e rằng không phải chỉ dựa vào sự vững vàng của bản thân mà còn phải có một hậu phương hùng mạnh mới được. Có thể khiến cho Ủy ban Kỷ luật nhận sai lầm, còn có thể nói ra việc chụp ảnh ngụy tạo và chứng cứ không xác thực, tuy là cách nói không công khai và không chính thức của phía nhà nước nhưng người trong quan trường không có tin tức nào mà không biết, đều là người đầu tiên biết được kết luận của Ủy ban Kỷ luật, ai cũng nghẹn họng không nói nên lời. Bí thư Hạ oai thật, có được hậu phương hùng mạnh mới có thể khiến cho Ủy ban Kỷ luật cúi đầu khuất phục. Đương nhiên, trong lòng ai cũng biết, Ủy ban Kỷ luật không phải cúi đầu khuất phục với Hạ Tưởng, cũng không phải với tỉnh ủy tỉnh Yến mà cúi đầu khuất phục với một người có cấp cao hơn, hoặc có thể nói chính xác là cúi đầu khuất phục với hậu phương hoặc người ủng hộ sau lưng Hạ Tưởng. Đấu tranh chính trị, quả nhiên là dắt một mà di chuyển cả người, người bình thường không thể chơi nổi. Rốt cuộc ai là hậu phương của bí thư Hạ? Rốt cuộc phía sau toàn bộ sự việc lại là một cuộc so chiêu tàn sát khốc liệt như thế nào? Chân tướng, luôn được giấu sau một bức màn, không một ai được biết. Người ngoài chỉ có thể biết được một số tin tức giới hạn được tiết lộ ra, phân tích và suy đoán mới đại khái có thể biết được một chút. Nếu Ủy ban Kỷ luật đã nhận lỗi thì Thôi Hướng có kết cục như thế nào? Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào việc quyết định xét xử Thôi Hướng, bởi vì nhằm vào việc xử phạt Thôi Hướng, tượng trưng cho mức độ so chiêu kịch liệt giữa các cấp cao. Nếu chỉ xử phạt cảnh cáo Thôi Hướng thì chứng minh sự việc không giải quyết được gì cứ thế cho qua. Nếu miễn tới cùng thì chứng minh Hạ Tưởng và hậu phương đạt được thắng lợi toàn diện. Đình chỉ chức vụ và kiểm điểm, sau đó không có kết quả gì, chứng minh rằng độc thủ phía sau bức màn chỉ ngoài mặt tỏ vẻ nhượng bộ, bên phía Hạ Tưởng chỉ giành được thắng lợi, thậm chí còn không thể gọi là thắng lợi trong giai đoạn này. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào ngày công bố quyết định xử phạt Thôi Hướng. Ai cũng không thể ngờ tới là, chỉ vỏn vẹn vài ngày sau, liền có một tin cáo phó, tuy là rất khiêm tốn. Chỉ là một mục thông báo vài chục chữ ngắn ngủi của tòa soạn Tân Hoa. Đồng chí Thôi Hướng nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, bởi vì bệnh không qua khỏi nên đã qua đời ở Bắc Kinh, hưởng thọ 63 tuổi. Thôi Hướng đã chết. Lúc biết được tin tức này, Hạ Tưởng đang tưới hoa, trong lúc kinh ngạc đã xảy tay làm rơi bình hoa. Lần này, Hạ Tưởng có thật sự sợ hãi hay không? Theo suy đoán của hắn, Thôi Hướng rất có khả năng bị cách chức tại chỗ. Hôm trước hắn đã đến Bắc Kinh gặp mặt lão cổ nhưng lão cổ lại có việc đột xuất rời khỏi Bắc Kinh nên đã hoãn lại, nếu gặp được lão cổ có thể sẽ biết trước được một số tin tức bên trong, không ngờ kết cục lại là cái chết. Thôi Hướng cũng không phải tự nhiên mà chết, Hạ Tưởng tin chắc nếu bị bệnh mà chết thì đúng là cái chết kỳ lạ. Trong lòng hắn có chút xót xa, đấu tranh chính chỉ có lúc không thấy khói lửa cũng có thể lấy được mạng người, đồng thời cũng chứng tỏ một điều, trong sự việc lần này độc thủ phía sau đã không chịu thua. Cái chết của Thôi Hướng như là một lời tuyên chiến gián tiếp. Là nhắm vào hắn, thậm chí là một sự uy hiếp và khiêu khích không lời đối với Tổng Bí Thư. Chương 1238, đã là điểm mấu chốt thì sẽ có ích. Gần đến tháng 5, thời tiết ở Bắc Kinh mỗi ngày một nóng hơn. Sau khi tin Thôi Hướng chết được lan truyền ra ngoài đã không làm dấy lên cơn sóng nào trong dân chúng, cũng đúng thôi,
Tuy Thôi Hướng là phó chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhưng còn cách rất xa với dân chúng. Hơn nữa sự việc ở Tần Đường, trên cơ bản chỉ những người trong quan trường mới quan tâm. Đa số mọi người đều không biết trên mảnh đất Tần Đường đã từng xảy ra một cuộc đấu tranh chính trị kịch liệt đến như vậy. Cho nên, cái chết của Thôi Hướng giống như một viên đá nhỏ rớt vào dòng sông lịch sử vậy, ngay cả một cơn sóng cũng không có, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Tuy nhiên, đối với tỉnh ủy tỉnh Yên cùng với thành ủy thành phố Tần Đường mà nói thì cái chết của Thôi Hướng đã đem lại kinh ngạc lớn cho nhiều người. Sau cái chết của Thôi Hướng thì Trương Quốc Vĩ khiêm tốn đến nỗi dường như không tồn tại. Ngưu Lâm Quảng cũng dường như lặng lẽ hành quân, thậm chí đã không thu phí bảo kê trong vòng một tháng. Cả Tần Đường có được một bầu trời trong sáng, không ít người nghĩ bí thư hạ hoàn toàn nắm được đại cục trong tay. Đứng trên đường phố ở Bắc Kinh, trong khi chờ Cổ Ngọc đến đón hắn, tâm trạng Hạ Tưởng luôn thăng trầm, cảm thấy không mấy lạc quan trước thế cục của Tần Đường. Nếu Thôi Hướng bị cách chức thì tốt hơn. Cách chức còn có hiệu quả kinh ngạc và có tác dụng cảnh cáo hơn, nhưng Thôi Hướng đã chết rồi, nghĩ cũng không cần nghĩ, cái chết của Thôi Hướng là do đâu? Là bịt đầu mối. Cái chết của Thôi Hướng ngược lại càng khiến cho Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng hiểu được một điều, trận này tuy thua nhưng trận sau có thể gỡ lại. Nếu nói thẳng ra thì cái chết của Thôi Hướng càng chôn sâu thêm tai họa cho Tần Đường. Trương Quốc Vĩ còn đỡ, tính cách còn tốt, có lẽ ngoài mặt còn có thể duy trì hình tượng. Ở phía sau thì chơi xỏ, Ngưu Lâm Quảng thì nói không chừng sẽ được ăn cả ngã về không, sẽ làm náo loạn cả Tần Đường đến long trời lở đất. Hiện tại tạm thời rất yên lặng, nếu cho rằng Ngưu Lâm Quảng đã hồi tâm thì thật là sai lầm, có lẽ Ngưu Lâm Quảng là muốn ra đòn gió muốn tạo cảnh tượng giả, khiến cho Hạ Tưởng lơ là cảnh giác. Hạ Tưởng nếu bị thắng lợi nhất thời làm mơ hồ thì hắn sẽ không phải là một Hạ Tưởng được nhiều nhân vật quan trọng trong Trung ương coi trọng. Lần này sau khi từ Bắc Kinh trở về đã lập tức bắt tay vào việc điều chỉnh nhân sự lần thứ hai ở Tần Đường, chủ yếu là điều chỉnh hệ thống chính trị pháp luật và công an, nắm toàn bộ lực lượng công an trong tay. Lúc đang suy nghĩ đến mức xuất thần thì Cổ Ngọc đến. Cổ Ngọc đến đón Hạ Tưởng, thần sắc có hơi ảm đạm. Ông nội gần đây đã đắm chìm vào con đường dưỡng sinh đạo thuật, thời gian trước đã vào ở trong đạo quán một thời gian và còn quen biết được một cao nhân. Cao nhân đó đã truyền dạy cho ông rất nhiều phương pháp dưỡng sinh. Cao nhân gì vậy? T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hạ Tưởng cố nhịn cười, lão Cổ là một chiến sĩ kiên định theo chủ nghĩa cộng sản, cả đời theo đuổi chủ nghĩa duy vật, đến tuổi già lại theo đuổi thuật, tiên nhân phù ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, được tiên thánh sở vào đầu sẽ được truyền thụ khí quyết trường sinh. Anh cũng đã có gặp qua cao nhân. Cốt cách phi phàm, gọi là Triệu Nhị. Hạ Tưởng thiếu chút nữa là cười ra tiếng, còn Triệu Nhị, cái tên này thật quá khác lạ, liền nói. Cốt cách phi phàm, ra vẻ đạo mạo thì đúng hơn. Khi gặp được lão Cổ thì lão Cổ đang đứng trong sân mặt hướng về phía đông, hai mắt khép hờ, đang luyện tập phương pháp thổ nạp. Hạ Tưởng liền nói. Thuật tiên nhân, nuốt xương nhả khói, dãi nắng dầm xương, biết nhân quả tránh thiện ác, không hỏi chuyện nhân thế. Không ăn rượu thịt, không theo đuổi danh lợi, lão Cổ tiên nhân là ở ẩn mà không nhập thế, đã nhập thế xưng tiên, truyền thụ thuật tu tiên cho người phàm thì cũng chỉ là người phàm theo đuổi danh lợi mà thôi. Lão Cổ mở mắt ra. Nói như vậy thì ngược lại cậu có vẻ là người bí hiểm. Tiên nhân không thể nhập thế được, cách nói của cậu không phải là đúng hết. Hạ Tưởng bật cười. Lão Cổ, ngài đi học đạo thì phải nộp bao nhiêu học phí? Không nhiều lắm. Chỉ 30.000 tệ. Triệu Nhị là tiên nhân. Đúng vậy, pháp thuật của Đại sư Triệu cao siêu đến mức thành tiên rồi. Xem ra lão Cổ rất tin tưởng, đã dấn thân vào trong đó. Hạ Tưởng lại cười. Tiên nhân là theo đuổi trường sinh không màng danh lợi. Nếu như Đại sư Triệu thật sự đã thành tiên thì chắc hẳn đã bay đi, còn ở lại trần gian để làm gì? Còn lưu luyến tiền bạc ở trần gian sao? Tiền bạc là vật của người phàm tục. Lão Cổ xua tay. Không đúng, không đúng. Tiền bạc ai cũng thích cả, kể cả tiên nhân cũng vậy. Bằng không, bằng không. Hạ Tưởng liên tục lắc đầu. Chó thích xương thì cảm thấy con người cũng thích, cho nên mới đem khúc xương giấu đi. Lối suy nghĩ nghịch hướng của Hạ Tưởng trong chốc lát chọc cười được lão Cổ, ông ta bật cười. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta nói không lại cậu, cũng không chơi lại lão Ngô và lão Phó, lần này xem như đã bị các lão già này chơi xỏ rồi.
lão cổ rốt cuộc cũng có ý quay về, thực ra Hạ Tưởng đã sớm đoán được, các ông cụ đều là những nhân vật lão luyện đến thành tinh rồi, luôn án binh bất động, chỉ đợi lão cổ ra tay. Xem ra cũng là chiêu của ông cụ Ngô, chính là muốn thử xem lão cổ có phải vì quan hệ của thủ tướng mà dần xa cách với ông ta hay không. Suy cho cùng lão cổ cũng không có dụng ý cao thâm như ông cụ Ngô. Vào đến nhà, ngồi xuống, lão cổ đi rửa mặt, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, còn cười nói. Cháu gái của lão phó cũng bị chụp hình, lão ta ngã bệnh rồi, thật không thể nhịn được, giả vờ không biết, chờ tôi châm lửa. Một đám lão già dối trá, lão cáo già. Sự việc đã rồi, lão cổ mới hiểu được tiền nhân hậu quả của sự việc cũng không quá muộn. Hạ Tưởng liền nói. Con mới là người bị chơi xỏ, các cụ nhìn thấy con bị người khác ức hiếp, thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi, cũng không có một ai đứng ra giúp đỡ, chỉ trơ mặt đứng nhìn thấy chết mà không cứu thật khiến cho người ta đau lòng. Vẫn là ông tốt, nếu ông không ra tay giúp đỡ, e rằng con bây giờ đã thật thê thảm. Lão cổ xua tay. Được rồi, cậu cũng đừng quá nịnh ta. Ta làm sao biết cậu có kết hợp với lão Ngô diễn trò cho ta xem hay không? Ông nội, cổ Ngọc không chịu được. Lúc ấy Hạ Tưởng cũng đã mẻ đầu sứt chán, thiếu chút nữa là sụp đổ, ông còn nói lời châm chọc nữa, ông còn có lòng yêu quý anh ta không vậy? Lão cổ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái con bé này, ta thì làm sao? Con bị người khác bán đứng rồi, mà còn đứng một bên vừa đếm tiền vừa nói sao ít tiền vậy? Đúng là khờ quá. Con tự nguyện. Cổ Ngọc bĩu môi quay người đi ra. Lão cổ lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Ta chỉ nói vậy thôi, cũng biết là cậu không thể nào cùng lão Ngô diễn trò rồi, sự việc gây ra quá ồn ào, có người muốn dồn cậu vào chỗ chết. Hạ Tưởng bất đắc dĩ nói. Con đàng hoàng như vậy, đâu có đắc tội ai, chẳng qua là đã không may trở thành điểm tựa trong cuộc đấu tranh của các cấp cao, nói vậy, sau này cũng không được sống yên ổn rồi. Lão cổ gật đầu. Cậu hiểu được thì tốt. Lại xua tay. Cũng không phải nói là không được sống yên ổn, nếu cậu trở thành điểm tựa trong cuộc đấu tranh của các cấp cao thì một bên là muốn hủy diệt cậu, còn một bên là muốn bảo vệ cậu, chỉ cần bản thân cậu đủ cứng rắn thì lúc đó cũng là cơ hội tốt. Như vậy cũng phải nhờ vào sự quan tâm của ông rồi. Hạ Tưởng lượn lờ một vòng, cuối cùng cũng đi vào trọng điểm. Lão cổ cười ha hả. Lão Ngô là một lão dối trá, cậu là thằng nhóc tinh quái. Cậu nói thử xem, giữa cậu và thủ tướng càng đi càng xa, tại sao ta phải quan tâm đến sự trưởng thành của cậu? Hạ Tưởng nhìn ra bên ngoài, khu vườn vào đầu mùa hè bừng bừng sức sống, gió nhẹ thoáng qua, khiến cho tinh thần của con người thấy sảng khoái, thoáng chốc như trở về thời gian đầu mới quen biết lão cổ. Mặc kệ là thế lực gia tộc hay là thế lực bình dân, chỉ cần một lòng vì công, chấp chính vì dân thì làm gì có thành kiến bè phái. Lão cổ, con muốn hỏi ngài một câu. Những năm chiến tranh kháng Nhật, Đảng Quốc dân là đại diện cho giai cấp tư sản, Đảng Cộng sản đại diện cho giai cấp vô sản, họ đều bảo là đại diện cho lợi ích của nhân dân. Nhưng chủ lực kháng chiến thực sự là ai? Ai đã kháng chiến với bọn Nhật và phải hy sinh nhiều nhất để giành thắng lợi cuối cùng? Ánh mắt lão cổ sáng ngời nhìn Hạ Tưởng mà không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thâm ý. Buổi trưa, Hạ Tưởng ở lại dùng cơm, lão cổ không biết tại sao lại nói lại quá trình lần đầu quen biết Hạ Tưởng. Bây giờ hồi tưởng lại, trong nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Có lẽ là do cao hứng, lão cổ gần như uống say, đã nói không ít chuyện, nhưng Hạ Tưởng biết lão cổ không có say. Bởi vì khi hắn hỏi về thế cục của các cấp cao trong Trung ương, ví dụ như quân đội ủng hộ bên nào thì lão cổ tránh không trả lời, giả vờ như không nghe thấy. Hạ Tưởng thực ra cũng biết là không nên hỏi, nhưng chỉ là nhất thời cao hứng, vì muốn thử xem nguyên tắc của lão cổ. Lão cổ không trả lời cũng khiến cho Hạ Tưởng hiểu được một điều, lão cổ xem ra lỗ mãng, thực ra cũng là người có tâm cơ. Lúc ở buổi tiệc trà đã nổi cơn giận dữ, cũng có phần là diễn kịch. Nhân vật chính trị, ai cho rằng họ đơn giản, thực ra đó gọi là dùng ánh mắt đơn giản để nhìn vấn đề, đánh giá theo vẻ bên ngoài. Gặp mặt lão cổ, Hạ Tưởng đã thu hoạch được không ít, ít ra hắn cũng biết được lão cổ vẫn luôn ủng hộ hắn, càng khiến cho lòng hắn thêm vững chắc. Sau khi đi đến chức phó tỉnh nếu muốn tiếp tục đi lên mà không có sự ủng hộ của quân đội thì đừng hòng đi được xa hơn, thậm chí còn không thể cất bước được. Nhưng sự việc trong bữa tiệc trà cũng đã tiết lộ ra một tin tức chính là, sức nắm giữ quân đội của Tổng Bí Thư còn chút khiếm khuyết, sự uy phong lúc đó của lão cổ không chỉ là cho một bộ phận người thấy, mà là cho toàn bộ mọi người đều nhìn thấy.
trong các tầng lớp cấp cao, trên ý tưởng đoàn kết ổn định, thì càng như núi sông hội tụ, dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn không ngừng, chẳng qua là không để cho người ngoài biết mà thôi. Buổi chiều, Hạ Tưởng chuẩn bị về Tần Đường, bắt tay vào tiến hành việc điều chỉnh nhân sự lần thứ hai, không ngờ còn chưa bắt đầu liền nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Giọng điệu của Cổ Thu Thật giống như không khí của giai đoạn cuối xuân đầu hạ vậy, có một chút hờ hững. Hạ Tưởng, nghe nói anh đang ở Bắc Kinh, có thời gian đến uống trà không? Tin tức của Cổ Thu Thật nhanh nhạy thật, Hạ Tưởng liền nói. Bí thư Cổ đã hẹn thì không dám từ chối, ngài cứ nói địa chỉ, tôi sẽ đến. Quán trà Nhân Gian Tiên Lộ. Nhân gian làm gì có tiên lộ? Hạ Tưởng lắc đầu cười, nên gọi là Nhân Gian Thiên Lộ thì thích hợp hơn, là con đường thông thiên thẳng tiến đến quyền lực. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chủ tiệm trà cố ý không gọi là Nhân Gian Thiên Lộ là vì sợ hiểu lầm. Vùng đất Bắc Kinh, đúng là có quá nhiều thị phi. Quán trà Nhân Gian Tiên Lộ có phong cách rất giống cảnh tiên, nhìn sơ qua giống như một đạo quán, nhìn kỹ lại, có một đôi câu đối treo trên cao, vế đầu là, nhân gian có tiên lộ, còn vế sau là, trên đời vô chân nhân. Hạ Tưởng thầm khen một tiếng, tuyệt. Tới gian phòng ở tầng 2, gõ cửa đi vào, hắn bỗng ngẩn người ra, hai người trong phòng, một đang ngồi trên ghế đọc sách chính là Cổ Thu Thật, còn người kia đang đứng, đang thưởng thức những bức tranh phong cảnh ở trên tường. Tuy nói Hạ Tưởng và ông ta không mấy quen, nhưng chỉ nhìn bóng dáng phía sau thì có thể nhận ra, ông ta đúng là Trịnh Thịnh. Cổ, Trịnh hai người đồng thời xuất hiện trong lúc phong ba đã được dẹp yên, Thôi Hướng lại vừa chết, Hạ Tưởng đã biết, tất nhiên phải có thâm ý sâu sắc. Chương 1239, uống trà hạ hỏa, ra tay đả thương người. Trịnh Thịnh xoay người lại, thản nhiên cười. Hạ Tưởng đến đây, mời ngồi. Trái ngược với vẻ chủ nhân của Trịnh Thịnh, Cổ Thu Thật cũng thản nhiên cười, duỗi tay ra. Mời ngồi. Trà hôm nay, chỉ sợ hương vị sẽ nồng hơn một ít, Hạ Tưởng thấy Cổ Thu Thật có ý nhượng bộ, mà Trịnh Thịnh mơ hồ có thái độ chủ nhân, đã nghĩ, cũng không biết họp mặt hôm nay sẽ gọi một ấm trà gì ngon đây. Nhưng hắn không ngờ chính là, trà Trịnh Thịnh gọi là một bình trà hoa cúc. Trà hoa cúc phần lớn là dùng cho hạ hỏa thanh nhiệt, ít được dùng nơi thanh nhã. Ở quán uống trà, rất ít người gọi một bình trà hoa cúc. Trịnh Thịnh tự mình rót cho Hạ Tưởng một chén trà hoa cúc. Gần đây hơi nóng, răng đau, uống chút trà hoa cúc có thể hạ hỏa. Hạ Tưởng, cậu cũng tự nhiên đi, uống trà hoa cúc tốt lắm, có hỏa trừ hỏa, không hỏa tĩnh tâm. Hạ Tưởng vội vàng khiêm nhường, muốn tự mình rót, nhưng Trịnh Thịnh lại kiên trì rót đầy chén cho hắn. Ngồi cùng một chỗ chính là bằng hữu, làm sao lại quá chú trọng như vậy? Không cần thái quá như vậy. Lời này cũng không biết là lời thân thiết, hay là có điều ám chỉ gì, Hạ Tưởng chỉ cười mà không nói, nâng chén trà lên, khẽ uống một ngụm. Không thêm đường, trà có mùi thơm ngát của hoa cúc, cũng ngon miệng. Sau khi uống trà, Trịnh Thịnh mới vừa cười vừa liếc mắt nhìn Cổ Thu Thật một cái. Thu Thật nói muốn gặp mặt cậu, ngồi xuống đi, tôi nói được, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nói cùng cậu, nên gọi điện thoại hẹn cậu ra. Hạ Tưởng thấy Trịnh Thịnh vào đề, cũng liền thẳng lưng lên, chăm chú chuẩn bị lắng nghe, không ngờ Trịnh Thịnh lại bỗng nhiên lắc đầu cười, nói. Thật ra tôi là thay Mai Hiểu Lâm truyền đạt tới cậu một câu. Hạ Tưởng không khỏi ngạc nhiên, đường đường là bí thư tỉnh ủy, thay một cấp dưới truyền lời, cũng thực là thú vị, tuy nhiên người phi thường làm việc phi thường, Hạ Tưởng lại không cảm thấy đột ngột nên nói. Mai Hiểu Lâm có việc, có thể trực tiếp điện thoại cho tôi. Còn phải nhờ đến bí thư Trịnh truyền đạt, như vậy đối với tôi mà nói là quá xa cách rồi, còn đối với bí thư Trịnh, thì quá coi là người ngoài rồi. Trịnh Thịnh cười ha hả. Kỳ thật đó là ý tứ của cô ấy, cũng là ý nghĩ của tôi, Hạ Tưởng, cậu có nghĩ tới việc rời khỏi tỉnh Yến, đến tỉnh Tương hay không? Lại là chuyện xưa nhắc lại, thật sự đây là ý tứ của Mai Hiểu Lâm hay là Trịnh Thịnh mượn danh nghĩa Mai Hiểu Lâm, khéo léo đưa ra lời mời hắn. Hạ Tưởng thấy Cổ Thu Thật cười mà không nói, chỉ cúi đầu uống trà, bày ra thái độ không quan tâm là biết ngay Cổ Thu Thật có phải chỉ đứng bên phụ họa hay không, hắn ngẫm nghĩ, liền ba phải cái nào cũng được đáp. Cá nhân tôi tuân theo sự an bài của tổ chức, cũng tình nguyện làm việc dưới sự lãnh đạo của bí thư Trịnh. Trịnh Thịnh hiện nay là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Tương, hiện là tâm phúc của tổng bí thư, ông ta mời, tuyệt đối không phải thuận miệng mà nói, chắc là có ẩn tình. Lời của Hạ Tưởng hàm ý là, nếu ban tổ chức trung ương điều động,
hắn tự nhiên sẽ lên đường, bất kể là đến tỉnh Tương hay là nơi nào đều hoàn toàn phục tùng sự an bài đó. Ban tổ chức trung ương là do Ngô Tài Dương quản lý, bởi vậy, vấn đề khó khăn không phải ở hắn mà là ở chỗ ban tổ chức trung ương có đồng ý cho hắn đi hay không. Nhưng liên tưởng đến lời nhắc nhở của ông cụ Ngô lúc trước, Hạ Tưởng hiểu rõ sau Tần Đường, việc rời khỏi tỉnh Yến là điều không thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng là đi đến nơi nào, chỉ sợ rằng vẫn đang trong sự sắp xếp của lực lượng các bên. Đi tỉnh Tương, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ qua, hắn thậm chí cho rằng sẽ tới tỉnh Cát Giang, chịu sự lãnh đạo Tống Chiêu Độ. Ha ha, lời này gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cổ Thu thật rốt cục đã mở miệng. Nếu tôi nói anh đến giúp tôi, hỗ trợ công tác của tôi, anh có phải cũng nói tùy theo cấp trên an bài hay không? Hạ Tưởng còn chưa nói gì, Trịnh Thịnh liền cười chặn lại. Thu thật, anh đừng tạo thêm phiền phức chứ, nếu Hạ Tưởng đi giúp anh liền trở thành sự kiện mới, giới truyền thông cả nước sẽ như ong vỡ tổ đưa tin các ngươi thăng tiến khi tuổi còn quá trẻ, anh có muốn triển khai công tác nữa không? Cổ Thu thật cười ha hả, khoát tay áo, không nói gì nữa. Cổ Thu thật và Trịnh Thịnh đang diễn trò gì đây? Hạ Tưởng có chút ngơ ngác không hiểu ra sao cả, càng không thể hỏi lung tung, đành phải ôm thắc mắc trong lòng. Lại uống trà thêm một lúc nữa, Trịnh Thịnh không nhắc lại vấn đề đi ở của Hạ Tưởng, lại làm như không liên quan gì nhắc đến phong thổ thành phố Tần Đường, sau đó dường như mới chợt nhớ tới mà hỏi một câu. Thị trưởng của Tần Đường tên là Trương Quốc Vĩ. Hạ Tưởng gật đầu, nghĩ thầm câu hỏi của Trịnh Thịnh đúng là giấu đầu lòi đuôi, y chắc chắn biết Trương Quốc Vĩ, cố ý hỏi vậy, chắc chắn đằng sau có dụng ý gì. Trương Quốc Vĩ cũng không dễ dàng, ở Tần Đường trước sau đã mười mấy năm. Quả nhiên, Trịnh Thịnh lại hàm xúc nói thêm một chút, ông ta lắc đầu. Không nói nữa, không nói đến Tần Đường nữa. Tôi còn nghe ở Tần Đường có lưu truyền một câu, ban ngày thuộc về Hạ Tưởng, buổi tối Ngưu Lâm Quảng. Lời này thật có chút thú vị. Hạ Tưởng chỉ đành cười phụ họa, không tiếp lời, cũng không có cách nào tiếp lời, bởi vì hắn đoán không ra dụng ý của Trịnh Thịnh. Trịnh Thịnh trước nói một chút về Trương Quốc Vĩ, sau lại nói một chút về Ngưu Lâm Quảng, cũng không phải là tùy tiện mà nói, khẳng định là ông ta có dụng tâm, rốt cuộc ông ta là bảo vệ Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng, hay là ám chỉ điều gì khác, Hạ Tưởng thật đúng là không có cách nào phán đoán ra được. Tuy nhiên nói lại thì, hắn cũng không cho rằng Trịnh Thịnh thật lòng ám chỉ hắn điều gì, quan hệ giữa hắn và Trịnh Thịnh là gặp gỡ sơ qua, với Cổ Thu thật ngược lại còn có thể nói là có chút quen biết, Trịnh Thịnh sẽ không dễ dàng mở miệng nói những yêu cầu hoặc ra ám chỉ, không phù hợp với quy củ. Mãi đến lúc tan tiệc mọi người chuẩn bị rời đi, Hạ Tưởng thấy đã đến lúc, liền đứng dậy cáo từ, Cổ Thu thật mới đứng lên vỗ vỗ vai của hắn, nói một câu. Đồng chí thôi hướng qua đời, hãy biến đau thương thành sức mạnh đi. Một câu nói đầy hàm ý, Hạ Tưởng và Cổ Thu thật bắt tay nói lời từ biệt. Kỳ thật bí thư thôi là người tốt, việc ông ấy ra đi thật quá đột ngột, làm cho người ta thương tiếc. Ánh mắt Cổ Thu thật chớp chớp vài cái. Cuối cùng luôn có người thương tiếc, có người đáng tiếc, ở đời kỳ lạ thế đấy, đi tốt con đường của mình là được rồi. Hạ Tưởng, đường ở Tần Đường, cậu cần bước đi vững chắc hơn một chút. Câu nói cuối đầy thâm ý, Hạ Tưởng hiểu được gì đó. Gật gật đầu. Lúc Hạ Tưởng rời khỏi quán trà Nhân Gian Tiên Lộ, lại quay đầu nhìn câu đối ở cửa, nhân gian có đường tiên, trên đời không có kẻ chân thật. Nói rất đúng, nhân gian là một thùng nhuộm lớn, quan trường lại là một nơi danh lợi, thời cổ đại hoàng đế theo đuổi trường sinh bất lão, kết quả ngược lại chết còn sớm hơn. Hiện đại quan lớn theo đuổi đạo dưỡng sinh, thờ phụng thần tiên giả và kẻ ra vẻ đạo mạo, chẳng qua là lịch sử tái diễn mà thôi. Người trong quan trường vừa muốn nắm quyền, lại muốn thọ trăm tuổi, thế gian thật đúng là chưa hề có chuyện tốt như vậy. Thôi hướng chết nói là thương tiếc, kỳ thật cũng là chết đúng lúc đi. Hạ Tưởng vừa đi, Trịnh Thịnh và Cổ Thu thật lại đổi gọi một bình Bích Loa Xuân. Trịnh Thịnh dường như rất thích trà đạo, luôn tự mình chủ động ngâm trà, vừa ngâm vừa nói. Bình trà hoa cúc vừa rồi có thể khiến Hạ Tưởng hạ hỏa không? Anh Trịnh, em vẫn là câu nói cũ, anh nghĩ nhiều rồi. Hạ Tưởng không có phát hỏa. Cổ Thu thật nhấp một ngụm Bích Loa Xuân, khép hờ hai mắt. Thật ra ngẫm lại một chút, trà hoa cúc cũng không khó uống, mỗi thứ đều có hương vị riêng. Hạ Tưởng không phát hỏa, hắn thực sự tốt như vậy, đầy độ lượng rộng rãi. Tôi không tin, Trịnh Thịnh dường như luôn luôn có thành kiến với Hạ Tưởng.
Tôi thấy hắn chính là thể hiện từng trải trước người khác một ít thôi, dù sao năng lực kinh nghiệm không đủ, không thể có đủ sự vững vàng, điềm tĩnh. Tôi không cùng anh thảo luận về vấn đề tính cách của Hạ Tưởng, chỉ muốn hỏi anh một câu, anh sao đột nhiên lại có hứng thú với Hạ Tưởng như vậy, anh thật muốn hắn được kèm cặp dưới tay mình một thời gian. Quả thật tôi cũng hơi hứng thú với hắn, tuy nhiên hắn có thể đến Tỉnh Tương hay không còn là một biến số rất lớn, mấu chốt là nhà họ Ngô chưa chắc sẽ buông tha. Tôi đúng là muốn khảo nghiệm hắn thêm, không phải là tôi hoài nghi con mắt nhìn người của Tổng Bí Thư, mà là muốn thay ông ấy kiểm định. Bởi vì tôi còn nghe nói, Quan Viễn Khúc cũng rất có hứng thú về hắn. Quan Viễn Khúc có hứng thú đối với Hạ Tưởng quá là chuyện bình thường, trong số lớp trẻ, Hạ Tưởng ưu tú rõ như ban ngày. Tuy nhiên, tôi nghe nói anh cũng có ý tìm vài nhân tài ưu tú giống Hạ Tưởng làm nhân tài dự bị. Dường như tìm được rồi. Trịnh Thịnh tự đắc cười. Tìm được hai người, đang trong quá trình bồi dưỡng, sắp xỉ tuổi Hạ Tưởng, cũng lên giám đốc sở rồi, cũng không hơn kém hắn bao nhiêu. Có cơ hội tôi cũng phải âm thầm quan sát, thay anh kiểm định. Cổ Thu Thật cũng tự đắc cười. Tuy nhiên tôi vẫn xem trọng Hạ Tưởng. Thu Thật à, anh cái gì cũng tốt rồi, chỉ là đôi khi rất cố chấp, một khi đã nhận định một chuyện liền không chịu nghe ý kiến của người khác. Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật đã quen biết thân, nói chuyện thoải mái nhiều. Cổ Thu Thật cười ha hả. Tôi quan sát Hạ Tưởng không phải một năm, hai năm, khi Ủy ban Kỷ luật điều tra sự việc, tuy rằng cuối cùng nhờ có lão Cổ ra mặt, mấy ông cụ hợp sức khiến Long Gia Thành cũng phải nín nghẹn, nhưng anh đừng quên, Hạ Tưởng bị điều tra nửa ngày, ngoài mấy tấm ảnh không nói rõ được vấn đề gì, về mặt kinh tế mà nói, hắn đúng là trong sạch. Trịnh Thịnh vẫn không cho là đúng lắc đầu. Đó là do Thôi Hướng không có năng lực, ông ta chỉ là cây súng, rỉ sắt, viên đạn bay lệch. Tôi cũng muốn nói, anh cũng là người thật sự cố chấp. Cổ Thu Thật ha hả cười, không tranh luận cùng Trịnh Thịnh nữa. Chờ xem một thời gian, xem ai nhìn chuẩn hơn. Trịnh Thịnh cũng liền gật đầu. Dễ nói, tất cả đều là vì sự nghiệp chung. Cổ Thu Thật bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Việc điều tra, anh có ở sau lưng nhúng tay vào không vậy? Vẻ mặt Trịnh Thịnh hơi đổi. Thu Thật, Long Gia Thành và tôi có quan hệ không tồi, tuy nhiên tôi cũng không phải là người vượt ranh giới. Cổ Thu Thật lại cười. Tôi cũng chỉ là nói đại mà thôi. Đối thoại giữa Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Lúc hắn chạy về Tần Đường đã xảy ra một việc không lớn không nhỏ. Nói không lớn, bởi vì cũng quả thật không có gây ra nhiều xôn xao lắm, là một ông chủ khai thác mỏ tư nhân từ nơi khác đến Tần Đường bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa là mất mạng, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu. Nói không nhỏ, là bởi vì Hoàng Đắc Ích căn cứ vào chứng cứ tại hiện trường cho biết, tai nạn xe cộ này là do có người cố tình gây ra, chủ mưu đứng đằng sau là Thang Đại Thiếu. Nguyên nhân gây ra đương nhiên là vì đối phương không chịu nộp phí bảo hộ, y ỷ vào bản thân có thế lực đứng đằng sau, muốn đối đầu với Ngưu Lâm Quảng, không ngờ mới sau một tuần liền xảy ra vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Hoàng Đắc Khương đắn đo xem xét, biết rằng sau một thời gian yên tĩnh, Ngưu Lâm Quảng bắt đầu hành động. Hiện tại Hoàng Đắc Ích cũng có tầm nhìn rộng lớn, biết Ngưu Lâm Quảng bắt đầu hành động và cái chết của Thôi Hướng hẳn có liên quan, cũng không xin chỉ thị của Hạ Tưởng, trực tiếp căn cứ vào chứng cứ nắm trong tay bắt giữ Thang Đại Thiếu. Sau khi Thang Đại Thiếu bị Tiêu Lương đả thương, vừa mới dưỡng thương khỏi, đang muốn ra ngoài nhảy nhót vài ngày, không ngờ liền rơi vào tay của Hoàng Đắc Ích. Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường tung hoành ngang dọc suốt 7, 8 năm, tướng lĩnh thủ hạ của hắn lần đầu tiên chính thức bị bắt giữ nên nổi trận lôi đình. Thôi Hướng vừa mới chết không lâu, Thang Đại Thiếu ra tay, Hoàng Đắc Ích hành động, cục thế bình yên tại Tần Đường rốt cục cũng bị phá vỡ. Khi Hạ Tưởng vừa mới bước chân vào tòa nhà thành ủy, thành phố Tần Đường liền nghênh đón đợt sóng cuối cùng đầy chấn động. Chương 1240, đao ra khỏi vỏ, cung được lên tên. Bí thư Hạ, tình huống như vậy đó, mời anh phê duyệt. Hoàng Đắc Ích vô cùng cung kính báo cáo công tác, trong lòng còn có chút bồn chồn, không biết hành động bắt giữ Thang Đại Thiếu của y có khiến Bí thư Hạ vừa lòng hay không. Dù sao Hoàng Đắc Ích tự nhận giữa mình và Hạ Tưởng chưa đạt được sự ăn ý. Hạ Tưởng cũng sớm có tâm lý chuẩn bị, biết Ngưu Lâm Quảng có lẽ có hành động rồi, chỉ có điều không ngờ tới sự việc đầu tiên lại quá nhỏ không đáng chú ý như vậy, nên hắn suy nghĩ một lúc mới nói. Đắc Ích, thành phố Tần Đường sắp tới sẽ tham gia bầu chọn danh sách khu vực thành phố tương đối giàu có toàn quốc,
là thành phố duy nhất của tỉnh Yến trúng cử, trong một thời gian tương đối dài sau này, chẳng những phải duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, còn phải nhanh nhẹn đổi mới toàn bộ diện mạo, là một sự kiện lớn không thể chảnh mảng bỏ qua. Trong lòng Hoàng Đắc Ích nhớ kỹ. Bởi vậy, việc quản lý, chỉnh đốn lại trật tự an ninh vô cùng cần thiết. Hạ Tưởng giống như là ngầm thừa nhận hành động của Hoàng Đắc Ích, tuy rằng lời khuyên bảo của Trịnh Thịnh khiến hắn không đoán được phương hướng, nhưng mặc kệ thái độ của Trịnh Thịnh là cái gì, cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm chiến đấu với Ngưu Lâm Quảng của hắn. Không nói đến Ngưu Lâm Quảng uy hiếp hắn, chính những việc thật mà Ngưu Lâm Quảng đã làm nhiều việc ác ở Tần Đường, bàn tay đã dính máu của nhiều người, thì càng phải diệt trừ tận gốc. Không diệt trừ tận gốc không thể khiến cho người dân hết phẫn nộ. Hắn thân là bí thư thành ủy của Tần Đường, ở Tần Đường đã trải qua cuộc khảo nghiệm nghiêm ngặt của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng cần phải gây ra một trận cháy lớn ở Tần Đường, trả lại cho người dân Tần Đường một bầu trời trong xanh. Sắp tới Giám đốc Sở Công an tỉnh Mã có hướng điều chuyển lên cao, Đắc Ích, có thời gian tôi sẽ giới thiệu anh với Giám đốc Sở Mã. Đạo lý dùng người, quyết định ở chỗ làm cho cấp dưới luôn có hy vọng, cảm thấy đi theo bạn là có đường thăng chức, ích lợi đứng đầu, thứ hai mới là giao tình. Bởi vì Hoàng Đắc Ích không phải là tâm phúc của Hạ Tưởng dùng cách đưa lợi ích bày ra trước mắt, tình bằng hữu gạt sang một bên. Hoàng Đắc Ích quả nhiên kích động, rốt cuộc phân lượng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy có khác, luôn biết trước động tĩnh trên tỉnh, đi trước người khác một bước chính là tiên cơ, có lúc dẫn trước một bước, thì có thể dẫn đầu mọi bước. Cảm ơn Bí Thư Hạ, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không để cho Bí Thư Hạ mất mặt. Hoàng Đắc Ích bày tỏ lòng trung thành. Hạ Tưởng cười cười. Được rồi, trước hết đừng nói lời những lời hoa mỹ nữa, còn một trận đánh ác liệt phải đánh. Anh về sắp xếp qua danh sách ứng cử viên cho chức phó cục trưởng, để ra một chỗ trống linh hoạt. Hoàng Đắc Ích nhận mệnh lệnh rời đi, vẻ mặt kiên quyết, lòng tràn đầy vui mừng. Hạ Tưởng quyết định sẽ đại phẫu thuật thế cục thành phố, đồng thời, hắn còn an bài sâu hơn, chuẩn bị điều chuyển lịch phi từ thành phố Thiên Trạch đến Tần Đường. Thiên Trạch dù sao cũng là một thành phố nghèo, không thể so sánh với Tần Đường. Lịch Phi ở vị trí phó cục trưởng cũng đủ lâu rồi, sau khi đến cục công an thành phố Tần Đường, trực tiếp đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực, làm ở vị trí đó trong khoảng 1 đến 2 năm, Hoàng Đắc Ích được thăng chức, anh ta sẽ liền lên làm chính rồi, cũng không uổng công anh ta dốc sức phục vụ hắn nhiều năm. Hạ Tưởng xem xét lại tình hình cục thế ở Tần Đường, uống một ngụm trà, lại nghĩ tới cuộc gặp gỡ với Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh vừa rồi, thì càng cảm thấy Trịnh Thịnh đối với hắn dường như chú ý quá nhiều, nhưng lại không phải hoàn toàn là thiện cảm giống như Cổ Thu Thật, mà là dường như còn có nghi hoặc. Nhưng bất chấp, Hạ Tưởng đột nhiên hạ quyết tâm, hắn ở Tần Đường về mặt kinh tế cũng không làm ra nhiều thành tích, muốn đem đến cho người dân ở Tần Đường một bầu trời xanh, thì phải nhổ tận gốc Ngưu Lâm Quảng.